dưới sinh tử nhai rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều hướng kỷ phạm tâm nhìn chằm chằm đi qua đám người ánh mắt không giống nhau có nghi hoặc có kiêng kỵ có trầm tư mặc dù nói kỷ phạm tâm trước khi tới một mực nhắc nhở trương nhược trần phải khiêm tốn nhưng là nàng hành động lại là không có chút nào điệu thấp kỷ phạm tâm lường trương nhược trần một chút mỉm cười tới phiên ngươi muốn giết ai liền đem tên của hắn cùng giá cả viết tại trên sinh tử phù đem sinh tử phù đánh đi ra tin tức liền sẽ ghi vào sinh tử nhai từ thần điện tất cả điểm liên lạc trên sinh tử nhai đều sẽ hiển hiện ra. Trương Nhược Trần từ trong khay vê lên một tấm sinh tử phù, viết đứng lên. Viết hoàn tất về sau, Trương Nhược Trần cánh tay hất lên, sinh tử phù bay ra ngoài. Bành, phù lục sụp đổ, trên sinh tử nhai bảng xếp hạng tiền thưởng xuất hiện biến hóa mới, một cái hoàn toàn mới danh tự bày biện ra tới. Bảng xếp hạng tiền thưởng thứ 10, không gian thần điện lãnh tụ công tử diễn, tiền thưởng 300 triệu. Dưới sinh tử nhai, vốn là tương đương an tính giờ phút này lại là vang lên trận trận tiếng ồn ào. 300 triệu mai thánh thạch, trời ạ, à, ta nếu là có nhiều như vậy thánh thạch, đã có thể đi một tòa khư giới công thành đoạt đất, thành lập một tòa phồn hoa đế quốc. Công tử diễn nhân duyên vẫn luôn rất tốt, đồng thời còn có rất nhiều thế lực đều muốn cầu cạnh hắn, tại sao có thể có người ra 300 triệu mai thánh thạch giá trên trời giết hắn. Công tử diễn lần này là bày ra xong việc, nhất định là đắc tội một cái thế lực lớn siêu cấp. Không biết bao nhiêu ánh mắt, nhìn chăm chú về phía trương nhược trần. Có tu sĩ, vận dụng tinh thần lực muốn xem mặc trương nhược trần dưới mặt nạ hình dáng còn có một số tu sĩ ánh mắt lại là tương đương âm trầm mà quyền sát trưởng nếu không phải nơi này là tử thần điện địa bàn chỉ sợ đã ra tay với trương nhược trần đây cũng không phải sự tình kỳ quái gì dù sao ở đây tu sĩ đông đảo khẳng định có người cùng công tử diễn giao hảo thậm chí có khả năng công tử diễn bản tôn ngay tại hiện trường trương nhược trần lại có vẻ gặp không sợ hãi lại vê lên một tấm sinh tử phù viết bành sinh tử phù bay ra ngoài trên bảng xếp hạng tiền thưởng lại thêm ra một cái tên. Bảng xếp hạng tiền thưởng thứ 10, hồn giới lãnh tụ Liếm Hy, tiền thưởng 300 triệu. Oanh, lần này, dưới sinh tử nhai tu sĩ triệt để sôi trào lên, không biết bao nhiêu tu sĩ đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Không có thiên lý, lại có thể có người muốn giết Liếm Hy tiên tử, hơn nữa còn ra giá 300 triệu mai thánh thạch, nếu là tin tức truyền đi, toàn bộ thiên đường giới đều được chấn động. Liếm Hy tiên tử xinh đẹp như vậy xuất trần, cho dù là máu lạnh đến đâu sát thủ đoán chừng cũng không nỡ đối với nàng động thủ. Có bản lĩnh lộ ra chân diện mục, muốn giết liếm hy tiên tử, trước qua ta một cửa này. Một vị người mặc áo bào màu vàng anh tú nam tử, là liếm hy người theo đuổi, đúng là trực tiếp hướng Trương Nhược Trần lao đến, hai tay biến thành bạch ngân đồng dạng nhan sắc. Nhưng là, tại hắn cách Trương Nhược Trần còn có 10 bước thời điểm, tử thần điện một vị hạch tâm sát thủ hiện thân. Vị hạch tâm sát thủ này có chút đặc biệt, trên tử thần hắc bào trên người, đúng là có một đạo lục dược phi long. Từ trên người hắn phát ra sát khí, khiến cho toàn bộ trong mộ lớn nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Chỉ là luồng sát khí này, chính là cả kinh nam tử mặc hoàng bào dừng bước. Nơi này là tử thần điện điểm liên lạc, ai dám trong này làm càn, ta tần khai miễn phí cho hắn lên đường. Toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen nam tử, thanh âm bình thản nói ra. Nam tử mặc hoàng bào mặt, bá một chút, trở nên trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy tần. Khai, sát thủ thiên vương bảng, vị trí thứ 21 tần khai, trong khoảnh khắc, hắc bào nam tử kia tần khai chỗ đứng lập vị trí, biến thành tuyệt đối trung tâm. Ở đây tu sĩ nhìn chăm chú về phía hắn, đều có chút sợ mất mật. Liền ngay cả Trương Nhược Trần cũng đều có chút động dung, phải biết, liên thành bách lý nhân vật cường đại cỡ nào, cũng chỉ là tại trên sát thủ thiên vương bảng xếp hạng thứ 84. Toàn bộ sát thủ thiên vương bảng sẽ chỉ ghi vào 100 vị thánh vương cảnh giới sát thủ, mỗi một cái đều là siêu cấp nhân vật cường hãn, xếp hạng càng là gần phía trước, thực lực càng là đáng sợ. Cù sợ nam tử mặc hoàng bào về sau, tần khai thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như là hòa tan một dạng. Thật sự là lợi hại, bằng vào tu vi hiện tại của ta, cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào rời đi. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, kỳ phạm tâm nói, hiện tại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Liền ngươi bây giờ tu vi, dưới đại thánh, người có thể nghiền ép ngươi nhiều không kể xiết. Người tại chân lý thiên vực gặp phải, vẫn chỉ là thế hệ trẻ tuổi cao thủ, thế hệ trước thánh vương cường giả nhân vật hung ác càng nhiều. Trương Nhược Trần nhún vai, rất là không quan trọng, dù sao đạt được tu di thánh tăng dâu dài, tiếp xuống tu vi cảnh giới liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Chờ đến tu vi lại đề thăng hai ba cái cảnh giới, dưới đại thánh, còn có ai có thể chế được hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần lại đưa tay, từ trong khay vê lên một tấm sinh tử phù. Kỳ phạm tâm đôi mắt trừng lớn, có chút giật mình, nói, người còn muốn hạ đơn. Người cầm ra được nhiều như vậy thánh thạch sao? Cho dù là 100 triệu mai thánh thạch, đối với kỳ phạm tâm thế giới như thế này lãnh thuộc tới nói đều là một cái tương đương to lớn số lượng. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần đã hao tốn 600 triệu mai thánh thạch, lại còn muốn tiếp tục hạ đơn, có thể nào không khiến người ta cảm thấy giật mình. Trương Nhược Trần cười nói, ta kim bộ long liễn, giá trị không tại 1 tỷ mai thánh thạch phía dưới A. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần tại trên sinh tử phù, lại viết kế tiếp danh tự. Một lát sau, bảng xếp hạng tiền thưởng thứ 10 vị trí, thêm ra một cái tên, huyết chiến thần điện lãnh tụ tấn nha, tiền thưởng 300 triệu mai thánh thạch cũng không để ý tới chung quanh những ánh mắt nhìn nghẹn hỏng chân chối kia, Trương Nhược Trần tiếp tục viết tấm thứ tư sinh tử phù. Bành, sinh tử phù bay ra ngoài, cùng sinh tử nhai đụng vào nhau, biến thành một mảnh quang vũ. Lập tức, bảng xếp hạng tiền thưởng thứ bảy, xuất hiện thương tử cự danh tự, tiền thưởng 500 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn không có tiếp tục đi lấy trong khai sinh tử phù, trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng. Bạch Tô, Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Ngũ Sư Tỷ. Cái chết của bọn hắn, vẫn luôn là Trương Nhược Trần trong lòng đau nhức. Lúc đầu Trương Nhược Trần là muốn để mà răng đền răng thủ đoạn, tại từ thần điện mua sát thủ, đi giết thương tử cự thân nhân, bằng hiếu, sư huynh đệ, chỉ cần giết một cái, liền thanh toán tiền thù lao. Nhưng là, chân chính đến quyết định tính mạng của bọn họ thời điểm, Trương Nhược Trần lại lựa chọn thu tay lại, không làm được như vậy làm sát kẻ vô tội sự tình. Thương tử cự thân nhân, bằng hiếu, sư huynh đệ, không nhất định đều là ác nhân, cũng không phải là đều tại đối phó Trương Nhược Trần, nói không chắc, trong đó có rất lo xa tính lương thiện cùng với thế không tranh tu sĩ. Người đang suy nghĩ gì? Kỳ phạm tâm hỏi, không có gì, Trương Nhược Trần thật chặt nhéo nhéo trong tay bút thanh đồng, chậm rãi đưa nó phóng tới trong khay. Đây là một cây bút giết người, đến dùng cẩn thận. Kỳ phạm tâm nói, chúng ta đến mau chóng rời đi, người lần này hạ đơn muốn giết bốn người, đều là thuộc về thiên đường giới phe phái. Mà thiên đường giới phe phái thế lực khổng lồ, ở đây nhất định có không ít người của bọn hắn. Đi thôi, Trương Nhược Trần vừa mới quay người, một vị người mặc tử thần hắc bào tu sĩ, ngăn ở hắn cùng kỳ phạm tâm trước người. Người này cổ áo cùng ống tay áo đều hiện lên ra nhàn nhạt gợn sóng, là một vị sát thủ thiên vương. Thanh âm của hắn có chút bén nhọn, nói hai vị khách nhân tạm thời còn không thể rời đi nơi đây, vừa rồi thích trưởng lão truyền lời, để cho ta mang các ngươi hai vị đi gặp hắn. Trương Nhược Trần tại tu sĩ áo bảo đen này trên thân, cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện sát khí, thế là cảnh giác, hỏi chúng ta tại sao muốn đi gặp thích trưởng lão. Bởi vì các ngươi hai người đều hạ đơn, phải đi thích trưởng lão nơi đó giao nạp tiền đặt cọc. Áo bào đen tu sĩ sát khí trên người biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 1730, Kính Hoa Thủy Nguyệt Tại tu sĩ mặc hắc bào dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần, Kỳ Phạm Tâm, Tà Thành Tử ba người, đi vào trong mộ lớn một tòa luyện khí các lâu. Tòa này luyện khí các lâu, có bốn tầng cao, dùng màu đen như mực kim loại rèn đúc mà thành. Sàn nhà, vách tường, trên cây cột đều có khắc cao thâm trận pháp minh văn. Đồng thời, từ lầu các cửa sổ trong khe hở, còn có ma vụ màu đen phun ra tới. Kỳ Phạm Tâm trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói: "Theo ta được biết, giao nạp tiền đặt cọc địa phương cũng không phải là nơi này." Tu sĩ Mặc Hắc Bảo nói: "Các ngươi là hạ đơn kim ngạch vượt qua 100 triệu mai thánh thạch quý khách, các loại tin tức nhất định phải nghiêm ngặt ẩn tàng, cho nên do thích trưởng lão tự mình tiếp đãi các ngươi, lập tức tu sĩ mặc hắc bào nhìn chăm chú về phía trương nhược trần cánh tay có chút một dẫn cười nói vị quý khách kia trước cùng ta đi vào đi kỳ phạm tâm lộ vẻ nghi ngờ nói chúng ta là cùng đi vì cái gì không phải đi vào chung tu sĩ mặc hắc bảo đối với kỳ phạm tâm có chút chắp tay nói thật có lỗi đây là tử thần điện quy củ hạ đơn vượt qua 100 triệu mai thánh thạch quý khách đều nhất định muốn đơn độc tiếp đãi kỳ phạm tâm đi vào tử thần điện số lần không cao hơn 3 lần bởi vậy đối với tử thần điện quy củ cũng không phải là đặc biệt hiểu Nghe được tu sĩ mặc hắc bào kiểu nói này, nàng cũng không muốn phá hư tử thần điện quy củ, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Kỷ phạm tâm lặng lẽ hướng Trương Nhược Trần truyền âm, việc này có chút quỷ dị, sau khi đi vào, người muốn vạn phần cẩn thận. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có khiếp đảm cùng e ngại, đi theo tu sĩ mặc hắc bào sau lưng, hướng trong luyện khí lâu các đi đến. Kẹt kẹt, tu sĩ mặc hắc bào cũng không có tiến vào luyện khí các lâu, đóng lại lầu các đại môn, chính là thân hình đứng nghiêm ở ngoài cửa, mặt hướng kỳ phạm tâm, một bộ thản nhiên bộ dáng. Luyện khí các lâu nội bộ, đốt 16 chén người cao đèn đồng, tựa như 16 con đồng tử, lơ lửng tại trong không gian ma vụ tràn ngập, quỷ dị dị thương. Trong không khí, tung bay nhàn nhạt mùi thơm, mùi thơm kia, Trương Nhược Trần rất là quen thuộc, là hồng hóa đằng hương vị. Dù vậy, Trương Nhược Trần hay là lập tức ngừng thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông, đặc biệt chú ý cẩn thận. Cần biết, tử thần điện là đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, đang dùng độc phương diện khẳng định là đang phong tạo cực, cho nên không thể không phòng. Thích trưởng lão xếp bằng ở trên một tấm huyền băng thánh ngọc sàng, miệng mũi thật sâu khẽ hấp, lập tức tất cả ma vụ đều là bị hắn hút vào trong bụng. Phảng phất hắn ngực bụng cùng ngũ tạng, chính là một tòa thiên địa, có thể dung nạp vạn vật. Trong luyện khí các lâu không gian, trở nên đèn đuốc sáng trưng. Thích trưởng lão mở ra hai mắt, cười một tiếng, vừa rồi, nghe được tự nhiên đến bẩm báo, có người hạ 1.6 tỷ mai thánh thạch đại đơn lão phu còn tưởng rằng là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử hiện thân, trong lòng tương đương bất an. Không nghĩ tới, lại là một cái tuổi trẻ tài tuấn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói, hẳn là tại trưởng lão xem ra, chân lý thiên vực này chỉ có thập đại thần truyền đệ tử, mới có thể xuất ra 1.6 tỷ mai thánh thạch. Ha ha, đúng a, à, đều là lão phu coi thường các người bọn tiểu bối này, thật sự là một cái so một cái giàu có, chúng ta loại lão ra hỏa sống hơn một ngàn năm này, tại trước mặt của các ngươi chỉ có thể coi là lão quỷ nghèo. Thích trưởng lão cười khổ nói, thích trưởng lão là một cái tương đương phi phàm nhân vật, vẻn vẹn trước trước trong cơ thể hắn phun ra tới nồng hậu dày đặc ma vụ, đều có thể suy đoán ra tu vi của hắn, nhất định là đạt đến bảy bước thánh vương trở lên. Loại lão quái vật này, một số thời khắc, so với những thiên tri kiêu tử kia còn muốn đáng sợ. Thích trưởng lão không giống như là một sát thủ, lộ ra có chút hiền hòa, cười nói, 1.6 tỷ mai thánh thạch mức quá to lớn, cho nên hiện tại có hai loại giao phó phương thức. Xin hỏi là hai loại nào? Trương Nhược Trần hỏi. Thích trưởng lão nói, loại thứ nhất, người duy nhất một lần đem 1.6 tỷ mai thánh thạch toàn bộ giao nộp, nếu là không có nhiều như vậy thánh thạch, cũng có thể sử dụng ngang nhau bảo vật thanh toán. Nếu là trong vòng một năm, người muốn giết người không có chết đi, tử thần điện đem thánh thạch toàn ngạch hoàn trả. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, hỏi, như vậy loại thứ hai đâu? Thích trưởng lão nói, loại thứ hai, chính là người trước giao nộp nhất định tỷ lệ tiền đặt cọc, chờ đến chúng ta sát thủ, giết chết người muốn giết người, người lại thanh toán còn lại thánh thạch, Bao nhiêu tỷ lệ tiền đặt cọc? Trương Nhược Trần hỏi, thích trưởng lão nói, thấp nhất một thành. Trương Nhược Trần nói, tốt a, ta lựa chọn loại thứ hai thanh toán phương thức. Muốn giết thương tử cự, công tử diễn, liếm hy, tấn nhà mấy người này nói nghe thì dễ. Trương Nhược Trần đến từ thần điện hạ đơn mục đích chủ yếu. Nhưng thật ra là hy vọng từ thần điện sát thủ cho bọn hắn chế tạo trình độ nhất định phiền phức, khiến cho bọn hắn không cách nào toàn lực ứng phó đối phó chính mình. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể giết trong bọn họ một cái, hoặc là hai cái, coi như thanh toán ba, 500 triệu mai thánh thạch, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy là một kiện tương đương đáng giá sự tình. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là muốn lựa chọn loại thứ hai thanh toán phương thức. Lại nói, Trương Nhược Trần trên người thánh thạch mức, căn bản không có 1.6 tỷ, càng thêm sẽ không đem kim bộ long liễn lại một lần thế chấp ra ngoài. Thích trưởng lão nói, lựa chọn loại thứ hai thanh toán phương thức là cần nhất định điều kiện mới được. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thích trưởng lão nói, tử thần điện nhất định phải biết thân phận chân thật của ngươi, đồng thời còn muốn ước định, người có thể hay không thanh toán nổi còn lại thánh thạch. Thì ra là như vậy, Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói ta nghe nói từ thần điện coi trọng nhất tín dự, tuyệt đối sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức. Không sai, đây là từ thần điện đặt chân căn bản. Thích trưởng lão nói, Trương Nhược Trần để lộ mặt nạ trên mặt, sau đó thân hình cùng dung mạo không ngừng phát sinh biến hóa, biến thành chân diện mục, nói quảng hàn giới thần sứ Trương Nhược Trần thân phận, hẳn là thanh toán nổi 1.6 tỷ mai thánh thạch A. Thích trưởng lão đôi mắt già kia, thật sâu ngưng tụ, Nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thời không truyền nhân, khó trách có thể hào khí hạ đơn 1.6 tỷ. Nhược Trần công tử cứ chờ một chút, để lão phu đọc qua tư liệu của ngươi, làm một lần ước định. Thích trưởng lão xuất ra một khối khối Rubik, đại lượng ma khí tràn vào tiến khối Rubik, lập tức, lít nha lít nhít văn tự, từ trong khối Rubik bay ra ngoài, tiến vào thích trưởng lão hai mắt. Một lát sau, thích trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, nguyên lai, Nhược Trần công tử hay là côn lôn giới Thánh Minh Trung ương đế quốc thái tử? tòa hạ có hai tôn đại thánh cấp bậc cường giả, đồng thời còn nắm giữ lấy một tòa thế giới. Như vậy nội tình, muốn thanh toán 1.6 tỷ mai thánh thạch, tự nhiên là không phải việc khó. Xem ra từ thần điện thu tập được tình báo rất kỹ càng thôi. Trương Nhược Trần trong lòng biết, thích trưởng lão nói tới hai tôn đại thánh, chỉ khẳng định là hộ long các hai tôn hộ quốc thần thú. Đang tấn công bái nguyệt ma giáo thời điểm, bọn chúng từng hiện thân. Làm tổ chức sát thủ, thu thập tình báo là đệ nhất vị. Nhược Trần công tử muốn mua tình báo, kỳ thật cũng có thể hợp tác với chúng ta. Nói xong lời này, thích trưởng lão lại nói, bất quá, 1.6 tỷ mai thánh thạch mức thực sự quá to lớn, lão phu nhất định phải nghiệm chứng nhược trần công tử thân phận mới được, để tránh có người sử dụng biến hóa chi thuật lừa dối vượt qua kiểm tra. Như thế nào nghiệm chứng? Trương nhược trần nói, thích trưởng lão nói, chỉ cần thu thập nhược trần công tử một giọt thánh huyết. Vô luận như thế nào biến hóa, tu sĩ huyết dịch trung quy là không cách nào cải biến. Soạt, từ thích trưởng lão sau lưng trong vách đá, đi ra một vị dáng người cao gầy nữ tử, thân thể hiện lên hơi mờ, giống như là một đoàn nước hình người. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần từ trên người nàng, thiết thiết thực thực cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Nữ tử cao gầy trong tay, bưng một cái khay, trong mâm, thả có một thanh thủy thủ màu bạc, cùng một cái chén. Mặt nữ tử cao gầy, dần dần ngưng thực, giống như kim loại rèn đúc mà thành, nói công tử, xin mời. Trương Nhược Trần bắt lấy thủy thủ, đang muốn đi cắt ngón tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì lý do an toàn, lại đem thủy thủ thả lại khay xoẹt tay phải ngón tay tại tay trái trên ngón trỏ vạch một cái một đạo vết máu nhàn nhạt, nhạt hiển hiện ra tí tách một giọt máu nhỏ vào cái chén đúng lúc này trương nhược trần rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhói nhói từ trên ngón tay miệng vết thương truyền ra vạch phá làn da xuất hiện đau đớn vốn là bình thường sự tình nhưng là trương nhược trần lại phát hiện từ trên ngón tay truyền đến đau đớn so với bình thường quẹt làm bị thương hơi mạnh như vậy một chút cái này rất không bình thường trương nhược trần sắc mặt hơi đổi vội vàng vận chuyển công pháp muốn phong bế tay trái cánh tay ba mạch đứng tại hắn đối diện nữ tử cao gầy kia đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí thân thể co vào ngưng tụ thành một thanh kiếm màu bạc đâm thẳng trương nhược trần mi tâm trương nhược trần tốc độ phản ứng nhanh đến cực điểm hai chân hướng về sau đạp một cái như chấp giật hướng về sau lùi lại bành thân thể của hắn không thể đụng xuyên luyện khí các lâu đại môn ngược lại trên cửa chính hiện ra đại lượng trận pháp minh văn hình thành từng tầng từng tầng thánh khí sóng chấn động đến hắn bay về phía trước ra ngoài mắt thấy hắn liền muốn cùng trường kiếm màu bạc đụng vào nhau bỗng dưng trương nhược trần thân hình biến mất không thấy gì nữa nazi đến luyện khí các lâu một chỗ góc tường thích trưởng lão đem trường kiếm màu bạc thu hồi đến trong tay đứng dậy hiền lành cười nói giống người còn trẻ như vậy giống như này chú ý cẩn thận tu sĩ thật đúng là không nhiều mới vừa tiến vào luyện khí các lâu người liền ngừng thở phong bế lỗ chân lông khiến cho lão phu nhóm lửa 16 chén thi hương ma cổ đăng đã mất đi tác dụng. Vừa rồi, lão phu tại trên chủy thủ bôi có kỳ độc, chỉ cần ngươi dùng nó cắt làn da, trong nháy mắt liền muốn ngã xuống đất bỏ mình. Thế nhưng là ngươi vậy mà không có sử dụng chủy thủ, ngược lại để lão phu tương đương thất vọng. Bất quá ngươi coi như cẩn thận hơn cẩn thận, tại một người trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi trước mặt, cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Trương Nhược Trần phát giác được toàn bộ cánh tay trái đều đã mất đi chi giác, trở nên càng ngày càng trong suốt, làn da giống như là biến mất một dạng, huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch, xương cốt đều hiện ra. Loại cảm giác chết lặng kia, còn tại hướng toàn thân lan tràn. Chúng độc, đây là, đây là có chuyện gì, ngươi đến cùng làm cái gì? Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển cử thiên minh đế kinh áp chế thể nội cỗ độc tố thần bí kia. Thích trường lão từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, nụ cười trên mặt mười phần âm hàn cùng đắc ý, nói, vô dụng, người chúng là tử thần điện độc môn kỳ độc, kính hoa thủy nguyệt. Hoa trong kính, trăng trong nước, người trước vô vị người sau vô định coi như kính hoa thủy nguyệt phiêu phù ở trước mặt của ngươi dưới đại thánh sinh linh cũng không có khả năng phát giác được cho nên tại ngươi cắt làn da trong nháy mắt đó kính hoa thủy nguyệt liền thần không biết quỷ không hay xuyên thấu ngươi sớm thả ra hộ thể thánh khí xâm nhập tiến vào thân thể của ngươi có phải hay không cảm giác thân thể càng ngày càng chết lặng đang dần dần mất đi chi giác ngươi xem một chút cánh tay của ngươi có phải hay không đang trở nên trong suốt hắc hắc rất nhanh ngươi toàn bộ thân thể Bao quát ý thức của người cùng thánh hồn đều sẽ biến thành hơi mờ hình thái, giống như hoa trong kính, trăng trong nước. Đương nhiên, liền xem như biến thành hơi mờ, người hay là có nhất định giá trị. Đưa người luyện vào trong thủy nguyệt kiếm của ta, ngược lại là có thể tăng lên kiếm linh lực lượng, tăng lên kiếm phẩm cấp. Chương 1731, thích trưởng lão. Theo thể nội thánh khí, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế kinh để bát trọng công pháp lộ tuyến vận hành, vượt quá chương nhược trần dự liệu là, vậy mà ngăn chặn Kính Hoa thủy nguyệt độc tại thể nội lan tràn. Cửu Thiên Minh Đế Kinh mỗi tăng lên một trọng, Thánh khí phẩm cấp liền sẽ phát sinh tăng lên. Rất hiển nhiên, để bát trọng Cửu Thiên Minh Đế Kinh đã đạt tới bách độc bất xâm cấp độ. Chỉ bất quá, kính Hoa Thủy Nguyệt độc quá mức lợi hại mới có thể ăn mòn trương nhược trần thân thể. Trương nhược trần trong lòng có chút vui mừng, âm thầm điều động trong khí hải thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa tiến vào kinh mạch cùng thánh mạch, bắt đầu luyện hóa độc tố. Thích Trường Lão đối với kính Hoa Thủy Nguyệt độc rất có lòng tin. Căn bản không tin tưởng dưới đại thánh sinh linh, có thể áp chế được độc tố. Mà lại, thích trưởng lão cũng là một người chú ý cẩn thận, đã sớm nhận được tin tức, Trương Nhược Trần thực lực không yếu, mà còn có thể điều động lực lượng không gian cùng thời gian. Bởi vậy, hắn cũng không có tới gần Trương Nhược Trần, mà là đứng tại 10 trượng bên ngoài, yên lặng chờ Kính Hoa thủy nguyệt độc hoàn toàn bạo phát đi ra. Lúc kia, căn bản không cần hắn xuất thủ, Trương Nhược Trần liền sẽ mất đi chi giác cùng ý thức. Vì cái gì? Vì cái gì? Muốn giết ta? Trương Nhược Trần giả ra chúng độc càng ngày càng sâu bộ dáng, lấy tay chống đỡ vách tường, cánh tay run rẩy càng ngày càng lợi hại, trên thực tế lại là đang trì hoãn thời gian. Thích trưởng lão nụ cười trên mặt, càng thêm đắc ý, nói, người hạ đơn nhằm vào mục tiêu quá rõ ràng, nói rõ là muốn đối phó thiên đường giới phe phái tân sinh một đời kiệt xuất nhất mấy vị thiên tri kiêu tử, lão phu há có thể để cho ngươi tọa nguyện. Người đến cùng là tử thần điện hạch tâm sát thủ, hay là thiên đường giới phe phái tu sĩ? Trương Nhược Trần nói, đều là, thích trưởng lão cười cười cả hai có xung đột sao ha ha người trẻ tuổi người cuối cùng vẫn là lịch duyệt quá nhỏ bé hẳn là phải học được che giấu mình càng là cao điệu đã chết càng nhanh càng là ẩn tàng mới có thể càng là xuất kỳ bất ý trương nhược trần trầm giọng nói theo ta được biết tử thần điện không thuộc về bất luận cái gì một giới là một cái hoàn toàn độc lập thế lực ta là tử thần điện quý khách giết ta tử thần điện cao tầng sao lại buông tha ngươi thích trưởng lão như là nhìn thằng mốc đồng dạng nhìn chằm chằm trương nhược trần nói, lão phu tại tử thần điện kinh doanh mấy trăm năm, lấy giờ này ngày này thân phận địa vị, tùy tiện tìm một cái lý do, liền có thể giấu giếm đi qua. Tỷ như, người cấp không nổi 1.6 tỷ mai thánh thạch, muốn chạy trốn, lọt vào lão phu chặn đường. Không cẩn thận, lão phu lỡ tay giết chết ngươi, đây là tương đương bình thường sự tình, ngươi nói đúng hay không? Thời gian dần trôi qua, thích trưởng lão phát giác được có cái gì không đúng, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, đã qua lâu như vậy, kính hoa thủy nguyệt độc tố sớm nên lan tràn toàn thân của ngươi, ngươi làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện. Bạch, thích trưởng lão lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, sử dụng ngựa kiếm thuật, đem thủy nguyệt kiếm đánh ra ngoài. Kiếm, như ngân xà, theo thân kiếm xoay tròn, vô số kiếm khí hội tụ, hình thành một cái kiếm khí vòng tròn. Lão gia hỏa này, xuất thủ cũng quá quả quyết, trong cơ thể ta kính hoa thủy nguyệt độc còn không có hoàn toàn luyện hóa, nên làm cái gì? Trương Nhược Trần mới vừa vặn phân tâm, thể nội kính hoa thủy nguyệt độc, chính là ngóc đầu trở lại, nửa người đều trở nên chết lặng. Đáng chết, loại độc tố này làm sao như vậy khó luyện hóa. Ma âm, người trước ngăn trở hắn, Trương Nhược Trần kêu một tiếng, Trương Nhược Trần phần lưng, bay ra một đạo mị hoặc ngàn vạn thân ảnh, ngưng tụ thành một vị mỹ nhân tuyệt thế. Tay nàng cầm huyết nguyệt đồng dạng vô tận đao, hướng về phía trước một đao vung chém ra ngoài. Bành, tất cả kiếm khí, toàn bộ đều vỡ nát, Thủy Nguyệt kiếm cùng vô tận đao rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, màu bạc cùng huyết sắc quang hoa đối xứng, tựa như là hai tòa kim loại cự sơn tại va chạm, trong toàn bộ luyện khí lâu các không gian đều là chấn động kịch liệt một chút. Ma âm hướng về sau lùi lại hai bước, tấm kia óng ánh sáng long lanh trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một vòng dáng tươi cười, lão đầu nhi, tu vi của ngươi rất thâm hậu nha, khó trách dám đánh chủ nhân nhà ta chủ ý. Thích trưởng lão không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Khi thích trưởng lão ánh mắt, nhìn chăm chú về phía xếp bằng ở góc tường Trương Nhược Trần, sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần cánh tay trở nên hơi mở kia, vậy mà tại chậm rãi khôi phục chẳng lẽ hắn có thể luyện hóa tịnh hóa kính hoa thủy nguyệt độc thích trường lão trên việc tu luyện ngàn năm lịch duyệt phong phú rất nhanh liền chấn định lại chuẩn bị tốc chiến tốc thắng trong cơ thể của hắn tuôn ra màu đen như mực ma vụ trên người uy thế tăng trưởng mấy lần tựa như một tôn cái thế tà ma thanh âm băng lãnh nhà đầu trong tay ngươi đao là vong thiên vô tận đao a à. có chút nhãn lực a à, ha ha ma âm mảy may đều không sợ từng cây màu đen mái tóc hóa thành đan sen lôi điện dây leo như là dao máng Hướng ra phía ngoài dọc theo đi, che kín toàn bộ luyện khí các lâu. Vong thiên lợi hại như vậy một vị tuổi trẻ hậu bối, lại là chết ở trong tay của các ngươi, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi Trương Nhược Trần. Hôm nay, lão phu cũng liền càng thêm muốn giết ngươi. Thích trưởng lão cầm trong tay thủy nguyệt kiếm, vẽ ra một vòng tròn. Kiếm quang vô cùng chói mắt, tựa như là một vòng sáng chói minh nguyệt. Bạch, minh nguyệt ngưng tụ thành một chút, trong chốc lát chính là đến ma âm trước người. Ma âm cũng sớm đã kích phát ra vô tận đao tứ diệu viên mãn lực lược, vùng chém ra đi, lưỡi đao cùng điểm sáng đụng vào nhau. Lập tức một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô bạo phát đi ra, chấn động đến ma âm đao trong tay lưỡi đao, kém một chút bay ra ngoài. Thật là lợi hại lão đầu, tu vi nhất định là bảy bước thánh vương cảnh giới. Ma âm chuẩn bị điều động chân lý quy tắc, cùng thích trưởng lão đối kháng. Thế nhưng là, chân lý quy tắc còn không có điều động, điểm sáng cùng vô tận đao đối kháng kia, đúng là hướng mặt bên bay đi, phóng tới ngồi xếp bằng trên mặt đất Trương Nhược Trần. Điểm sáng kia là Thủy Nguyệt kiếm mũi kiếm, tốc độ nhanh như vậy, Ma Âm trong lòng biết đối phương là sát thủ, tốc độ là đối phương cường hạc, hiện tại đi chặn đường đã tới không kịp, thế là đành phải điều động lít nha lít nhít dây leo, hướng thích trưởng lão công kích đi qua, ngăn cản hắn tới gần Trương Nhược Trần. Thực Thánh Hoa ngược lại là lợi hại, đáng tiếc người mới năm bước Thánh Vương cảnh giới, ngăn không được lão phu. Thích trưởng lão đem tất cả dây leo, toàn bộ đều chặt đứt, từ đứt gãy dây leo ở giữa, vọt tới, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần. Theo mũi kiếm khoảng cách Trương Nhược Trần đầu lâu càng ngày càng gần, thích trưởng lão khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng đậm, nói Trương Nhược Trần tính mạng của ngươi, thế nhưng là tương đương đáng tiền, hiện tại, tất cả tiền thưởng toàn bộ đều thuộc về lão phu. Ha ha, bành, một cái màu đen xương tay đưa ra ngoài, đem thủy nguyệt kiếm, tính cả thích trưởng lão cùng một chỗ, đập đến hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đây là, thích trưởng lão bay ở giữa không trung, chừng lớn một đôi già nua con mắt, chỉ gặp một tôn to lớn bộ xương màu đen đứng tại trương nhược trần trước người từ trên người nó phát ra lực lượng ba động mảy may đều không kém gì hắn là một tôn bảy bước thánh vương cảnh giới tử linh là dịch hoàng cốt trượng dịch hoàng cốt trượng làm sao lại trở nên cường đại như thế thích trưởng lão đầy bụng nghi vấn nhưng là không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian mà âm điều động chân lý quy tắc bộc phát ra gấp ba sức mạnh công kích một đao bổ ở trên người hắn thích trưởng lão vội vàng điều động toàn thân thánh khí sử dụng thủy nguyệt kiếm kiếm khí, ngưng tụ thành một mặt cao vài trượng tấm gương. Ầm ầm, thích trưởng lão nặng nề rơi xuống trên mặt đất, đem tấm kia huyền băng thánh ngọc sàng đâm đến chia năm xẻ bảy. Thích trưởng lão nửa quỳ trên mặt đất, tóc trắng rối tung lên, một đôi con ngươi trở nên xích hồng như máu, cười nói, lợi hại a. À. Đều chúng kính hoa thủy nguyệt độc, còn như thế khó thu nhặt, khó trách từ cự công tử đều nhiều lần thất thủ. May mắn người bị vây ở trong luyện khí lâu các của lão phu, bằng không, hôm nay nói không chừng ngươi lại sẽ đào tẩu ma âm vuốt vuốt vô tận đao giấy dụa gợi cảm mê người eo nhỏ nhắn đi đến đen sắc khô lâu bên cạnh cười quyến rũ nói có ta cùng dịch hoàng ở đây người muốn đối phó chủ nhân chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thích trưởng lão cười lạnh một tiếng hai bàn tay giơ lên đem ma khí liên tục không ngừng rót vào luyện khí các lâu xoẹt xoẹt sàn nhà vách tường nóc nhà đều là hiện ra tinh mịn giết văn bộc phát ra cường đại sức mạnh công kích đợt rơi xuống ma âm dịch hoàng cốt trượng còn có trương nhược trần trên thân đánh về phía trương nhược trần công kích đều bị ma âm cản lại. Luyện khí các lâu bạo phát đi ra sức mạnh công kích, trở nên càng ngày càng mạnh, đem ma âm thả ra ngoài dây leo, không ngừng oanh kích thành bột mịn, khiến cho nàng chỉ có thể một mực bị động phòng ngự. Dịch Hoàng cốt trưởng chủ động hướng thích trưởng lão công kích đi qua, nhưng là bay ở giữa không trung 16 chén đèn đồng, vậy mà kết thành một tòa trận pháp, đem Dịch Hoàng cốt trưởng gắt gao trấn áp lại. Ầm ầm, luyện khí các lâu nội bộ, sấm sét vang dội, dày đặc xiết sạch cấp tốc xuyên thẳng qua. Nhưng là luyện khí các lâu bên ngoài, lại là gió êm sóng lặng, kỳ phạm tâm cùng tà thành tử cũng không biết trương nhược trần lâm vào hiểm cảnh, vẫn tại lẳng lặng chờ đợi. thích trường lão dẫn theo thủy nguyệt kiếm, bước nhanh hướng trương nhược trần cùng ma âm đi tới, nói: rèn đúc tòa này luyện khí các lâu, cơ hồ tiêu hết lão phu tích xúc, bố trí tại trong lầu các trận pháp đủ để đối phó tám bước thánh vương, thậm chí đem chín bước thánh vương đều có thể vây khốn nhất thời nửa khắc. ở chỗ này, các ngươi cũng chỉ có thể mặc ta xâm lược. trên thủy nguyệt kiếm, liên tiếp hiện ra bốn tầng thánh lực sóng ánh sáng, bộc phát ra tứ diệu viên mãn lực lượng. Tiếm quang chói mắt, khiến cho mảnh không gian này biến thành thế giới màu bạc. Ma Âm âm thầm gấp, muốn xông tới cùng thích trưởng lão đối chiến, nhưng là, luyện khí các lâu bạo phát đi ra sức mạnh công kích, lại gắt gao đưa nàng áp chế. Nàng mới vừa vặn bước ra một bước, một vệt ánh sáng tia, chính là thổi phù một tiếng đánh xuyên thân thể của nàng. A, Ma Âm vội vàng hướng về sau lùi lại, từ dưới chân của nàng xông ra một mảnh tịnh diệt thần hỏa hướng thích trưởng lão mạnh vọt qua. Những tịnh diệt thần hỏa kia, còn chưa tới đạt thích trưởng lão trước người, liền bị trong lầu các trận pháp phát ra lực lượng dập tắt. Ngược lại, một cỗ hàn khí thấu xương, hướng trương nhược trần cùng ma âm chảy ngược tới. Lão phu lười nhắc cùng các người tiếp tục chơi tiếp tục, cứ như vậy kết thúc đi. Thích trưởng lão trên thủy nguyệt kiếm, xông ra đạo thứ năm thánh lực sóng ánh sáng, tuôn ra ngũ diệu viên mãn lực lượng, một kiếm vung chém ra ngoài. Kiếm khí vô cùng lăng lệ, tự như là một đầu thác nước màu bạc bay ngang qua bầu trời, trong toàn bộ luyện khí các lâu khí lưu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mắt thấy Ma Âm cùng Trương Nhược Trần sẽ chết tại thích trưởng lão dưới kiếm. Thế nhưng là, xếp bằng ngồi dưới đất Trương Nhược Trần, chẳng biết lúc nào, lật ra một quyển sách màu bạc sách, lập tức, trong luyện khí các lâu không gian bị chia cắt thành đa nguyên thế giới. Đồng thời, không gian bị cực độ vặn vẹo, trở nên đảo ngược. Đạo kiếm khí thác nước bay về phía Trương Nhược Trần kia, đột nhiên chuyển đổi phương hướng, bay về phía thích trưởng lão phốc phốc, thích trưởng lão chỗ nào ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, tốc độ phản ứng hơi chậm chạp một chút xíu, kiếm khí thác nước chính là kích ở trên người hắn, đem hắn thân thể chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Chỉ một thoáng, máu đỏ tươi phiêu tán rơi dụng đi ra, đồng thời còn truyền ra thích trưởng lão một đạo tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhược Trần sắc mặt vẫn như cũ rất yếu ớt, giống như một cái nhu nhiều thư sinh, tại ma âm nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, có chút hư nhược nói, giao ra. Kính hoa thủy nguyệt độc, giải dược, có thể cho ngươi thống khoái. Chết đi, chương 1732, thập kiếp vấn thiên quân. Mơ tưởng, thích trường lão nửa khúc trên thân thể cách mặt đất bay lên, trong cuộc sống, dọc theo từng cây ma khí tơ mỏng, ngưng tụ thành nửa cỗ ma thân. Nửa đoạn dưới thân thể đứng thẳng lên, ngưng tụ ra ngược bụng cùng đầu. Lập tức, hai vị tướng mạo giống nhau như đúc thích trưởng lão, xuất hiện tại trương nhược trần đám người trước mặt. Từ trên người bọn họ tuôn ra ma khí, đúng là càng thêm nồng đậm. Vạn tử bất diệt ma công, trương nhược trần nói, không sai, Lão Phu tu luyện chính là loại ma công này, cho nên cho dù Lão Phu bị chém nứt thành 10 đoạn, cũng chỉ là lại biến thành 10 bộ ma thể, mà không phải chết đi. Hai vị thích trưởng Lão đồng thời mở miệng nói ra, ma âm trao mày, nói chủ nhân, trên đời tại sao có thể có lợi hại như vậy công pháp ma đạo. Lão gia hỏa kia, chẳng phải là có được bất tử chi thân. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hai vị thích trưởng Lão, nói, vạn tử bất diệt ma công, là từ thiên ma thạch khắc trong đó trên một bức hình chạm khắc tìm hiểu ra đến, có thể không lợi hại, Lập tức, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo giật mình thần sắc, cười nói ta hiểu được. Nguyên lai, like, thích trưởng lão là hắc ma giới tu sĩ. Mười vạn năm trước, hắc ma giới một mực đi theo côn lôn giới, cho nên đạt được 36 bức thiên ma thạch khắc thác Ấn Độ. Đáng giá suy nghĩ chính là, đồng dạng đi theo côn lôn giới quảng hàn giới, tại mười vạn năm này, một mực lọt vào thiên đường giới phe phái chèn ép, đã đến sắp thế giới hủy diệt hoàn cảnh. Mà hắc ma giới lại là trở thành thiên đường giới phe phái một thành viên, tại chư thiên vạn giới xếp hạng thẳng tắp lên cao thích trưởng lão nói, không sai, chính là hắc ma giới. Người có phải hay không cảm giác được rất thân thiết, năm đó, côn lôn giới thập kiếp vấn thiên quân khi còn tại thế, hắc ma giới chư ma, cách mỗi trăm năm, đều muốn tiến đến quỷ lệ, cỡ nào phong quang, cỡ nào phồn hoa cường thịnh. Thế nhưng là, hiện tại thì như thế nào? Hắc ma giới là xếp hạng trước một ngàn vị cường giới, thực lực so côn lôn giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chờ đến côn lôn giới thiên địa tế đàn bị công phá, liền nên đến phiên côn lôn giới chúng sinh, đến quỷ lại chúng ta. Thích trưởng lão nói tới thập kiếp vấn thiên quân, chính là côn lôn giới một vị nhân vật cấm kỵ, danh xưng côn lôn giới đệ nhất cường giả, truyền thuyết, hắn vượt qua 10 cái nguyên hội kiếp nạn mà không chết. Một cái nguyên hội, chính là thần thọ nguyên, là 12 vạn 9600 trăm năm. Phải biết, thần, muốn vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn, sống đến cái thứ hai nguyên hội, đã là đang làm chuyện nghịch thiên, vô cùng gian nan, cử tử nhất sinh. Mà lại, muốn độ lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn, lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn, sẽ càng ngày càng gian nan. Độ 10 lần nguyên hội kiếp nạn mà không chết, là thần đều không dám tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, thập kiếp vấn thiên quân cũng chưa chắc thật vượt qua 10 cái nguyên hội kiếp nạn, thập kiếp chỉ là đối với hắn xưng hào. Dù sao, toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng không có mấy vị sinh linh chân chính biết hắn vượt qua bao nhiêu lần nguyên hội kiếp nạn. Chỉ bất quá, làm côn lôn giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, Trương Nhược Trần căn bản không có nghe qua thập kiếp vấn thiên quân tục danh, tựa như là có một cỗ lực lượng thần bí, tận lực xóa đi hắn, khiến cho hắn biến mất tại côn lôn giới trong lịch sử thẳng đến tới thiên đình giới, đọc qua đến một chút sách, Trương Nhược Trần mới biết được tại 10 vạn năm trước, côn lôn giới lại có một vị đáng sợ như vậy quân chủ. Ma âm cười lạnh một tiếng, hắc ma giới là côn lôn giới tùy tùng, coi như đi qua 10 vạn năm, vẫn như cũ là tùy tùng. Muốn côn lôn giới sinh linh quỳ lại các ngươi, là muốn ác nô lấn chủ sao? Nghe được tùy tùng cùng nô loại chữ này, thích trưởng lão sắc mặt, chính là trở nên càng ngày càng dữ tợn. Đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, thích trưởng lão tại hắc ma giới địa vị tự nhiên là cực cao, đã có thể tiếp xúc đến một chút bí ẩn. Hắn loáng thoáng biết được, tại 10 vạn năm trước, Hắc Ma giới vốn là một tòa tương đương nhỏ yếu nguyên thủy đại thế giới, căn bản không có ma thần cấp cường giả khác, liền ngay cả ma đế, ma hoàng, ma hậu đều chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Ban đầu, Hắc Ma giới là phụ thuộc vào Côn Lôn giới huyết thần giáo. Khi đó huyết thần giáo, so hiện tại không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, Hắc Ma giới tại lúc ấy một đời kia huyết thần giáo chủ trong mắt, chỉ có thể coi là một cái cấp thấp văn minh thế giới hắc ma giới mấy vị ma đế cùng ma hậu, nhìn thấy huyết thần giáo chủ đều muốn chủ động xưng thần, cúi người hành lễ, xưng là tùy tùng, cũng không đủ. hắc ma giới cương thổ bao la, đã tới đại thế giới cấp độ, đồng thời tiềm lực to lớn, cho nên mới để huyết thần giáo có chút coi trọng. Theo huyết thần giáo đến đỡ, trải qua hơn vạn năm phát triển, hắc ma giới dần dần trở nên cường đại, rốt cuộc tại côn lôn giới bộc lộ tài năng. Bởi vì, hắc ma giới tu sĩ, biểu hiện được đầy đủ trung tâm, thậm chí đạt được 36 bức thiên ma thạch khắc thác Ấn Độ. Về phần về sau đến cùng chuyện gì xảy ra, dẫn đến hắc ma giới trở thành thiên đường giới phe phái một thành viên, thích trưởng lão liền không quá rõ ràng. Chỉ là nghe được một chút lời đồn đại, 10 vạn năm trước, hắc ma giới tựa hồ là làm tương đương ám muội sự tình. Tất cả cùng sự kiện kia có liên quan tu sĩ, tất cả đều mất tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Liền ngay cả hắc ma giới chư vị ma đế cùng ma hậu, cũng đều ngậm miệng không nói việc này. Bây giờ, nghe được tùy tùng cùng nô chữ, thích trưởng lão trong đầu, chính là hiện ra một cái hình ảnh, chính mình tiên tổ, khúm núm quỳ sát tại côn lôn dưới những đại nhân vật kia trước mặt. Nghĩ đến đây, thích trưởng lão sát khí trên người, chính là điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng lên. Đây là tức giận sao? Trương Nhược Trần mảy may đều không sợ hắn, lại nói, phản tử bất diệt ma công đích thật là một loại không tầm thường công pháp, đáng tiếc người chỉ là từ trên thác ấn đồ tìm hiểu ra đến, cho nên công pháp có rất lớn sơ hở. Người bây giờ hai cỗ ma thể, cũng chỉ là nửa thật nửa giả, cũng không hoàn chỉnh, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh đến vỡ nát. Tiểu bối, trên người ngươi kính hoa thủy nguyệt độc, còn không có hoàn toàn hóa giải, liền dám nói ra nói khoác mà không biết ngưỡng như vậy. Hai vị thích trưởng lão từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, đồng thời hướng Trương Nhược Trần cùng ma âm công kích đi qua. Bên trái vị thích trưởng lão kia cầm trong tay thủy nguyệt kiếm, điều động hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, ngưng tụ thành một cái màu đen kiếm khí kỳ lân, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét âm. Bên phải vị thích trưởng lão kia thì là dẫn động trong luyện khí các lâu trận pháp minh văn, đánh ra một cỗ hàn khí thấu xương. Trong hàn khí lưu, bay lên lưỡi đao sắc bén, ma âm nhíu mày lại, đang muốn động thủ, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, chỉ là điều động thánh khí liên tục không ngừng rót vào thời không bí điển, sự tình kỳ dị phát sinh, hai vị thích trưởng lão đánh ra công kích, vậy mà lách qua Trương Nhược Trần cùng ma âm, đối xứng ở cùng nhau. Âm ầm, hai vị thích trưởng lão trên mặt, đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, thầm mắng một tiếng, đáng chết Trương Nhược Trần chẳng lẽ lực lượng không gian của hắn liền thật không cách nào phá giải cho dù là công tử diễn tại trương nhược trần tu vi cảnh giới này thời điểm, cũng không có lợi hại như vậy. Đối xứng lực lượng bạo phát đi ra, chấn động đến hai vị thích trưởng lão đều tại hướng về sau lùi lại. Đã sớm tại tụ lực ma âm, nhân cơ hội này, huy động vô tận đao, điều động chân lý quy tắc, tuôn ra gấp ba sức mạnh công kích, đánh vào trong đó một vị thích trưởng lão trên thân. Bành, vị thích trưởng lão kia giống như người dơm đồng dạng bay rất ra ngoài, mà thể vỡ nát, biến thành nửa cỗ đẫm máu nửa người trên chủ nhân đều nói người vạn tử bất diệt ma công có rất lớn sơ hở, ma thể không ổn định, người làm sao lại là không tin đâu. Ma âm nhẹ nhàng lắc đầu, đem vô tận đao nằm ngang ở thích trưởng lão đỉnh đầu, phun ra hương bỏ, lại nói, đem kính hoa thủy nguyệt độc giải dược giao ra a. Thích trưởng lão một nửa thân thể nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra thần sắc khinh miệt, con mắt dư quang, thì là hướng ma âm phương hướng sau lưng liếc qua. Chỉ gặp, một vị khác thích trưởng lão, cách không đánh ra một cái băng tinh cự trảo, liền muốn vô thanh vô tức đập vào ma âm đỉnh đầu tiểu nha đầu chết như thế nào cũng không biết thích trưởng lão trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này trong mắt âm hiểm cười còn không có biến mất chỉ thấy một đạo vết nứt màu đen hướng hắn bay tới đem hắn thôn phệ phốc phốc đạo vết nứt không gian này đem thích trưởng lão đầu lâu chém dụng hóa thành một đám huyết vụ biến mất tại đen kịt không gian hư vô thích trưởng lão bản tôn triệt để chết đi đứng sau lưng ma âm vị thích trưởng lão kia ma thể vỡ nát hóa thành chỉ có hai cái đùi nửa người dưới Băng tinh cự trảo kia, mất đi lực lượng khống chế, đang đến gần Ma Âm đỉnh đầu thời điểm, tiêu tán thành từng sợi hàn vụ. Ma Âm cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến hàn khí, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức chắp tay đối với Trương Nhược Trần hành lễ, nói: "Đa tạ chủ nhân." Trương Nhược Trần vẫn như cũ rất suy yếu, dựa vào một cây trụ, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ma Âm nói: "Kính hoa thủy nguyệt độc giải dược, còn không có tìm tới, liền đem thích trưởng lão giết chết, chủ nhân, ngươi làm sao bây giờ?" Trương Nhược Trần nói: "Không có cách" vị thích trưởng lão này không phải bình thường tiểu nhân vật, ý chí rất kiên định, không có khả năng chủ động giao ra kính hoa thủy nguyệt độc giải dược. Một khi phát hiện chính mình trốn không thoát, hắn rất có thể sẽ tự bạo thánh nguyên. Cho nên, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất giết hắn, miễn cho đem tính mạng của mình góp đi vào. Ma âm nhẹ gật đầu, lập tức đi hướng thích trưởng lão thi thể, ở trên người hắn tìm tòi. Mất đi thích trưởng lão khống chế, 16 chén đèn đồng kết thành trận pháp uy lực giảm nhiều, bộ xương màu đen đem đèn đồng toàn bộ đều đánh bay ra ngoài, từ trong trận pháp vọt ra bộ xương màu đen hóa thành một cây cốt trượng rơi xuống trương nhược trần trong tay sau một lúc lâu mà âm đứng dậy đối với trương nhược trần lắc đầu thần sắc tương đương ngưng trọng nói không có tìm được giải dược trương nhược trần tâm cũng là trầm xuống nói không cần hút thích trưởng lão huyết khí cùng thánh khí cũng đừng lấy trên người hắn bất kỳ vật gì rời đi trước luyện khí các lâu cùng bách hoa tiên tử hội hợp lại suy nghĩ biện pháp giải quyết nói cho cùng thích trưởng lão là tử thần điện cao tầng bây giờ lại chết tại trong luyện khí các lâu, tử thần điện làm sao có thể tha thứ được Trương Nhược Trần. Việc này, nên như thế nào giải thích, Trương Nhược Trần giải thích, tử thần điện có tin hay không? Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể gửi hy vọng, tại tử thần điện không có phát hiện thích trưởng lão đã chết đi trước đó, chạy ra đại mộ, rời đi điểm liên lạc lâm thời này. Đáng tiếc Trương Nhược Trần vận khí tốt tựa hồ đã dùng hết, hắn mới vừa vận mở ra luyện khí các lâu đại môn, chính là cảm nhận được nồng đậm tới cực điểm sát khí, từ bên ngoài vào tới xoẹt xoẹt, sát khí khí lưu, cắt tới mặt của hắn có chút thấy đau. Luyện khí các lâu bên ngoài, đứng đấy hơn 10 vị sát thủ, toàn bộ đều mặc lấy tử thần hắc bào, cầm trong tay tử thần liêm đao. Thích trưởng lão mệnh châu phá toái, hiển nhiên là chết tại trong luyện khí các lâu. Hẳn là các hạ giết hắn a, một đạo thanh âm lạnh lẽo từ trong bóng tối truyền ra. Lập tức, sát thủ Thiên Vương bảng xếp hạng vị trí thứ 21 tần khai, bộ pháp trầm ổn từ trong bóng tối đi ra. Chương 1733, sinh tử chi giao hơn 10 vị tử thần điện hạch tâm sát thủ, tự động hướng hai bên thối lui, nhường ra một con đường. Tần khai dọc theo con đường đi tới, người mặc tử thần hắc bào, thân cao gần 2 mét, tay chân cao. Trên áo bào đen lục rực phi long, hiện ra màu đỏ sậm huỳnh quang, tựa như là muốn bay lên không bay ra ngoài một dạng. Khi hắn đứng ở trương nhược trần đối diện, đại địa run nhẹ lên, trương nhược trần xương cốt, phát ra đùng đùng tiếng vang, một cỗ lực lượng vô hình, đang trấn nhiếp ở đây tất cả tu sĩ. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại, thông qua thánh mục, tại tần khai đỉnh đầu, thấy được một tôn tứ tí huyết ma bóng dáng, cao tới bốn trượng. Tứ tí huyết ma, chính là do sát khí ngưng tụ mà thành, xưng là sát khí thánh tướng. Sát khí thánh tướng, cũng không phải thật sự là thánh tướng, thế nhưng là một số thời khắc, lại so chân chính thánh tướng, càng thêm đáng sợ. Giống tần khai loại đỉnh tiêm sát thủ này, chỉ cần phóng xuất ra sát khí thánh tướng, liền có thể đem rất nhiều tu sĩ đều sợ mất mật. Hơn 10 vị hạch tâm sát thủ đằng đằng sát khí kia, giờ phút này toàn bộ đều câm như hến, tựa như một đám thần tử gặp được đế hoàng. Trương Nhược Trần ánh mắt, liếc nhìn bốn phía, ở phía xa một tòa cung điện đỉnh chóp, phát hiện Kỳ Phạm Tâm cùng Tà Thành Tử thân ảnh. Phát sinh to lớn như vậy biến cố, Kỳ Phạm Tâm thế mà không có rút đi, ngược lại để Trương Nhược Trần có chút vui mừng. Lập tức, Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra một đạo tinh thần lực, ngưng tụ thành một cây vô hình tuyến, hướng Kỳ Phạm Tâm kéo dài đi qua, chuẩn bị cùng nàng câu thông, thương lượng đối sách. Tần Khai tính cảnh giác cực cao, đồng tử có chút bỗng nhúc nhích, như thiểm điện vươn một ngón tay, hướng hư không một chút, bành một tiếng, đúng là chuẩn xác không sai đem Trương Nhược Trần tinh thần lực tuyến đánh tan. Tần Khai hướng tinh thần lực kéo dài phương hướng chầm chậm đi, nơi đó lại là giống tuếch, Kỳ Phạm Tâm cùng Tà Thành Tử đều ẩn giấu đi đứng lên. Xem ra người còn có đồng bạn, mà lại hẳn là hai vị tu vi không kém sinh linh. Vừa rồi, Tần Khai phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành dò xét, nhưng không có đem Kỳ Phạm Tâm cùng Tà Thành Tử tìm tới, để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Cường độ tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 59, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tinh thần lực đại thánh. Dưới đại thánh có thể tránh đi hắn dò xét sinh linh, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Tần Khai quá lợi hại, để Trương Nhược Trần tâm chìm vào đáy cốc, nhưng lại không có bối rối, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nói: "Là thích trưởng lão trước muốn giết ta, ta vì tự vệ mới không thể không xuất thủ." Lúc trước mang theo Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm tới gặp thích trưởng lão vị sát thủ Thiên Vương kia, đứng sau lưng Tần Khai, thân phận địa vị tựa hồ không thấp, Chầm giọng nói ra, nói hưu nói vượt, thích trưởng lão chỉ là hướng ngươi thu lấy tiền đặt cọc mà thôi, tại sao muốn giết ngươi? Ta nhìn, rõ ràng chính là ngươi không nộp ra tiền đặt cọc, lại không muốn tiếp nhận tử thần điện trừng phạt, thích trưởng lão mới có thể ra tay với ngươi. Trương Nhược Trần phóng xuất ra thiên nhãn, nhìn chăm chú về phía vị sát thủ thiên vương kia, nhìn ra hắn tu luyện công pháp, cùng thích trưởng lão vạn tử bất diệt ma công có chút tương tự, rất có thể cũng là hắc ma giới tu sĩ, hoặc là thích trưởng lão tâm phúc. Không nộp ra tiền đặt cọc, Trương Nhược Trần lấy ra một cây túi chữ vật, hướng Tần Khai thả tới, lại nói, đều nói từ thần điện coi trọng nhất tín dự, mà lại bảo trì tuyệt đối trung lập, sẽ không nhúng tay thiên đường giới các giới phân tranh, thế nhưng là, hôm nay gặp mặt lại là thất vọng. Các ngươi vì kia thích trưởng lão, hẳn là hắc ma giới tu sĩ A. Hắn thật là toàn tâm toàn ý tại vì tử thần điện làm việc. Chẳng lẽ không có vì hắc ma giới, bán tử thần điện lợi ích? Vị sát thủ thiên vương kia âm thanh lạnh lùng nói, thích trưởng lão gia nhập tử thần điện, đã hơn 700 năm, làm sao có thể bán tử thần điện lợi ích. Trương Nhược Trần nói, ta tại tử thần điện, hạ đơn 1.6 tỷ mai thánh thạch, coi là tử thần điện quý khách a. À. Thích trường lão giết ta, chẳng lẽ không phải tại tổn hại tử thần điện lợi ích. Cái này cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên. Đủ rồi, Tần Khai nhẹ giọng nói một câu, vị sát thủ thiên vương kia lập tức ngậm miệng lại. Tần Khai đem trong tay túi chữ vật, hướng Trương Nhược Trần vứt ra trở về, nói, bên trong thánh thạch, đầy đủ thanh toán tiền đặt cọc, xem ra việc này vẫn rất có điểm đáng ngờ, nhất định phải tra rõ. Vị sát thủ thiên vương kia nói, tần sư huynh, thích trưởng lão tuyệt không thể đã chết như thế không minh bạch, nếu không tử thần điện uy nghiêm ở đâu. Tử thần điện uy nghiêm cố nhiên trọng yếu, nhưng là tử thần điện tín dự cũng trọng yếu. Nếu là một vị giao dịch mức hơn một tỷ mai thánh thạch quý khách, không minh bạch chết oan tại tử thần điện, sau này, ai còn dám cùng tử thần điện làm ăn. Tần khai thật sâu nhìn chằm chằm vị sát thủ thiên vương kia một chút, nói, hơn một tỷ thánh thạch giao dịch, đã là nhất định phải hiện lên đến điện chủ trên bàn, trải qua điện chủ tự mình xem. Đây là một việc đại sự, không phải người ta có thể tùy tiện định đoạt. Vị sát thủ Thiên Vương kia liền vội vàng khom người, cúi đầu, liên thanh xưng là. Trương Nhược Trần cũng có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng, thực lực cùng tài phú mới là sinh tồn căn bản. Nếu ta không phải tại sinh tử nhai hạ 1.6 tỷ Mai Thánh Thạch đại đơn, đã tạo thành cực lớn lực ảnh hưởng. Tử thần điện cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, sẽ giống như là đè chết một con kiến vô thành vô tức đem ta giết chết. Tần Khai tự mình tiến vào luyện khí lâu các, kiểm tra bên trong chiến đấu vết tích. Mà âm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, chủ nhân, làm sao bây giờ, muốn hay không nhân cơ hội này đào tẩu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói Tần Khai thực lực, chỉ sợ không tại chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử phía dưới, muốn dưới mi mắt của hắn đào tẩu, khó như lên trời. Lại nói, ngôi mộ lớn này cực kỳ lợi hại, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, chỉ sợ là không trốn thoát được. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Ma Âm tương đương lo lắng, Trương Nhược Trần nói, thông qua chiến đấu vết tích là có thể nhìn ra rất nhiều thứ, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng, Tần Khai nhãn lực đầy đủ nhạy cảm. Ma Âm vẫn là không yên lòng, nói coi như Tần Khai nhìn ra, Thích trưởng lão sớm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, là có ý định muốn giết chúng ta. Nhưng, Thích trưởng lão dù sao cũng là Tử thần điện cao tầng, Tần Khai nhất định sẽ giúp Tử thần điện che giấu chân tướng, tránh cho xấu như vậy nghe truyền đi. Chúng ta sao lại có kết cục tốt? Trương Nhược Trần tự nhiên là nghĩ đến điểm này thật muốn đến một bước kia, cũng chỉ có thể lấy ra thần sứ mộc trường, cùng nguyệt thần liên hệ. Chỉ cần nguyệt thần hiện thân, tử thần điện coi như lại bá đạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bán một chút mặt mũi. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần Tuyệt sẽ không mời ra nguyệt thần. Nếu là chuyện gì đều xin mời nguyệt thần ra mặt giải quyết, sau này, tại nguyệt thần trước mặt, nơi nào còn có nói cứng rắn nói lực lượng. Sau một lúc lâu, tần khai từ trong luyện khí các lâu đi ra, đúng là trực tiếp đi hướng Trương Nhược Trần. Ma âm trong lòng biết trương nhược trần chúng kính hoa thủy nguyệt độc thân thể tương đương suy yếu, thế là chuyển bước muốn đi ngăn lại tần khai. Trương nhược trần lại là lắc đầu ngăn trở nàng. Trong nháy mắt kế tiếp, tần khai bàn tay bắt lấy trương nhược trần cổ tay trái, ánh mắt biến ảo chập chờn buông lỏng ra trương nhược trần tay. Tần khai nói quả nhiên là chúng kính hoa thủy nguyệt độc, ngân ngân có thể kiên trì đến bây giờ còn không có biến thành người hơi mờ, người thật đúng là lợi hại. Đi theo ta đi, đi chỗ nào? Ma âm hỏi. Đi theo ta chính là hỏi nhiều như vậy làm gì tần khai đi xuống cầu thang đem thích trưởng lão luyện khí các lâu thu lấy hóa thành một tòa lớn chừng quả đấm đẹp đẽ lầu nhỏ để vào đồ chữ vật trực tiếp hướng trong hắc ám đi đến ma âm hướng trương nhược trần truyền âm nói chủ nhân tuyệt đối không thể cùng hắn đi không bằng liều chết một trận chiến bằng vào thời không bí điển chúng ta chưa hẳn không trốn thoát được trương nhược trần lại là phóng ra bước chân hướng tần khai đi theo đi lên lấy tần khai thực lực muốn giết trương nhược trần cùng ma âm độ khó cũng không phải là quá lớn nhưng là hắn nhưng không có trực tiếp động thủ, ngược lại giống như là đang tìm kiếm chứng cứ, muốn vì Trương Nhược Trần thoát tội. Cái này khiến Trương Nhược Trần tương đối hiếu kỳ, chẳng lẽ Tần Khai đã sớm biết thích trưởng lão có vấn đề? Có lẽ còn có nguyên nhân khác, Tần Khai đi tại phía trước, gặp Trương Nhược Trần thật theo sau, mà lại ánh mắt yên tĩnh, vô cùng chấn định, chính là khẽ gật đầu, lầm bầm lầu bầu niệm một câu, có thể có được ra hỏa kia khẳng định, quả nhiên là cái nhân vật. Đi vào một tòa động quật bên ngoài cửa đá, Tần Khai dừng bước. Âm ầm, cửa đá, tự động mở ra, Tần Khai xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói: "Đi thôi, có người ở bên trong chờ ngươi." "Người nào?" Trương Nhược Trần nói: "Đi vào ngươi sẽ biết." Tần Khai dẫn đầu đi vào hầm đá, Trương Nhược Trần đi theo, tiến vào hầm đá, chính là nhìn thấy một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc, đứng tại dưới vách đá, mặc một thân áo vải xám, cõng một thanh thiết kiếm. Hai người bốn mắt tương đối, Trương Nhược Trần khóe miệng lộ ra một đạo ý cười, trong lòng hết thảy nghi hoặc đều thoải mái, hỏi: "Lúc nào gia nhập Tử Thần Điện?" nam tử lưng đeo thiết kiếm kia cũng lộ ra một đạo cứng ngắc sáng tươi cười nói ta chỉ là tử thần điện biên giới sát thủ tùy thời đều có thể thoát ly khỏi đi tần khai ngồi vào một tấm bàn đá bên cạnh lấy xuống trên mặt băng tinh mặt nạ nói điện chủ vẫn muốn thu hắn làm đồ để hắn gia nhập tử thần điện trở thành đệ tử hạch tâm thế nhưng là hắn lại mấy lần cự tuyệt điện chủ sát thủ đế hoàng mặt mũi đều không có hắn lớn lưng đeo thiết kiếm nam tử chính là a nhạc a nhạc nhìn chằm chằm trương nhược trần Nói thiên sát tổ chức triển khai trận kia hành động ám sát, Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc tổn thất rất lớn, liền ngay cả hộ long các đều có hai vị thành viên chết đi. Cho nên, phó các chủ phái ta cùng Hàn Tư gia nhập Tử Thần Điện, đối với Thiên Đường Giới phe phái triển khai trả thù. Đương nhiên, ta cùng Hàn Tư cũng chỉ là tiếp tử thần điện nhiệm vụ, chuyên giết Thiên Đường Giới phe phái tu sĩ, chỉ thế thôi. Trương Nhược Trần hướng cách đó không xa Tần Khai liếc qua. "A Nhạc Minh Bạch Trương Nhược Trần ý tứ, nói yên tâm, ta cùng Tần Khai đại ca là sinh tử chi giao." ta nói ra bất luận bí mật gì, tiến vào trong tai của hắn, hắn cũng sẽ không truyền cho một người tu sĩ khác. Trương Nhược Trần nói, cho nên nói, là ngươi mời hắn đi giúp ta. A nhạc nhẹ gật đầu, nói tại ngươi hạ đơn muốn giết thương tử cự, liếm hy, tấn nha, công tử diễn bốn người thời điểm, ta liền đã đoán được, người kia rất có thể là ngươi. Khi thích trưởng lão mệnh châu phá toái, ta liền càng thêm khẳng định điểm này. Vì cái gì, chẳng lẽ, các ngươi đã sớm biết thích trưởng lão vẫn luôn tại vì hắc ma giới làm việc. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tần Khai nói, A Nhạc nói, từ thần điện hệ thống tình báo, không chỉ có trải rộng chư thiên vạn giới, cũng sẽ giám sát nội bộ sát thủ. Thích trường lão không chỉ có là hắc ma giới tu sĩ, càng là đã sớm gia nhập thiên sát tổ chức. Hắn là thiên sát tổ chức, an trí ở trong tử thần điện một quân cờ, chúng ta chỉ là muốn thả dây dài câu cá lớn, cho nên mới không hề động hắn. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Hàn Tư không phải cũng gia nhập tử thần điện, nàng ở nơi nào? Nàng biết thích trưởng lão ám toán tin tức của ngươi về sau, rất là phẫn nộ, cản đều không ngăn cản không nổi, đã đi thanh sát thích trưởng lão những tâm phúc thuộc hạ kia. A nhạc có chút bất đắc dĩ nói, chương 1734, danh sách, trương nhược trần có chút hiếu kỳ, hỏi, làm biên giới sát thủ, người sao có thể biết nhiều như vậy tử thần điện bí ẩn? A nhạc nói, việc này nói rất dài dòng, tóm lại, ta mặc dù là tử thần điện biên giới sát thủ, thế nhưng là có thể tiếp xúc đến bí mật, có thể sử dụng quyền lợi, lại so những trưởng lão trong hạch tâm sát thủ kia còn muốn càng nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cùng tử thần điện chủ muốn thu hắn làm đồ sự tình có quan hệ, thế là cũng liền không hỏi thêm nữa. Ngay sau đó, A Nhạc lại nói, tòa lâm thời điểm liên lạc này là do thập đại trưởng lão cùng một chỗ khống chế. Mặc dù nói, ta, Hàn Tư, Tần Khai Đại ca cũng có rất lớn quyền lên tiếng, tuy nhiên lại không cách nào trực tiếp giúp người thoát tội, hay là đến dựa vào chứng cứ mới được, Trương Nhược Trần có thể lý giải bọn hắn, nói chứng cứ không khó lắm tìm đi. Thích trưởng lão trong luyện khí lâu các, khẳng định lưu lại có một ít dấu vết để lại. Lại nói, từ thần điện không phải đều biết thích trưởng lão có vấn đề. Tần Khai nói, chết là một vị trưởng lão, việc này liên lụy rất lớn, không có đơn giản như vậy. Nhất định phải có chứng cứ xác thực, người mới có thể sống lấy đi ra tòa tử mộ này. Cái gì mới có thể xem như chứng cứ xác thực? Trương Nhược Trần hỏi, Tần Khai nói, cái này chỉ có thể nhìn hàn tư bên kia làm được như thế nào. Sau đó nửa canh giờ, trong từ mộ mảnh không gian này, phát sinh một trận dung chuyển không nhỏ. Chờ đến dung chuyển kết thúc, một thân mùi máu tươi hàn tư, hất lên mái tóc đen dài, giống như là một vị thị huyết ma nữ, bước nhanh đi vào hầm đá. Bành, một người mặc tử thần hắc bào tu sĩ, bị nàng ném ra ngoài, tựa như như chó chết, lăn đến Trương Nhược Trần bên chân. Chỉ là cảm ứng khí tức, Trương Nhược Trần liền đem người này nhận ra, chính là sát thủ Thiên Vương mang theo hắn cùng kỳ phạm tâm đi gặp Thích trưởng lão kia, hẳn là Thích trưởng lão Tâm Phúc. Hàn Tư trên người màu đen thánh y, bị máu tươi thẩm thấu, biến thành màu đỏ sậm. Vẫn như cũ còn có nặng nề sát khí, tại nàng thân thể mềm mại có lồi có lõm kia trên người quấn, âm thanh lạnh lùng nói, người của thích trưởng lão, ngoại trừ hắn, đã toàn bộ bị ta thu thập hết. Ngay sau đó, Hàn Tư ánh mắt, chăm chăm ở trên thân trương nhược trần, tất cả sát khí cùng hàn khí đều tiêu tán, hiện ra vui sướng quang mang, bước nhanh tới. Đi đến trương nhược trần phụ cận, nàng phát hiện trương nhược trần sắc mặt tương đương tái nhợt, cánh tay trái khi thì ngưng thực, khi thì trong suốt, ôn nhu nói, ngươi trúng độc. Lập tức bắt lấy Trương Nhược Trần cổ tay, hàn tư sắc mặt, trở nên âm tình bất định, nói, đáng chết thích vân phong, nếu là hắn không chết, ta nhất định phải đem hắn thánh hồn rút ra đi ra, chịu đựng vạn quỷ phệ hồn tra tấn. Tần khai sư huynh, ngươi hẳn là có kính hoa thủy nguyệt độc giải dược A. À? Tần khai thản nhiên nói, kính hoa thủy nguyệt độc giải dược, ta chỗ này có. Bất quá, tạm thời còn không thể cho hắn giải độc, dù sao đây cũng là một đầu chứng cứ. Trương Nhược Trần, ngươi còn chịu đựng được A. À? Trương Nhược Trần cười nói, áp chế độc tính, không phải việc khó gì. Hàn Tư cũng biết bây giờ không phải là cho Trương Nhược Trần giải độc thời điểm, thế là hung hăng một cước thăm dò trên mặt đất vị sát thủ Thiên Vương kia trên thân, đem hắn thăm dò đến vừa tỉnh lại. Vị sát thủ Thiên Vương kia, tên là Thích Vân Hải, là thích trưởng lão tộc nhân, tu vi đạt tới hai bước Thánh Vương cảnh giới. Thích Vân Hải hiển nhiên là bị trọng thương, sau khi tỉnh dậy chính là dùng sức ho khan, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong hang đá Tần Khai, A Nhạc, Hàn Tư, Trương Nhược Trần trong nháy mắt chính là minh bạch chuyện gì xảy ra. Thích Vân Hải thân hình, hóa thành một đám kền kền màu đen, hướng hầm đá bên ngoài bay đi. Muốn chết, Hàn Tư thể nội, tuôn ra lực lượng hắc ám, lập tức, một cái cự đại vòng xoáy màu đen ngưng tụ ra, đem tất cả kền kền màu đen đều bao phủ tới. Thích Vân Hải thanh âm, tại trong vòng xoáy màu đen vang lên, Hàn Tư. Người hôm nay, đều giết nhiều như vậy hạch tâm sát thủ, phạm phải sai lầm mất trời, nếu là giết bản vương, chín vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi, Hàn Tư cười lạnh một tiếng, cách không một chảo. Sau một khắc, Thích Vân Hải đầu lâu bị nàng năm ngón tay bắt lấy, theo đặt ở trên mặt đất, hai chân quỳ sát tại Trương Nhược Trần trước mặt. Thích Vân Hải cũng không hổ là một vị thánh vương, tương đương quả quyết, trong lòng biết hôm nay trốn không thoát, thế là lập tức điều động toàn thân thánh khí, phóng tới khí hải, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên. Phốc phốc, Hàn Tư năm ngón tay, bắt bỏ vào tiến vào Thích Vân Hải ra đầu, đâm xuyên xương sọ, năm đạo lực lượng hắc ám xông vào Thích Vân Hải thể nội. Lập tức, Thích Vân Hải trong nghiệp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt chảy ra thánh huyết, hai viên đồng tử trở nên càng ngày càng vô thần. Hắn thánh hồn đã bị ta khóa lại, tinh thần ý chí bị lực lượng hắc ám ăn mòn tiêu vong, ta hỏi hắn cái gì, hắn liền sẽ đáp cái gì. Hiện tại chúng ta đi gặp 9 vị trưởng lão đi." Hàn Tư thanh âm lạnh như băng nói. Chấp trưởng tòa tử mộ này 10 vị trưởng lão đều là nhân vật phi phàm. Đã chết đi thích trưởng lão, chỉ có thể coi là trong đó yếu kém một vị. Phát sinh chuyện lớn như vậy, 9 vị trưởng lão cũng sớm đã bị kinh động cùng lúc xuất hiện đến hầm đá bên ngoài. Bất quá, nhìn thấy Tần Khai từ trong hang đá đi tới, cho dù là chín vị trưởng lão cũng đều thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, không có lập tức hương sư vấn tội. Luận thực lực, bọn hắn chín vị cộng lại, cũng chưa hẳn là Tần Khai đối thủ. Sau đó công việc đều là do Tần Khai, A Nhạc, Hàn Tư ba người tại giải quyết, Trương Nhược Trần cùng Ma Âm đứng ở đằng xa, lặng lặng chờ đợi. Làm sao quên nó, nó có lẽ có thể hóa giải kính hoa thủy nguyệt độc. Trương Nhược Trần đem một viên hạt sen màu xanh lấy ra, bóp tại tay trái, điều động thánh khí rót vào hạt sen, lập tức một tầng hào quang màu xanh phát ra, từ bàn tay lan tràn tới cổ tay, cánh tay, bả vai, thậm chí cả toàn thân. Một lát sau, thể nội kính hoa thủy nguyệt độc, biến mất vô tung vô ảnh. Không hổ là tu di thánh tăng lưu lại bảo vật, vậy mà như thế thần kỳ. Trương Nhược Trần đem thể nội thánh khí vận chuyển một chu thiên, triệt để khôi phục lại, hai ngón tay vân về hạt sen màu xanh, lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Sau một lúc lâu, chín vị trưởng lão toàn bộ đều rút đi, Tần Khai cùng a nhạc hướng trương nhược trần đi tới. Tần Khai lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng hướng trương nhược trần thả tới nói thích vân hải đem tất cả sự tình đều đã bàn giao chín vị trưởng lão sẽ không lại dò xét trong cơ thể người kính hoa thủy nguyệt độc cho nên trong bình này giải dược người cầm lấy đi ăn vào đi. Trương nhược trần nắm bình nhỏ màu trắng cười cười còn tới tần khai trong tay nói không cần ta đã hóa giải kính hoa thủy nguyệt độc làm sao có thể tần khai cẩn thận nhìn chăm chú trương nhược trần phát hiện hắn quả nhiên trở nên long tinh hổ mãnh nơi nào còn có chúng độc dáng vẻ. Tần Khai tự hỏi liền xem như hắn trung kính hoa thủy nguyệt độc, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, nhất định phải phục dụng giải dược mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tính. Trước mắt tiểu gia hỏa bốn bước thánh vương cảnh giới này, là như thế nào làm được? A Nhạc cùng Hàn Tưu đều đã là cực kỳ hiếm thấy đến quái thai, tại sao lại xuất hiện một cái quái thai? A, quỳ trên mặt đất thích vân hải, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu, mặt trở nên vô cùng vặn vẹo. Hàn Tưu sử dụng lực lượng hắc ám, đem thích vân hải thể nội ma khí cùng thiên địa quy tắc không ngừng thôn phệ chuyển hóa làm lực lượng của mình một lát sau thích vân hải hóa thành một bộ màu đen thây khô ngã trên mặt đất hàn tư thân thể bị một cỗ lực lượng màu đen cường đại bao khỏa trải qua một canh giờ luyện hóa những lực lượng màu đen kia mới chảy vào trong cơ thể của nàng lập tức hàn tư tu vi cảnh giới đúng là lại tăng trưởng thêm không ít tu luyện chín đại hằng cổ chi đạo một trong hắc ám chi đạo chính là muốn không ngừng thôn phệ Tần Khai nói, ba người các ngươi hẳn là có rất nhiều sự tình muốn giao lưu, ta phải rời đi trước, đi nghiên cứu một chút trên bảng xếp hạng tiền thưởng có ai đáng giá ta tự mình xuất thủ. Trở lại trong hang đá, Trương Nhược Trần chính là hỏi thăm A Nhạc cùng Hàn Tư tại Tử Thần Điện kinh lịch. Hai người bọn họ có thể có được hiện tại cường đại tu vi, nhất định là bỏ ra đại giới to lớn, chịu đựng rất nhiều ma luyện, cũng không biết phát sinh bao nhiêu Trương Nhược Trần không biết cố sự. Cùng bọn hắn giao lưu, Trương Nhược Trần biết rất nhiều sự tình. A Nhạc cùng Hàn Tư ngoại trừ gia nhập Tử Thần Điện, còn mượn nhờ tử thần điện lực lượng, thu hoạch được một thân phận khác, xếp hạng 10 vị trí đầu đại thế giới nguyên giới tu sĩ. Chính là bởi vì thu được nguyên giới danh ngạch, hai người bọn họ mới có thể đi vào chân lý thiên vực tu luyện chân lý chi đạo. Lưu tại côn lôn giới, hai người bọn họ nghĩ đến chân lý thiên vực tu luyện, cơ hồ là việc không thể nào, triều đình căn bản sẽ không phân ra hai cái danh ngạch cho bọn hắn. Hàn Tư nói, Điện Hạ, người chỉ là tốn hao 14 ước mai thánh thạch mua thương từ cự bốn người bọn họ tính mệnh, không khỏi quá mức nhân từ. Lúc trước, thương tử cự mời được thiên sát tổ chức nhưng là muốn mua tất cả cùng điện hạ có liên quan người tính mệnh không biết bao nhiêu thánh minh trung ương đế quốc bán thánh đều là lọt vào ám sát biến thành thi thể không đầu đây là huyết hải thâm cừu chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng trả thù trở về để thương tử cự cũng nếm thử cái gì gọi là mất đi thân nhân thống khổ tang bạn nỗi khổ trương nhược trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía a nhạc nói người cảm thấy thế nào ngươi là điện hạ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì ta đều đứng tại ngươi bên này a nhạc nói hàn tư khá hiểu trương nhược trần biết hắn từ trước tới giờ không vi phạm nguyên tắc của mình chắc chắn sẽ không dựa theo nàng nói tới như vậy đi làm thế là không đợi trương nhược trần mở miệng lấy ra một quyển sách hướng hắn đưa tới ta biết điện hạ không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội cho nên ta trộm nhập tử thần điện tổ chức tình báo tra được rất nhiều cơ mật tin tức trên quyển sổ này danh sách toàn bộ đều là cùng thương tử cự có quan hệ tu sĩ trong đó vẽ lên hồng câu danh tự không phải làm đáng chết chuyện ác chính là tham dự trận kia hành động ám sát, đều có thể giết. Trương Nhược Trần mở ra sổ, lật xem. Sau khi xem xong, đem sổ khép lại, Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Hàn Tư một chút, nói cha tìm phần danh sách này, người hẳn là bốc lên rất nhiều nguy hiểm a. À. Hàn Tư nhìn thấy Trương Nhược Trần khẳng định ánh mắt, trong lòng có chút vui mừng, nói, bởi vì ta biết, Bạch Tô cùng Chu Hồng đào cái chết của bọn hắn, đối với ngươi mà nói, nhất định là khó mà khép lại đau xót. Ngươi làm sao có thể không muốn vì bọn hắn báo thù. Bất quá, ngươi là người nhất định làm đế hoàng, đế hoàng tay, không phải dùng để giết chóc, giết chóc quá nặng sẽ chỉ trở thành bạo quân. Giết người loại sự tình này, về sau giao cho ta tới làm đi. Tính ta một người, A à Nhạc ôm thiết kiếm, mặt không thay đổi nói. Trương Nhược Trần nhìn bọn hắn chầm chầm hai người, trầm mặc nửa ngày, nói, vậy liền dựa theo ngươi nói làm, trên phần danh sách này vẽ hồng câu tu sĩ, một tên cũng không để lại. Hôm nay mới phát hiện một vấn đề, đem thánh thạch số lượng tính toán sai, mấy chương trước viết đều là 16 ước mai thánh thạch, nhưng hẳn là 14 ước mai thánh thạch mới đúng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 1735, Nữ giả Nam Trang Chân trời, hiện ra ngân bạch sắc, chính là một ngày mới sắp đến thời điểm. Trương Nhược Trần, kỷ Phạm Tâm, Tà Thành Tử rời đi từ mộ, đứng tại trên tấm bia đá to lớn, hướng Thiên Đô Sơn phương hướng cấp tốc bay đi. Tận đến giờ phút này, Kỳ Phạm Tâm mới hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, nói trước kia thật đúng là đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới tử thần điện cũng có người của ngươi giết chết một vị trưởng lão đều có thể thoát thân không đơn giản a à. việc này không thể gạt được kỳ phạm tâm nàng khẳng định đoán được rất nhiều thứ bất quá trương nhược trần cùng kỳ phạm tâm chỉ là quan hệ hợp tác bởi vậy cũng không có đem a nhạc cùng hàn tư nói ra a nhạc cùng hàn tư vẫn như cũng đợi tại tử thần điện đã là tại ma luyện tự thân đồng thời cũng có thể trước tiên đem hành động ám sát kết quả bẩm báo cho trương nhược trần trương nhược trần cười cười nói kỳ thật tiên tử cũng cho ta lau mắt mà nhìn phát sinh chuyện lớn như vậy vậy mà không có một mình đào tẩu ta vẫn là tương đương cảm động kỳ phạm tâm nói không cần như vậy cảm động ta không hề rời đi đó là bởi vì thích trưởng lão chết vốn là không liên quan gì đến ta trương nhược trần hỏi nếu là tần khai không có giúp ta tẩy thoát tội danh ta cùng tử thần điện bạo phát chiến đấu tiên tử sẽ ra tay sao sẽ không ở trong tử mộ cùng tử thần điện giao chiến cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào Dừng một chút, Kỳ Phạm Tâm lại nói, "Bất quá, ta có thể ra giá cao, trước đem mệnh của ngươi mua lại. Chỉ cần ra giá cả đầy đủ cao, tại Tử Thần Điện, Kỳ Phạm Tâm đích thật là trước tiên có thể mua xuống Trương Nhược Trần tính mệnh." Trương Nhược Trần bao lâu chết, hoàn toàn do Kỳ Phạm Tâm quyết định. Đổi một câu nói, Kỳ Phạm Tâm mua xuống Trương Nhược Trần tính mệnh, Trương Nhược Trần liền có thể chế một chút chết. Mà trong khoảng thời gian này, có thể phát sinh rất nhiều biến số. Trương Nhược Trần nói, không hổ là một giới lãnh tụ, quả nhiên tài đại khí thô có thể cùng ngươi so. Trước tiên ở Bách Hoa Cung hạ một phần mấy trăm triệu mai thánh thạch đại đơn, lại đi tử thần điện hao tốn 14 ước mai thánh thạch, cho dù là đại thánh, cũng không có ngươi như thế vung tay quá chán. Kỳ phạm tâm nói, nâng lên thánh thạch, Trương Nhược Trần chính là nhẹ nhàng thở dài. Trương Nhược Trần tại tử thần điện giao nộp tiền đặt cọc về sau, trên người thánh thạch còn thừa không có mấy, so một vị phổ thông thánh giả còn muốn nghèo. May mắn sau đó phải đi giúp côn lôn giới tiến đánh tu di đạo tràng, nhân cơ hội này, hẳn là có thể cướp đoạt đến một chút bảo vật cùng thánh thạch, bổ sung rỗng tuếch trong nhẫn chữ vật không gian. Trở lại Thiên Đô Sơn, Trương Nhược Trần liền cùng Kỳ Phạm Tâm tách ra, trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng. Trương Nhược Trần lấy ra dịch hoàng cốt Trượng, đem hắn đứng ở trước người, sau đó, bắt đầu từ trong khí hải, tách ra thanh tẫn một phần trăm thánh hồn hồn vụ, hướng nó phun trào tới. Trong dịch hoàng cốt trượng tà linh, lập tức phát ra hưng phấn gào thét, bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa hồn vụ. Lần này, ở trong tử mộ gặp phải nguy cơ, dịch hoàng cốt trưởng phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu không phải nó cùng ma âm kiềm chế lại thích trưởng lão, Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian áp chế kính hoa thủy nguyệt độc. Dịch hoàng cốt trưởng hiện tại có thể tuôn ra tới lực lượng, có thể so với bảy bước thánh vương trung hậu kỳ tu sĩ. Chờ đến luyện hóa đoàn hồn vụ này về sau, hẳn là có thể tăng lên tới 8 bước thánh vương trình độ. Tại dịch hoàng cốt trưởng luyện hóa hồn vụ thời điểm, Trương Nhược Trần lấy ra tu di thánh tăng sợi dâu dài kia, lĩnh hội thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc chỉ có đối với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo lý giải tăng lên, Trương Nhược Trần mới có thể lấy tốc độ nhanh hơn đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới. Ngày thứ hai, một vị thị nữ đi vào Trương Nhược Trần bế quan tu luyện luyện khí lâu các bên ngoài, bẩm báo nói, thần sứ đại nhân, một vị tuổi trẻ. Công tử, bái phỏng đạo tràng, muốn gặp ngươi. Không thấy, Trương Nhược Trần nói, tu vi của nàng rất mạnh, hẳn là một vị đại nhân vật. Thị nữ nói ra, Trương Nhược Trần dừng lại tu luyện, thầm nghĩ trong lòng, tính toán tranh lệch thời gian không nhiều đã đến nên tiến đánh tu di đạo tràng thời điểm, chẳng lẽ là côn lôn giới phái tới người. Kẹt kẹt, Trương Nhược Trần mở ra luyện khí lâu các đại môn, đi ra ngoài, nói, dẫn đường. Thiên tinh thiên nữ mặc một bộ màu trắng thánh y, cổ áo cùng ống tay áo đều thêu lên màu lam long văn một bên, mảnh khảnh eo thon bị một cây màu xanh nhạt đai lưng bọc lấy, thân thể mềm mại đứng nghiêm tại dưới chân lý chi đạo hình trạm khắc nguyệt thần lưu lại, nhìn chằm chằm quần tinh hoàn nguyệt đồ. Nàng đại mi bích thanh, hai con người linh tú, từng cây lông nghi giống như là dùng bút vẽ phát họa đi lên, mũi ngọc tinh xảo đẹp đẽ thẳng tắp, môi đỏ ống ánh sáng long lanh, lộ ra một loạt vết trắng răng ngọc. Ngũ quan đẹp đẽ tới cực điểm, mà lại tương đương nén lòng mà nhìn, càng xem càng đẹp. Nguyệt thần đạo tràng những thị nữ kia, bản đều là tông phái thánh nữ, hoàng triều công chúa, quận chúa, không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng mỹ nhân nhi. Thế nhưng là cùng thiên tinh thiên nữ so ra, lại đều ảm đạm phai mờ, phảng phất các nàng vốn là thị nữ thấp kém, mà thiên tinh thiên nữ lại là trên 9 tầng trời tiên tử đặc biệt là thiên tinh thiên nữ trên thân cỗ khí chất trang nhã, cao quý kia, tuy đẹp nữ tử đứng ở trước mặt của nàng, chỉ sợ đều được thua một bậc. Mặc dù giờ phút này thiên tinh thiên nữ là nữ giả nam trang, thế nhưng là ai nấy đều thấy được, nàng tuyệt đối là một vị mỹ nhân tuyệt thế, không thua trên cửu tiên mỹ nhân đổ chín vị tiên tử. Trương Nhược Trần nhìn thấy thiên tinh thiên nữ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bước nhanh tới. Đầu tiên là để những thị nữ kia tất cả lui ra đi, Trương Nhược Trần mới là cười nói, thiên nữ điện hạ tới nguyệt thần đạo tràng làm khách cũng không nói trước nói một tiếng, nếu là sớm biết, ta khẳng định tự mình dẫn đầu trong đạo tràng tất cả tu sĩ, cùng đi bên ngoài nghênh đón. Kể từ đó, bản thiên nữ liền bị người trói đến quảng hàn giới trên chiến xa. Thiên tinh thiên nữ cười, cười cười, xoay người, nói, nguyệt thần không hổ là nguyệt thần, lưu lại chân lý chi đạo hình chạm khắc, quả nhiên không phải bình thường thần có thể đánh đồng. Tiến vào nguyệt thần đạo tràng, bản thiên nữ liền thấy một đống một đống mỹ nữ, trăm hoa đua nở, được không cảnh đẹp ý vui liền nói ngươi trương nhược trần không có mị lực lớn như vậy nguyên lai là bởi vì hình chạm khắc này nguyên nhân các nàng là tự nguyện lưu tại nguyệt thần đạo tràng cùng ta mị lực không quan hệ cùng nguyệt thần lưu lại hình chạm khắc cũng không quan hệ trương nhược trần nói thiên tinh thiên nữ từ chối cho ý kiến cười một tiếng lập tức nói ra toàn bộ chân lý thiên vực gặp qua ta chân diện mục tu sĩ năm ngón tay tính ra không quá được trương nhược trần nói ta lại là một trong số đó xem ra tương đương vinh hạnh một mực đến nay thiên tinh thiên nữ đều mang theo mạng che mặt đồng thời lấy cường đại tinh thần lực che đậy kín dung mạo thân hình khí tức cho nên gặp qua nàng chân dung tu sĩ thật sự chính là ít càng thêm ít thiên tinh thiên nữ nói bản thiên nữ một thân một mình đến đây nguyệt thần đạo tràng mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng a à. trương nhược trần nói cũng không phải là rất rõ ràng thiên tinh thiên nữ ánh mắt trầm xuống mài mài hàm răng sau đó lại thu hồi tâm tình của mình ngữ khí nhu hòa nói ra lần trước tại không linh đảo nghe ngươi cái gọi là chỉ điểm bản thiên nữ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Muốn ma luyện tâm tính, nhất định phải trước ném đi thiên tinh thiên nữ cái thân phận này. Mất đi thân phận đối ta bảo hộ, nguy hiểm cùng ngăn trở, còn có những tình cảm trước kia trải nghiệm không đến khác kia, mới có thể chân chính dáng lâm đến trên người của ta. Trương Nhược Trần cười nói, khó được thiên nữ điện hạ có thể nghĩ thông suốt, sớm cầu chúc điện hạ phát sinh thoát biến, mà luyện ra một viên ném vô lửa cũng không cháy thần tâm. Trương Nhược Trần từng cho thiên tinh thiên nữ đưa ra một cái đề nghị, để thiên tinh thiên nữ che giấu tung tích, tạm thời ngụy trang thành quảng hàn giới một thành viên, đi theo bên cạnh hắn tu luyện. Bởi vì Trương Nhược Trần nhiều địch nhân không kể xiết, muốn chèn ép quảng hàn giới địch nhân càng nhiều, tùy thời đều có thể gặp được khiêu chiến cùng nguy hiểm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chỉ là mở một câu trò đùa, căn bản không có nghĩ tới thiên tinh thiên nữ thật sẽ làm như thế. Dù sao, đây là rõ ràng muốn lợi dụng nàng, mà là, cùng hắn đến gần, là thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy thiên tinh thiên nữ thần sắc hơi khác thường, Trương Nhược Trần hai mắt có chút mở to một chút, nói: hẳn là Thiên Nữ Điện Hạ là tiếp nhận đề nghị của ta, chuẩn bị đi theo bên cạnh ta tu luyện. Thiên Tinh Thiên Nữ hử nhẹ một tiếng, trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, nói: không sai, người hẳn là rất vui vẻ a. À, như người mong muốn, bản Thiên Nữ chính mình đưa tới cửa bị ngươi lợi dụng, muốn cười liền bật cười a. À. Chịu đựng làm gì? Lúc trước nghe Trương Nhược Trần chỉ điểm, Thiên Tinh Thiên Nữ liền cùng trong tộc lão tổ tông tiến hành tinh thần lực câu thông hỏi thăm tâm cảnh của mình có phải thật vậy hay không có sơ hở thỉnh cầu lão tổ tông chỉ điểm đền bù sơ hở phương pháp để nàng không có nghĩ tới là lão tổ tông vậy mà để nàng đi cùng theo trương nhược trần cùng một chỗ tu luyện thiên tinh thiên nữ xoắn suýt cùng do dự thật lâu cho tới hôm nay quyết định đến đây nguyệt thần đạo tràng trương nhược trần nói đừng như vậy cũng không tình nguyện người nghĩ đến ta còn chưa nhất định thật nguyện ý tiếp nhận liền ngươi thiên nữ bệnh cao cao tại thượng kia không chừng sẽ cho ta dẫn suốt bao lớn mầm tai vạ mà lại, giống như ngươi nhan chị hồng nhan hỏa thủy, đã có thể cho ta rước lấy rất nhiều phiền phức. Thiên tinh thiên nữ không ngừng mài răng, nội tâm không thể bình tĩnh, cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, nói mà luyện tâm cảnh phương thức nhiều không kể xiết, ngươi cho rằng bản thiên nữ nhất định phải đi theo ngươi cùng một chỗ tu luyện. Nói xong lời này, thiên tinh thiên nữ chính là hướng đạo tràng đi ra ngoài. Thiên tinh thiên nữ có 10 phần lòng tin, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ giữ lại nàng, thậm chí là cầu nàng lưu lại, khóe miệng mang theo một vòng mong đợi ý cười không tiến, Trương Nhược Trần cất giọng nói, thiên tinh thiên nữ khóe miệng dáng tươi cười biến mất, thông suốt dừng bước lại, quay đầu lại trừng Trương Nhược Trần một chút, nói, người đừng hối hận. Đương nhiên sẽ không hối hận, Trương Nhược Trần nhìn chầm chầm thiên tinh thiên nữ bóng lưng, lắc đầu, nói, thật đúng là kiêu ngạo đến không ai bị nổi, đây là cầu người thái độ sao? Đây là muốn ma luyện tâm cảnh sao? Cứ như vậy tâm tính, đưa người giữ ở bên người, không phải cho ta chính mình một ngạt. Tại thiên tinh thiên nữ bước nhanh đi ra nguyệt thần đạo tràng đại môn thời điểm, cùng cửu thiên huyền nữ gặp thoáng qua. Hai nữ đều là nữ giả nam trang, mà lại khí chất nhất lưu, dung nhan tuyệt mỹ. Trong nháy mắt này, thời gian tựa như là dừng lại một dạng. Rõ ràng các nàng hai người, một cái tiến, một cái ra, chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại đều phát giác được đối phương bất phàm. Đi ra nguyệt thần đạo tràng, thiên tinh thiên nữ thông suốt xoay người, nhìn chằm chằm cửu thiên huyền nữ uyển chuyển hàm xúc bóng lưng, lộ ra suy ngẫm thần sắc nàng là ai. Giống nàng dạng này dung mạo và khí chất, không phải là hạng người vô danh, sớm nên diễm danh lan xa, vì sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ nàng cũng là tìm đến Trương Nhược Trần, Trương 1736 Thiên La Đạo Tràng. Ngư thần tính tại Nguyệt Thần Đạo Tràng phụ cận, tìm một chỗ tương đối bí ẩn địa điểm, nhìn chằm chằm Đạo Tràng Đại Môn, muốn chờ cửu thiên huyền nữ sau khi ra ngoài, tự mình gặp một lần nàng. Không có thiên tinh thiên nữ thân phận, cũng không có thiên hoang địa lão hai người ở bên người thủ hộ, ngư thần tĩnh tâm trở nên tùy ý rất nhiều. Thế nhưng là, chờ mấy canh giờ, cửu thiên huyền nữ nhưng không có đi ra. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng là quảng hàn giới tu sĩ? Ngư thần tĩnh đối với cửu thiên huyền nữ là tương đối hiếu kỳ, bởi vì, trên người cửu thiên huyền nữ, cảm ứng được 9 loại khác biệt lực lượng ba động, mà lại mỗi một đạo đều không phải bình thường. Trừ cái đó ra, còn có khác một chút kỳ dị ba động, liền ngay cả nàng bản nguyên lực lượng, cũng khó có thể dò xét rõ ràng. Đây là tương đương hiếm thấy hiện tượng, lại đợi hai canh giờ, tiếp cận đang lúc hoàng hôn, ngư thần tính cũng không ngồi yên được nữa, thế là, trực tiếp xâm nhập tiến nguyệt thần đạo tràng. Tiểu Hắc nghênh ngang đi ra, ngăn lại ngư thần tĩnh đường đi, nói, nha đầu, ngươi lại tới nguyệt thần đạo tràng làm gì? Nha đầu, ngư thần tĩnh nói, ngoại trừ trong tộc đại thánh cảnh giới trưởng bối, ai dám như vậy gọi nàng? Thế nào nha đầu, lại tìm đến trương nhược trần, đáng tiếc a, à, hắn không tại đạo tràng, đã sớm đi ra. Nha đầu, tiểu Hắc nói ra, ngươi lại để một tiếng nha đầu thử một chút. Ngư thần tĩnh ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, hiện ra một sợi bạch quang. Tốt, Tốt, bản hoàng không gọi. Ấy, không đúng, bản hoàng sống không biết bao nhiêu năm tuổi, bảo ngươi một tiếng nha đầu thế nào. Nha đầu, nha đầu, tiểu hắc liên tục không ngừng gọi. Ngư thần tĩnh một đạo chỉ kiếm, hướng chấm đen nhỏ tới, ngưng tụ thành nhuệ khí mười phần trùng sáng. Tiểu hắc tốc độ, tương đương linh hoạt, tránh né đi qua. Bành, chỉ kiếm, đánh vào mặt đất, lưu lại một cái to cỡ miệng chén sâu không thấy đáy cái hố. Tiểu hắc lộ ra tức giận, nói, người vậy mà thực có can đảm động thủ, đừng tưởng rằng ngươi là trương nhược trần nhân tình bản hoàng cũng không dám thu thập ngươi ngươi nói cái gì ngư thần tĩnh trên chán tất cả đều là hắc tuyến tiểu hắc tương đương miệng tiện không có kỵ chút nào nói đừng giả bộ chân diệu toàn bộ đều nói cho bản hoàng ngươi cùng trương nhược trần tại phong thần đài chơi đến rất mở a à, trực tiếp tại trên thánh sa liền đem sự tình làm bất quá bản hoàng đến nhắc nhở ngươi một câu trương nhược trần đã là hai đứa bé cha chắc chắn sẽ không đối với ngươi phụ trách Ngư thần tính từ trước tới nay chưa từng gặp qua chim miệng tiện như vậy, cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, nói, ngươi nói chân diệu là ai? Ngươi không biết nó, làm sao có thể? Nó nói, ngươi cùng trương nhược trần tư định trung thân thời điểm, nó là duy nhất người chứng kiến. Chân diệu, ngươi giấu ở chỗ nào làm gì, còn không ra. Tiểu Hắc đi đến luyện khí các lâu bên cạnh trong dược viên, từ trong đất bùn, đem chân diệu tiểu đạo nhân móc ra, kéo tới ngư thần tĩnh trước mặt, của trách nói, ngươi sao có thể bịa đặt đâu. Người khác thế nhưng là thiên tinh văn minh thiên nữ, thanh danh rất trọng yếu. Chân diệu tiểu đạo nhân duỗi ra ba ngón tay, nói, bần đạo thề với trời, tuyệt đối không có bịa đặt. Thiên nữ điện hạ cùng trương nhược trần đích thật là viết một phong hôn thư, tư định trung thân, hơn nữa, còn là viết tại điện hạ trên quần lụa mỏng. Ngư thần tính hai mắt, tựa như một đôi hàn tinh, tản mát ra nồng đậm sát khí. Thiên nữ điện hạ, bần đạo không có nói sai đâu. Chân diệu tiểu đạo nhân nói. Ngư thần tính bị tiểu hắc cùng chân diệu tiểu đạo nhân tức giận đến tâm cảnh hỗn loạn, muốn giết bọn hắn diệt khẩu, đương nhiên, càng muốn đem hơn trương nhược trần thiên đao vạn quả. Nàng cũng không cho rằng, lúc ấy chân diệu tiểu đạo nhân thật tại trong thánh xa, cảm thấy khẳng định là trương nhược trần đem việc này tuyên dương ra ngoài. Phát giác được ngư thần tính sát khí trên người, tiểu hắc không có chút nào ý thức được là nhắm vào mình, đối với ngư thần tính nói ra, nhà đầu, vô dụng, mẹ hai đứa bé kia khá cường đại, người giết không được nàng. Liền ngươi nói nhiều nhất, bản thiên nữ trước cắt đầu lưỡi của ngươi ngư thần tính hướng nắm vào trong hư không một cái lập tức mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ ra đem tiểu hắc vây quanh trong không khí phát ra vù vù chói tai tiếng kiếm giết tiểu hắc trên lưng cánh chim đột nhiên triển khai có ngọn lửa màu đen từ trong lông vũ dũng mãnh tiến ra hóa thành một tầng thật dày cực nóng sóng lửa đem tất cả kiếm khí toàn bộ đều chấn động đến tan nứt liền ngay cả ngư thần tính cũng bị chấn động đến hướng về sau lùi lại mấy bước chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng dám đối với bổn hoàng xuất thủ tiểu hắc song đồng hóa thành hỏa cầu hai cái móng vuốt phóng xuất ra thánh khí tràn vào tiến lòng đất đem trong nguyệt thần đạo tràng trận pháp minh văn kích hoạt lập tức toàn bộ đạo tràng trở nên thiên hôn địa ám trên không xuất hiện thật dày mây đen mấy chục đầu điện mãng tại trong mây đen xuyên thẳng qua đỉnh tiêm cấp bậc bát phẩm công kích đại trận ngư thần tính tự thân chính là một vị trận pháp thánh sư hết sức rõ ràng tòa đại trận này lợi hại bởi vậy không thể không một lần nữa xem kỹ miêu đầu ưng thánh thú miệng tiện kia trương nhược trần bên người thật đúng là tàng long ngọa hổ nuôi một con chim, vậy mà đều lợi hại như vậy. Ngư thần tính nhãn lực hơn người, thông qua vừa rồi thăm dò, còn có tiểu hắc bày ra trận pháp tạo nghệ, đã đại khái thăm dò tiểu hắc thực lực mạnh yếu. Chân diệu tiểu đạo nhân sợ tiểu hắc thật chân áp ngư thần tính, vội vàng truyền âm, thân phận của cô gái này không phải bình thường, trên người át chủ bài rất nhiều, vạn nhất cùng chúng ta liều mạng, toàn bộ nguyệt thần đạo tràng đoán chừng đều muốn bị hủy đi. Yên tâm, bản hoàng có chừng mực, tiểu hắc trả lời, ngư thần tính trong lòng còn có kiên kỵ, không có tiếp tục xuất thủ, nói Trương Nhược Trần đến cùng ở nơi nào để hắn đi ra gặp bản thiên nữ. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, đều nói Trương Nhược Trần không tại đạo tràng, người làm sao lại là không tin đâu? Làm sao có thể, bản thiên nữ một mực canh giữ ở bên ngoài. Chẳng lẽ là không gian truyền tống trận? Ngư thần tĩnh tỉnh ngộ lại, Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, đúng a, à, Trương Nhược Trần đã sớm thông qua không gian truyền tống trận rời đi đạo tràng. Hắn đi chỗ nào? Ngư thần tĩnh hỏi, Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, cái này không thể nói cái này có thể nói tiểu hắc chừng chân diệu tiểu đạo nhân một chút truyền âm nói trương nhược trần cùng cử thiên huyền nữ lén, lén lén lút lút cùng rời đi khẳng định là có đại sự phát sinh lần trước phong thần đài đại hội bản hoàng liền đã bỏ lỡ lần này sao có thể bỏ lỡ chân diệu tiểu đạo nhân nói thế nhưng là trương nhược trần không để cho chúng ta đi theo đúng là như thế chúng ta mới càng phải đi chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ hắn muốn đi làm gì đến lúc đó liền nói thiên tinh thiên nữ đánh tới cửa lấy tàn bạo thủ đoạn đối phó chúng ta chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, đành phải mang thiên tinh thiên nữ đi tìm hắn. Tiểu Hắc âm trầm cười nói, chân diệu tiểu đạo nhân nói, vậy ngươi biết Trương Nhược Trần đi nơi nào? Tiểu Hắc một bộ ngạo nghế tự đắc bộ dáng, nhẹ nhàng mà nói, bản hoàng đối với không gian chi đạo cũng là rất có nghiên cứu, từ trong không gian truyền tống trận lưu lại khí tức, liền có thể định vị Trương Nhược Trần cùng cửu thiên huyền nữ bị truyền tống đến vị trí nào. Đương nhiên, đây đều là không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ. Lập tức, Tiểu Hắc Đình chỉ thôi động trong đạo tràng công kích đại trận, Hiếp mắt cười một tiếng, "Thiên nữ điện hạ, bản hoàng hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm Trương Nhược Trần." Thiên La đạo tràng ở vào một tòa núi tuyết đỉnh chóp, bốn phía vách núi treo leo, trong núi hàn phong như đao. Tòa đạo tràng này là côn lôn giới một vị cổ thần mở ra đến, Lạc hư cùng Cửu Thiên Huyền Nữ các loại côn lôn giới anh kiệt, tốn hao to lớn khí lực mới đưa nó một lần nữa đoạt lại. Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sánh vai mà đi, đi tại trên đường núi rơi đầy bông tuyết. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm êm dịu, cùng Thánh Thư Tài Nữ giống nhau như đúc nói tiến đánh tu di đạo tràng thời gian, định vào ngày mai lúc tờ mở sáng. Bất quá, trước đó, tất cả tu sĩ đều muốn tập kết đến thiên la đạo tràng tổ chức đại hội, thương thảo trận chiến này cụ thể công việc. Ta không có vấn đề, các người thương lượng là được. Trương Nhược Trần nói, giờ phút này, côn lôn giới tu sĩ, toàn bộ đều tụ tập tại thiên la đạo tràng, hết thảy đúng là có mấy trăm vị tu sĩ nhiều. Không chỉ có nhân tộc một phương tu sĩ, còn có một nửa là man thú. Côn lôn giới tại trên vạn giới công nước bảng xếp hạng hơn 2.000 vị mỗi tháng đều có thể thu hoạch được 20 cái tiến vào chân lý thần điện tu luyện danh ngạch, tự nhiên là nhân số đông đảo. Hô, cung điện đại môn mở ra, lập tức hàn phong gào thét, có từng khối lông ngỗng lớn nhỏ tuyết bay chảy ngược tiến đến. Trương Nhược Trần cùng cửu thiên huyền nữ chính là thuận hàn phong, đi vào đại môn. Chờ đến đại môn một lần nữa đóng lại, hàn phong biến mất, toàn bộ trong cung điện lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm ánh mắt, đồng loạt, chằm chằm trên người Trương Nhược Trần. Có ánh mắt phẫn nộ, có ánh mắt băng lãnh như đao, có ánh mắt lại là mang theo mấy phần vui mừng. Thôn thiên ma lòng ánh mắt trầm lãnh, hai tay bóp quyền, trùng điệp đặt ở trên bàn, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Chỉ vạn tuế chỉ có một đầu cụt một tay, bưng chén rượu lên, mãnh liệt uống một hớp, rượu trong chén, có một nửa đều đổ đi ra, ướt đẫm áo bảo màu vàng. Bất quá, dẫn đầu làm khó dễ, lại cũng không là bọn hắn. Chỉ côn lôn thông suốt đứng dậy, hai mắt so kiếm đều muốn sắc bén, nói trương nhược trần làm sao lại xuất hiện ở đây. Đúng a à một cái quảng hàn giới tu sĩ, làm sao lại đi vào chúng ta côn lôn giới đạo tràng. Dạng này kẻ xông vào, chúng ta coi như giết hắn, hẳn là cũng không tính phá hư chân lý thần điện quy của A. Mấy đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, đều là đối với Trương Nhược Trần có thành kiến rất lớn, từ trên người của bọn hắn, đúng là thật sự có nhàn nhạt sát khí tiêu tán đi ra. Cửu thiên huyền nữ nhíu mày, nói Trương Nhược Trần là ta mời tới giúp đỡ, giúp bọn ta cùng một chỗ tiến đánh tu di đạo tràng. Cửu thiên huyền nữ tại côn lôn giới địa vị cực cao, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng tu vi cường đại, càng bởi vì nàng là nữ hoàng bên người người thân nhất. Mới vừa rồi còn âm dương quái khí mấy vị sinh linh, toàn bộ đều ngậm miệng lại, không dám đắc tội cử thiên huyền nữ. Chỉ côn lôn nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng, xin mời người nào không tốt, vì sao muốn xin mời một cái tiền triều nghịch tặc. Chúng ta không cần hắn xuất thủ tương trợ, chỉ cần mở ra chúng sinh bình đẳng, tiến đánh tu di đạo tràng căn bản không phải việc khó gì. Có chỉ côn lôn dẫn đầu, những tu sĩ đối với Trương Nhược Trần có thành kiến kia, nhao nhao phụ họa. Không sai, huyền nữ điện hạ căn bản không cần thiết đi mời hắn, lấy thực lực của chúng ta, tiến đánh tu di đạo tràng đã dư xài. Tại cùng cảnh giới, Bạch Lê Công Chúa, Vạn Triệu ức, Lạc Hư, Minh Tiêm, Tuyết Vô Giả, dạ, Lập Địa, đều không yếu tại Trương Nhược Trần, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Trong đại điện, tiếng ồn ào một mảnh, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú chỉ côn lôn, từng bước một đi tới. Trương Nhược Trần, cửu thiên huyền nữ khẽ gọi Trương Nhược Trần một tiếng. Trương Nhược Trần không có trả lời nàng, đi thẳng đến chỉ côn lôn bên cạnh. Lúc này, chỉ khổng nhà cùng chung quanh tu sĩ, toàn bộ đều đứng dậy, âm thầm vận chuyển thể nội thánh khí, để phòng Trương Nhược Trần, sợ hắn đột nhiên ra tay với chỉ côn lôn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm chỉ côn lôn hai mắt, khổng lồ thánh uy bạo phát đi ra, hướng hắn sung kích tới. Năm này vẻn vẹn 1.112 tuổi thiếu niên, thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt hiện ra dày đặc tơ máu, toàn thân mồ hôi không ngừng lăn xuống. Thế nhưng là, hắn lại chống đỡ được, không có ngã xuống, càng không có lộ ra khiếp đảm thần sắc. Trương Nhược Trần thu hồi thánh uy, khẽ gật đầu một cái, ngay tại trí côn lôn bên cạnh một vị trí tỏa hạ, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, lộ ra lạnh nhạt nếu là. Trước khi tới, Trương Nhược Trần liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vậy căn bản không có đem bọn hắn lúc trước lời nói để ở trong lòng. Muốn chửi thì chửi đi, không quan trọng. Trương 1737, Thiên Phẩm Thánh Đan. Chỉ côn lôn toàn thân đều ướt đẫm, tận đến giờ phút này mới biết được, nguyên lai Trương Nhược Trần Tu Vi, đúng là đáng sợ như thế. Lần trước, Trương Nhược Trần là đem Tu Vi áp chế đến cùng hắn một dạng cảnh giới, cho nên mới không có vừa rồi loại uy thế bá đạo trấn nhiếp lòng người kia. Nếu không, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thánh uy, liền có thể trấn trụ hắn, khiến cho chiến lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Để chỉ côn lôn im lặng là, nhận nhiều tu sĩ như vậy xa lánh, Trương Nhược Trần vậy mà không hề rời đi, còn nghênh ngang ngồi ở bên cạnh hắn hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Lạc Hư ngồi tại đại điện bên phải, chỗ cao nhất, nói, xin mời Trương Nhược Trần đến trở quyền, là ta, cửu thiên huyền nữ, vạn triệu ức cùng một chỗ thương lượng đằng sau, làm ra quyết định. Các ngươi nếu là có ý kiến, có thể tới tìm ta đàm luận. Lúc trước nhằm vào Trương Nhược Trần mấy vị long tộc cường giả cùng triều đình tân tú, toàn bộ đều ngậm miệng lại, toàn bộ đại điện, trở nên yên tĩnh im ắng. Lạc Hư, bây giờ là côn lôn giới nhân tộc một phương lãnh tụ, tu vi đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới, lại chấp trưởng lấy vạn gia đăng hỏa đồ chiến lược số 1 số 2, ở đây còn không có mấy người dám cùng hắn khiêu chiến. Lạc hư tu vi cảnh giới, sở dĩ đột phá đến nhanh như vậy, thứ nhất là bởi vì, tư chất của hắn là đỉnh tiêm cấp bậc, danh xưng một thời đại đệ nhất nhân. Thứ hai, hắn tại côn lôn giới, đã tích lũy mấy trăm năm, nội tình so trương nhược trần, vạn triệu ức, tuyết vô giả bọn người muốn càng thêm hùng hậu. Đi vào thiên đình giới, lạc hư tu vi cảnh giới tự nhiên là tấn mãnh tăng lên, tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, Chính yếu nhất hay là bởi vì, Côn Lôn giới võ thị tiền trang tài lực hùng hậu, lại có triều đình hết sức ủng hộ, cung cấp cho hắn liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn bồi dưỡng thành đế hoàng cấp cường giả. Chỉ Côn Lôn trong lòng biết mình bây giờ còn còn lâu mới là đối thủ của Trương Nhược Trần, thế là ngăn chặn trong lòng biết cừu hận, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Chỉ bất quá, hắn hai con mắt hơi ngây ngô kia, lại là thỉnh thoảng hướng Trương Nhược Trần âm thầm liếc nhìn. Lạc hư ánh mắt liếc nhìn bốn phía nói nếu tất cả mọi người không có ý kiến chúng ta liền tiếp tục thương nghị thôn thiên ma long nói thiên đường giới thực lực cường đại đến cực điểm tại chân lý thiên vực tu luyện bảy bước thánh vương liền có ngoài mười vị từng cái đều là giới đại thánh cường giả đỉnh cao có được nghịch thiên chiến lực chúng ta lần này tiến đánh tu di đạo tràng là bí mật hành động thiên đường giới cũng không hiểu rõ tình hình cho nên mới có cơ hội đem hắn đánh hạ vạn nhất có người tiết lộ tin tức thiên đường giới có chuẩn bị đem số lớn cường giả tụ tập đến tu di đạo tràng đến lúc đó, đừng nói là chúng ta những người này. Coi như côn lôn giới tu sĩ, lại nhiều gấp 10 lần, đoán chừng đều không hạ được tu di đạo tràng. Một cái là cường thịnh chúa tể thế giới, một cái là suy bại xuống dốc đại thế giới, hai tòa thế giới thực lực tổng hợp tranh lệch, không phải mấy lần và mấy chục lần, mà là hơn trăm lần tranh lệch, thậm chí lớn hơn. Chân lý thiên vực cái kia hơn 10 vị bảy bước thánh vương cảnh giới nghịch thiên nhân vật, bất kỳ một cái nào xuất hiện đến tu di đạo tràng, đối với côn lôn giới tu sĩ tới nói, đều như là một tòa khó mà dung chuyển cự sơn. Bởi vì, tu vi đạt tới bảy bước thánh vương, còn có thể lưu tại chân lý thiên vực, liền đã nói rõ hắn cao tuyệt thiên tư cùng khủng bố chiến lực. Kỳ phạm tâm cùng thiên sơ tiên tử, chính là loại nhân vật cấp độ kia. Chỉ bất quá, thiên nhị giới chỉ có một cái kỳ phạm tâm, thiên sơ văn minh chỉ có một cái thiên sơ tiên tử. Mà thiên đường giới, lại có hơn 10 loại cường giả cấp bậc này, thương tử cự cùng tấn nha chính là hai trong đó. Mà lại, cái này còn không có tính cả, Thụy Á giới, Hồn giới, Hắc Ma giới. Những đại thế giới cao thủ đi theo thiên đường giới này. Có thể nói, thiên đường giới chỉ cần tụ tập một phần 10 nhân thủ đến tu di đạo tràng, côn lôn giới trước mọi người đi tiến đánh tu di đạo tràng, liền nhất định là phải đại bại mà quay về. Thiên đường giới tụ tập một phần năm nhân thủ đến tu di đạo tràng, côn lôn giới đám người, đoán chừng liền muốn toàn quân bị diệt, trốn đều trốn không thoát. Đương nhiên, thiên đường giới cũng không biết côn lôn giới muốn tiến đánh tu di đạo tràng, bây giờ tu di đạo tràng không có bảy bước thánh vương cảnh giới nghịch thiên cường giả tỏa chấn đem hắn tấn công xong tới cơ hội vẫn là tương đối lớn còn có mấy canh giờ liền sẽ triển khai tiến công coi như tin tức tiết lộ ra ngoài thiên đường giới cũng không kịp điều khiển nhân thủ thần ma thử cùng lục xí giang vương một mực canh giữ ở tu di đạo tràng bên ngoài điều tra cũng không có phát hiện dị động thiên đường giới khẳng định không biết chúng ta muốn tiến đánh tu di đạo tràng tin tức thiên đường giới cũng không biết tu di đạo tràng có thánh tăng lưu lại trí bảo sẽ không thái quá coi trọng nơi đó Trương Nhược Trần chỉ là lắng nghe, không có phát biểu. Bất quá, hắn lại sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, cảm thấy côn lôn giới tất cả mọi người quá mức lạc quan. Các đại thế giới đều biết côn lôn giới thiên địa tế đàn liền bị công phá, một trận thiên đình giới cùng địa ngục giới đại chiến, liền muốn trong đó bộc phát. Liền ngay cả Trương Nhược Trần tu sĩ đã gia nhập quảng hàn giới này, đều lọt vào thiên đường giới vây giết. Thiên đường giới làm sao có thể thả côn lôn giới những tinh anh này trở về. Thiên đường giới một mực không có xuống tay với côn lôn giới, rất có thể chính là đang tìm kiếm cơ hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn cửu thiên huyền như ánh mắt vẫn luôn đang quan sát trương nhược trần nói trương nhược trần người tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình vạn triều ức nói nếu chúng ta mời người tới người cũng chính là trong chúng ta một thành viên có thể nói thoải mái trương nhược trần nhẹ gật đầu nói trước đó các ngươi có hay không tiến vào tu di đạo tràng dò xét qua ngồi tại thôn thiên ma long bên cạnh chu tước tiên tử khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng thiên hạ chỉ có ngươi một người thông minh, chúng ta đều là đồ đần. Nếu muốn tiến đánh tu di đạo tràng, đương nhiên là đã đối với trong đạo tràng hết thảy đều như lòng bàn tay. Lạc hư nói, thần ma thử không chỉ một lần len lén lẻn vào tu di đạo tràng, mang về rất nhiều tin tức hữu dụng, năng lực của nó, ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Thần ma thử, trong thái cổ di trùng, đều là tương đương lợi hại tồn tại, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào một tòa đạo tràng, tự nhiên không phải việc khó. Trương Nhược Trần lại hỏi, trong tu di đạo chàng hẳn là có không gian truyền tống trận A. Một khi chúng ta bắt đầu tiến đánh, thiên đường giới hoàn toàn có thể thông qua không gian truyền tống trận, nhanh chóng truyền tống số lớn cường giả tới. Lạc Hư nói, vấn đề này, chúng ta đã cân nhắc qua, sử dụng vạn gia đăng hỏa đồ có thể không gian phong bế, khiến cho trong tu di đạo tràng không gian truyền tống trận mất đi tác dụng. Trong đại điện, bộ phận tu sĩ phát ra trầm thấp diễu cợt, cảm thấy Trương Nhược Trần đều là đang hỏi một chút ngây thơ vấn đề. Có bao nhiêu trí cửu thiên huyền nữ, tỉnh táo lạc hư, đọc thuộc lòng binh pháp lại thường xuyên thống lĩnh quân đội vạn triệu ức, côn lôn giới chuẩn bị khá đầy đủ, suy tính được cũng tương đương chu toàn, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần, người còn có cái gì nghi vấn sao? Toàn bộ hỏi ra, bản tỏa có thể từng cái giải đáp cho người nghe. Ngân ngân, thôn thiên ma long cười nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói hết rồi, kỳ thật, Trương Nhược Trần trong lòng, còn có một cái ở đây tất cả tu sĩ đều không để ý đến vấn đề nếu côn lôn giới có thể điều động thần ma thử chui vào tu di đạo tràng thiên đường giới chẳng lẽ không thể điều động dị chủng sinh linh lèn lén lén lẻn vào thiên la đạo tràng bọn hắn cái gọi là cơ mật hành động rất có thể thiên đường giới cũng sớm đã biết được. bất quá đại chiến sắp đến lúc này không thích hợp đem việc này trước mặt mọi người nói ra dễ dàng nhiễu loạn quân tâm lại nói coi như mọi người ý thức được vấn đề này lại có thể thế nào chẳng lẽ liền không đi tiến đánh tu di đạo tràng hiển nhiên là việc không thể nào trương nhược trần quyết định chờ một lúc sẽ cùng cửu thiên huyền nữ cùng lạc hư, đơn độc nói lại việc này. Cửu thiên huyền nữ nện bước hiểu điệu như tiên nữ đồng dạng bước chân, đi đến đại điện trung tâm, lấy ra hai cái ngũ quang thập sắc đan lô ba chân, nói, nữ hoàng biết được, tiến đánh tu di đạo chàng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, rất có thể mọi người sẽ thụ thương, thậm chí chiến tử. Cho nên, tại đại chiến trước giờ, ban cho hai lô đan dược. Một lò đại long thần tủy đan, hết thảy 208 mai. Lời này vừa nói ra, trong đại điện, vang lên từng đạo vui sướng thanh âm, Đại Long Thần Tủy Đan là dùng thần cốt tủy cùng huyết dịch, phối hợp mấy chục loại vạn năm thánh dược mới luyện chế ra đến, chỉ có đối với côn lôn giới có đại công lao tu sĩ mới có tư cách phục dụng. Duy nhất một lần xuất ra hơn 200 mai Đại Long Thần Tủy Đan, xem ra người người đều có phần. Cũng không biết Đại Long Thần Tủy Đan này, cùng lần trước nữ hoàng ban thưởng thứ thần tác đan so sánh, ai tác dụng càng mạnh. Quản nhiều như vậy làm gì, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, người liền vụng trộm vui đi. Ngay sau đó, Cửu thiên huyền nữ có đạo, một lô thánh đan khác, tên là thần tắc đan, hết thảy 37 mai. Chỉ cần là thánh vương, đều có thể phân đến một viên. Oanh, trong đại điện tu sĩ, triệt để nổ. Lúc trước, nữ hoàng ban thưởng thứ thần tắc đan thời điểm, liền có rất nhiều tu sĩ nhất cử đột phá đến thánh vương cảnh giới. Thần tắc đan, hiển nhiên là so thứ thần tắc đan, cao hơn một phẩm cấp, dược hiệu lại được hung mãnh cỡ nào. Hoa, đại long thần tủy đan cùng thần tắc đan, đồng thời từ trong lò bay ra, tản mát ra ánh sáng chói mắt hai loại đan dược đều ẩn dục ra linh tính cùng đan hồn, dược lực phi phàm. Đại Long Thần Tủy Đan Đan Hồn là một đầu kim long, khí tức cường đại, chiến lực có thể so với nửa bước thánh vương, bộc phát ra điếc tai tiếng long ngâm. Mấy trăm đầu nửa bước thánh vương cảnh giới kim long trong điện bay múa, không nói ra được rung động. Bất quá, những kim long này đều đã bị thuần phục, không có tính công kích. Nếu không ở đây những thánh giả kia, nuốt xuống đại long thần tủy đan, tất nhiên sẽ bảo thể mà chết. Thần tắc đan đan hồn, bị áp chế tại đan dược nội bộ, phát ra khí thức càng khủng bố hơn, so Trương Nhược Trần thả ra thánh uy còn có cường hoành. Cỗ khí tức kia có chút nhu hòa, rất hiển nhiên, thần tác đan đan hồn cũng đã bị thuần phục. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngược lại là có chút minh bạch, vì sao côn lôn giới những tu sĩ này tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Xem ra, không chỉ có chỉ là bởi vì, côn lôn giới nắm giữ lấy thiên luân ấn thời không bảo vật không tầm thường này, càng bởi vì chỉ giao chém giết một vị thần. Một vị vừa mới chết thần thi hài, chính là một tòa cự đại bảo khố, hoàn toàn khai phát cùng lợi dụng, đủ để cho một tòa nhược giới cấp tốc biến thành một tòa cường giới. Đại Long thần tủy đan cùng thần tắc đan đều là lấy trong thần thi ẩn chứa thần tính vật chất làm chủ dược, luyện chế ra tới thánh đan. Tương tự đan dược, cũng không biết côn lôn giới còn luyện chế ra tới bao nhiêu. Để Trương Nhược Trần nghi ngờ là Đại Long thần tủy đan là đỉnh tiêm cấp bậc địa phẩm thánh đan, thần tắc đan hẳn là đạt đến thiên phẩm cấp độ. Côn lôn giới lúc nào toát ra một cái lợi hại như vậy luyện đan sư, có thể luyện chế ra thiên phẩm thánh đan. Phải biết đồng dạng đan đạo thánh sư, luyện chế thiên phẩm thánh đan tỷ lệ thất bại cực cao, mà lại duy nhất một lần có thể luyện ra một viên liền đã rất không tệ. Chỉ có địa sư cấp bậc đan đạo thánh sư mới có thể duy nhất một lần luyện chế ra mấy chục mai thiên phẩm thánh đan. Thế nhưng là thiên đình giới hơn 8000 cái cấp dưới phạm giới, một nửa trở lên đại thế giới đều không có đan đạo địa sư. Đối với một cái đại thế giới tới nói, một vị đan đạo địa sư giá trị không tại một vị thần phía dưới. Cho dù là đan đạo đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ cổ tùng tử, khoảng cách đan đạo địa sư cũng đều còn kém một đoạn nhỏ. chương 1738 Kinh Biến, nhiều một viên thần tắc đan, cho ngươi, cửu thiên huyền nữ lòng bàn tay trắng muốt kia, nâng tử khí tràn ngập thần tắc đan, đưa cho Trương Nhược Trần, lộ ra cực kỳ ôn tồn lễ độ. Trương Nhược Trần biết, bây giờ cửu thiên huyền nữ ý thức là thánh thư tài nữ. Tám vị khác huyền nữ, toàn bộ đều đoạn đi ý thức, tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Thương Lan võ thánh tại luyện hóa hấp thu băng hỏa phượng hoàng truyền thừa, thanh mặc tại lĩnh hội thực thần chân lý, tư mệnh thần nữ đang nghiên cứu trong thần điện cổ lão huyền bí bí pháp. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần đối với Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn rất có hảo cảm, thậm chí là tín nhiệm nàng. Nhưng là, thấy được nàng trong tay đưa tới thần tắc đan, Trương Nhược Trần lại là lắc đầu, không cần. Thần tắc đan là thiên phẩm thánh đan, cho dù là tại thiên đình giới, cũng là tương đương hiếm thấy. Nuốt nó, tu vi của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ gặp Trương Nhược Trần vẫn như cũ không làm chỗ động. Lập tức lộ ra giật mình thần sắc, nói: "Bởi vì nó là nữ hoàng ban thưởng thánh đan, cho nên ngươi mới không muốn tiếp nhận." Trương Nhược Trần nói: "Ta minh bạch ngươi muốn làm gì, ngươi cũng hiểu ta." Làm gì còn muốn khuyên ta? Cửu Thiên Huyền Nữ nội tâm thầm than, xem ra muốn hòa hoãn hắn cùng nữ hoàng mâu thuẫn, căn bản chính là việc không thể nào. Nữ hoàng là người nàng nhất là khâm phục, Trương Nhược Trần là người nàng thưởng thức nhất, thậm chí là có chút hái mộ, hai người bọn họ lại là thù sâu như biển địch nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ bị kẹp ở giữa, lại làm sao không buồn giàu. Nàng vẫn muốn làm những gì, hy vọng có thể hòa hoãn mâu thuẫn của bọn họ, thế nhưng là. Hết thảy đều là phí công, trương nhược trần ánh mắt, liếc nhìn toàn bộ đại điện, khóe miệng lộ ra một đạo ý cười, viên này thần tắc đan, hẳn là căn bản cũng không phải là thêm ra tới A. À. Nó là thuộc về ngươi, ngươi phần hảo ý này, ta nhận, nhưng là ta cùng chỉ giao ân oán, ngươi thật không nên tham gia tiến đến. Bên cạnh, chỉ côn lôn cùng chỉ khổng nhạc ánh mắt, một mực nhìn chăm chú trương nhược trần cùng cửu thiên huyền nữ, nhưng trương nhược trần cùng cửu thiên huyền nữ là sử dụng tinh thần lực giao lưu bọn hắn căn bản nghe không được hai người đối thoại chỉ bất quá trong lòng của bọn hắn vô cùng nghi hoặc nếu trương nhược trần là tiền triều nghịch tặc côn lôn giới phản đồ càng là một cái sát nhân ma vương vì sao băng thanh ngọc khiết huyền nữ sẽ cùng hắn quan hệ giao hảo liền ngay cả lạc hư cùng vạn triệu ước liền cực kỳ tôn sùng người này trương nhược trần đem trong lòng nhất lo lắng sự tình hỏi lên cửu thiên huyền nữ không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc ngưng trọng nói chúng ta cũng cân nhắc đến vấn đề này rất có thể, hành động bí mật của chúng ta sớm đã bị Thiên Đường Giới biết được. Nhưng là không có cách nào, tiến đánh Tu Di Đạo Tràng, bắt buộc phải làm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nếu Cửu Thiên Huyền Nữ cân nhắc đến điểm này, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều chuẩn bị một chút ứng đối thủ đoạn. Kỳ thật, tiến đánh Tu Di Đạo Tràng thời gian, căn bản không phải ngày mai bình minh. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Trương Nhược Trần nói, đó là cái gì thời điểm? Ngay tại một lúc lâu sau, biết việc này tu sĩ, tuyệt không vượt qua năm cái coi như thiên đường giới sớm biết được chúng ta muốn tiến đánh tu di đạo tràng, về thời gian biến hóa cũng đủ làm cho chúng ta giành lại một chút ưu thế. Mà lại, bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta có thể mời được ngươi xuất thủ tương trợ. Sau nguyên kế hoạch trước thời hạn 4 canh giờ, đây cũng là côn lôn giới một chiêu xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Trương Nhược Trần cười nói, ta cũng coi là các ngươi một lá bài tại sao. Chỉ cần mở ra chúng sinh bình đẳng, cùng cảnh giới ai là người đối thủ. Trong mắt của ta, người không phải át chủ bài, là một tấm khắc địch chế thắng thiên bài. Cửu thiên huyền nữ đôi mắt đẹp hàm yên, dùng đến cực kỳ ánh mắt tán thưởng, cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Ta đi ra ngoài trước một chuyến, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng ngoài cửa lớn đi đến. Đi ra đại điện, Trương Nhược Trần nhìn qua càng ngày càng mở tối thiên địa, trầm mặc hồi lâu, mới là khắc lục ra một viên lại một viên truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Vì để phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần cho Trấn Nguyên, từ hàng tiên tử, A Nhạc, Hàn Tư đều truyền tin tức. Trấn Nguyên cùng từ hàng tiên tử, có lẽ sẽ không xuất thủ cùng côn lôn giới cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là, đêm nay trận chiến này nếu là xuất hiện trọng đại biến cố, bọn hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là bọn họ điều động đạo gia cùng Phật môn lực lượng, kiềm chế lại thiên đường giới một số cao thủ, cũng là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần trở về trong đại điện, tất cả mọi người đã đem Đại Long Thần Tủy Đan cùng Thần Tắc Đan nuốt, ngay tại luyện hóa cùng hấp thu. Giống một vị thánh cảnh tu vi triều đình tân tú, luyện hóa Đại Long Thần Tủy Đan, tu vi liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh phong, trên da hiện ra một tầng trạng thái khí vảy rồng màu vàng. Ha ha, đột phá, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Một vị lại một vị thánh cảnh tu sĩ, đem đại long thần tủy đan luyện hóa, trong đó có một ít, càng là trực tiếp đột phá đến thánh vương cảnh giới, toàn thân phóng xuất ra cường hoành thánh uy. Mỗi cái tu sĩ mặt ngoài thân thể đều có một tầng vảy rồng màu vàng, tựa như một bộ bao khỏa toàn thân áo giáp. Thánh vương cảnh giới tu sĩ, luyện hóa thần tắc đan về sau, trong khí hải thánh đạo quy tắc số lượng cấp tốc tăng trưởng, tu vi đều có trọng đại đột phá, đều là mặt mày hớn hở, tương đương hưng phấn. Sĩ khí đại trấn, đám người càng có lòng tin, nhất cử tấn công xong tu di đạo tràng. Lạc Hư đem thần tắc đan luyện hóa một bộ phận, tu vi chính là đột phá đến 6 bước thánh vương cảnh giới, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói: "Nữ hoàng tương đương coi trọng tu di đạo tràng trận chiến này, nếu là đêm nay, mọi người đem đạo tràng tấn công xong đến, còn có càng lớn ban thưởng." Vạn Triều Ước cũng đứng dậy, nói tu di đạo tràng là thánh tăng mở ra đến, hẳn là chúng ta côn lôn giới tu sĩ tu luyện bảo địa, lại bị thiên đường giới xâm chiếm 10 vạn năm. Đêm nay, chúng ta liền huyết tẩy tu di đạo tràng, đòi lại thuộc về chúng ta hết thảy. Đêm nay, tiến đánh tu di đạo tràng thời gian, không phải ngày mai bình minh sao. Rất nhiều tu sĩ đều nghi hoặc không hiểu, không sai, chính là đêm nay, xác thực nói, hẳn là hiện tại. Man thú các tộc lãnh tụ, lệ tiêm, đứng dậy, thon dài uyển chuyển dáng người lộ ra đặc biệt suy mỹ, khi khai anh hùng hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú về phía cửu thiên huyền nữ nói tu di đạo tràng cách chúng ta hết thảy có hơn một triệu dặm huyền nữ nói tới nhanh chóng đến tu di đạo tràng biện pháp đến cùng là cái gì không gian truyền tống trận cửu thiên huyền nữ nói lập tức mấy trăm hai mắt ánh sáng đều hướng trương nhược trần nhìn chằm chằm đi qua trương nhược trần đầu tiên là có chút ngoài ý muốn bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra bên cạnh hắn vang lên một đạo hư lạnh chỉ côn lôn mi tâm không gian thần võ ân ký nổi lên xoay chậm chậm, nói cũng không phải là chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể bố trí không gian truyền tống trận, ta cũng có thể. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, không phá tu di đạo tràng, liền chiến tử tại tu di đạo tràng. Mấy trăm vị thánh giả cùng thánh vương, khí thế như hồng, bay ra đại điện, hướng không gian truyền tống trận vị trí mà đi. Ta đi đem ta vị bằng hiếu kia mang tới, chờ một lúc cùng các ngươi hội hợp. Trương Nhược Trần nói với cửu thiên huyền nữ một câu, chính là sông ra thiên la đạo tràng, giống như một đạo lưu quang, biến mất tại trong núi tuyết liên nguyên. Trương Nhược Trần cứ như vậy chạy, hắn không phải rất ngông cuồng, làm sao lại lâm trận đào thoát. Chu Tước Tiên Tử giọng mỉa mai cười một tiếng, có lẽ là các ngươi lúc trước một mực xa lánh hắn, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được, trong cơn tức giận, liền rời đi. Rời đi liền rời đi đi, dù sao mở ra chúng sinh bình đẳng, tất cả mọi người là một dạng tu vi cảnh giới, ai cũng không so với ai khác lợi hại bao nhiêu. Thiếu hắn một cái, không có ảnh hưởng gì, thôn thiên ma long nói chỉ có cửu thiên huyền nữ biết trương nhược trần cũng không phải là lâm trận bỏ chạy mà là thật mang theo một vị tương đương lợi hại bằng hữu đến đây chỉ bất quá vị bằng hữu kia thân phận đặc thù không thích hợp xuất hiện tại côn lôn giới trước mặt mọi người trương nhược trần mới đưa hắn lưu tại thiên la đạo tràng bên ngoài trương nhược trần vị bằng hữu kia chính là tà thành tử côn lôn giới tu sĩ đối với trương nhược trần đều có thành kiến rất lớn nếu là gặp được tà thành tử chỉ sợ trực tiếp liền sẽ nháo lật trời cho nên trương nhược trần mới không có dẫn hắn đi tham gia côn lôn giới tu sĩ đại hội. Cùng ta thành tử hội hợp, Trương Nhược Trần đứng giữa không chung, nói ra, theo ta đi, đêm nay chỉ sợ là có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Ân, bỗng dưng, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, quát lớn một tiếng, đi ra. Khoảng cách ta thành tử chỗ không xa, không khí khẽ chấn động một chút, tiểu hắc mặt tròn lớn kia ló ra, đối với Trương Nhược Trần cười hắc hắc, tính cảnh giác càng ngày càng cao, bản hoàng bố trí ẩn nạc trận pháp, đều đã không thể gạt được ngươi ngay sau đó chân diệu tiểu đạo nhân cũng từ trong ẩn nạc trận pháp đi ra cương nghiêm mặt cười nói trương nhược trần chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể xuất hiện ở chỗ này là nàng đều là nàng nàng lấy thủ đoạn tàn nhẫn đối phó bần đạo đồ thiên sát địa chi hoàng mới có thể mang nàng tới tìm ngươi bản hoàng có bản lãnh lớn như vậy sao rõ ràng là ngươi mang con đường cùng bản hoàng không hề có một chút quan hệ rõ ràng chính là ngươi muốn theo đi lên cùng bần đạo mới là không hề có một chút quan hệ Tiểu Hắc cùng chân rượu tiểu đạo nhân lập tức bấm, tại trong đống tuyết đánh thành một đoàn. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chăm ở trên thân Thiên Tinh Thiên Nữ, nhíu mày, nói: "Ngươi tìm ta làm gì?" "Không làm gì, bản thiên nữ chính là hiếu kỳ, ngươi lén lén lút lút đi địa phương nào?" Thiên Tinh Thiên Nữ một đôi tinh mâu, nhẹ nhàng chuyển động, cười nói: "Hiện tại cuối cùng là biết, xem ra đêm nay ngươi thật là có hành động lớn, nếu không mang lên bản thiên nữ cùng đi chơi đùa." Tiểu Hắc cùng chân rượu tiểu đạo nhân cũng đều ngừng lại đồng nói chúng ta cũng muốn đi chơi đùa. Chơi đùa, đêm nay trận chiến này, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn chết, các người tốt nhất vẫn là đừng đi. Thời gian tương đương gấp gáp, Trương Nhược Trần lại đến cùng bọn hắn giải thích, đang muốn mang theo tà thành tử chạy về thiên la đạo tràng. ầm ầm đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chuyển tới. Trương Nhược Trần đột nhiên xoay người, hướng bên ngoài mấy trăm dặm đỉnh tuyết sơn thiên la đạo tràng nhìn lại. Chỉ gặp, một thanh dài đến gần ngàn trượng huyết đao, bạo phát ra lục diệu viên mãn lực lượng, lơ lửng tại thiên la đạo tràng trên không. Thiên La đạo tràng trận pháp bị vừa rồi một đao kia bổ ra, gần vạn mét cao núi tuyết bị chém rụng một góc. Cường hoành đao khí từ mấy trăm truyền ra ngoài đi qua, phát ra vù vù thanh âm, tại Trương Nhược Trần phía dưới trên mặt đất, lưu lại lít nha lít nhít vết đao. Bởi vậy có thể thấy được, một đao này là bực nào khủng bố. Ầm ầm, trong núi tuyết bộc phát tuyết lở, nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, giống như một đạo vạch phá bầu trời lưu tinh cấp tốc bay về phía thiên la đạo tràng. Có trò hay để nhìn, đi, theo sau, tiểu hắc một chút cũng không có ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, ngược lại tương đương hưng phấn, triển khai hai cánh, theo sát sau lưng trương nhược trần. chương 1739, Nguyễn Thuật Thánh Sư Truyền tống trận mở ra về sau, tuyệt đại đa số côn lôn giới tu sĩ đều rời đi thiên la đạo tràng, chỉ có chút ít mấy người lưu thủ. Trong đó có đông vực khắc thị nhất phẩm đường tân nhiệm đường chủ, Diệp Hồng Lệ, cũng là đã từng hắc thị thiếu chủ đế nhất bên người bảy đại tinh sứ một trong hồng dục tinh sứ. Đế nhất bỏ mình, mộ dung nguyệt ẩn thế, còn lại tinh sứ cũng bị trương nhược trần giết đến sạch sẽ, đông vực hắc thị tân sinh một đời, ngoại trừ diệp hồng lệ, lại không anh tài. Đã tới nửa bước thánh vương cảnh giới, diệp hồng lệ tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương trở thành đông vực hắc thị thứ nhất người cầm quyền. Lúc trước, ăn vào đại long thần tủy đan, diệp hồng lệ đã đột phá đến thánh vương cảnh giới. Hắc thị tà đạo thánh giả, có chút không vui, nói, dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi tu di đạo tràng giết địch lập công, chúng ta chỉ có thể lưu thủ thiên la đạo tràng. Diệp Hồng Lệ vốn là một vị mê chết người không đền mạng yêu nữ, bây giờ tu vi đại thành, vô luận là khí chất hay là mỹ thuật đều viễn siêu lúc trước. Nàng chỉ là hướng vị kia tà đạo thánh giả nhìn chằm chằm một chút, người kia lập tức liền tim đập loạt, mặt đỏ tới mang tai, phảng phất hồn muốn ly thể. Ha ha, đi tiến đánh tu di đạo tràng, chưa hẳn chính là giết địch lập công. Trận chiến này, Tràn ngập rất nhiều nhân tố không xác định, nói không chắc bọn hắn sẽ chết thảm trọng. Lưu tại Thiên La đạo tràng, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Diệp Hồng lệ trên mặt tràn ngập vô tận phong tình. Diệp Đường chủ lời nói, rất đúng, vị kia tà đạo thánh giả cúi đầu xuống, không dám tiếp tục xem nàng. Hắn biết, vị này Diệp Đường chủ tuyệt không chỉ là dáng dấp đẹp, sẽ sử dụng mỹ thuật mê tâm trí người ta đơn giản như vậy. Thực lực của nàng cường đại, cổ tay cường ngạnh, đấu sụp đổ rất nhiều nhân vật lợi hại mới thu hoạch được bây giờ thân phận và địa vị tuyệt đối là một cái tà đạo nữ bá chủ không thể trêu vào chúng ta cũng không thể phớt lờ nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác diệp hồng lệ cũng không nói lên được đến cùng là chuyện gì xảy ra vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung luôn cảm thấy gặp nguy hiểm tới gần có lẽ là bởi vì quanh năm tại hắc thị cùng một đám quỷ kế đa đoan tà đạo cự phách đấu pháp khiến cho nàng tính cảnh giác viễn siêu tu sĩ tầm thường mặt khác mấy vị lưu thủ đạo tràng thánh giả nhưng không có một tia cảnh giác tùy tiện lên tiếng, đang chuẩn bị lui xuống đi. Hoa, chân trời, hiện ra một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm, đem liên miên núi tuyết chiếu dọi thành màu đỏ. Cẩn thận, lập tức khởi động thủ hộ đại trận, Diệp Hồng Lệ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực cùng thánh khí, ngưng tụ thành một đạo quang trụ, đánh vào tiến lòng đất. Ầm ầm, lập tức, toàn bộ Thiên La đạo tràng hiện ra lít nhà lít nhít trận pháp quang văn. Trong đầy trời huyết mang, bay ra một thanh dài đến ngàn trượng đao, bộc phát ra lục diệu viên mãn lực lượng, vung chém xuống. Không có hoàn toàn khởi động thủ hộ đại trận, bành một tiếng vỡ vụn, trong thiên la đạo tràng trận pháp minh văn, từng tấc từng tấc tách ra. Ngoại trừ Diệp Hồng Lệ, mặt khác mấy vị thánh giả, toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu, có chết đi, có trọng thương. Vừa rồi một đao kia quá kinh khủng, may mắn được thủ hộ trận pháp ngăn cản một chút, nếu không trong đạo tràng đem không ai được sống xuống tới. Diệp Hồng Lệ cánh tay phải đang chảy máu, ngẩng đầu nhìn treo giữa không trung to lớn lưỡi đao, như là một vòng huyết nguyệt, phát ra kinh khí, ép tới nàng có chút khó mà thở dốc. Thu, Thụy Á Giới lãnh tụ vong hư, bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức thanh ngàn trượng huyết đao này cấp tốc thu nhỏ, bay đến trong tay của hắn. Đi thôi, trong thiên la đạo tràng sinh linh, một tên cũng không để lại. Lấy vong hư cầm đầu, Thụy Á Giới mười mấy vị tu sĩ si áo đen, nhanh chân đi vào tiến rách dưới đạo tràng, tựa như một đám tử thần giá lâm. Các ngươi, các ngươi là ai? Một vị côn lôn giới thánh giả, nằm trong vũng máu, giấy ruộ lấy muốn đứng lên. Phốc phốc, đứng sau lưng vong hư một vị tu sĩ áo đen, một thương đâm vào mi tâm của hắn. Cổ tay uốn éo, xương đầu phát ra cờ rắc, một tiếng, vị kia côn lôn giới thánh giả đầu lâu trở nên chia năm xẻ bảy, tựa như ném vụn dưa hấu. Hồng Dục tinh sứ nhìn chằm chằm từng bước một đến gần thủy á giới tu sĩ, chỉ cảm thấy, bọn hắn mỗi một cái khí tức đều khá cường đại, trong đó có bốn năm người tu vi cảnh giới vượt xa nàng. Vong hư vuốt vuốt hư nguyệt đao, lạnh buốt cười nói, côn lôn giới liền để như thế mấy con am à yêu a à cầu lưu thủ thiên la đạo tràng, thật là khiến người ta thất vọng. Ấy, lại có một vị xinh đẹp như vậy nữ thánh vương. Thụy á giới tu sĩ ánh mắt, toàn bộ đều khóa chặt đến côn lôn giới duy nhất còn sống tu sĩ Diệp Hồng Lệ trên thân. Diệp Hồng Lệ trong lòng biết, nàng cũng không phải những tu sĩ áo đen này đối thủ, thế là, chắp tay trước ngực, hướng trong đạo tràng tâm cúi đầu, côn lôn giới cổ thần, xin ngươi lấy lưu lại tại trong đạo tràng thần lực, mở ra chúng sinh bình đẳng đạo tràng trung tâm, một mảnh trói loại thần quang, phát ra. Vô hình sức mạnh chèn ép, rơi vào vong hư đám người trên thân, đem bọn hắn tu vi, toàn bộ đều áp chế đến cùng Diệp Hồng Lệ giống nhau trình độ. Một bước thánh vương cảnh giới, vong hư cũng không có ngăn cản Diệp Hồng Lệ, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng ý cười, nói tu vi của ngươi cũng còn không sai, dung mạo cũng là cực kỳ mỹ lệ, giết quá đáng tiếc. Gia nhập thủy á giới, quy thuận tại ta, không chỉ có thể bảo trụ một cái mạng, sau này còn có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt, Diệp Hồng Lệ nói: "Đáng tiếc a, à, ta không muốn làm người khác nô bộc. Nhìn ngươi cũng không giống là một cái ngu xuẩn nữ tử, chẳng lẽ không biết, ta có thể bắt ngươi, phá hủy ngươi tinh thần ý chí, cuối cùng ngươi hay là đến thần phục với ta?" "Chỉ bất quá, bị phá hủy tinh thần ý chí nữ tử, cùng hành thi tẩu nhục không có khác nhau, ta không có chút nào ưa thích." Vong Hư nói, Diệp Hồng Lệ một bên suy nghĩ biện pháp thoát thân, một bên nói ra: "Các ngươi xâm nhập côn lôn giới đạo tràng, còn tại trong đạo tràng giết người, liền không sợ lọt vào chân lý thần điện trách phạt sao?" chỉ cần ngươi quy thuận ta, không đem chứng kiến hết thảy nói ra, ai còn biết là chúng ta giết người. Phong hư cười nói, đột nhiên, Diệp Hồng Lệ thi triển ra tật tốc thân pháp, hướng không gian truyền tống trận phương hướng bay vút qua. Chỉ có sử dụng không gian truyền tống trận, nàng mới có thể chạy thoát. Phong hư không có đuổi theo, duỗi ra một tay, nhẹ nhàng quơ quơ, nói, đưa nàng bắt trở về, ta muốn sống. Phong hư công tử yên tâm, chỉ là một cái một bước thánh vương, cầm nàng dễ như trở bàn tay. Phong hư sau lưng, bay lượn ra hai đạo bóng đen. Hai đạo bóng đen tu vi đều viễn siêu hồng dục tinh sứ, cho dù bị áp chế đến một bước thánh vương cảnh giới, bạo phát đi ra tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Có chút ý tứ, tốc độ của nàng, vậy mà so khúc thị huynh đệ nhanh hơn một chút xíu. Phong hư ngón tay một dẫn, hư nguyệt đao xoay tròn lấy bay ra ngoài. Xoẹt xoẹt, có lưu quang quy tắc gia trì, hư nguyệt đao trong nháy mắt liền đuổi kịp diệp hồng lệ, vây quanh thân thể mềm mại của nàng xoay tròn một vòng, vô số đao khí đưa nàng bao khỏa cho đến Diệp Hồng lệ phá vỡ đao khí, Khúc thị huynh đệ đã gọi được trước người của nàng. Khúc Phong nhe răng cười một tiếng, nói: "Ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta, từ bỏ đi. Chúng ta cũng không muốn xuất thủ, miễn cho chờ một lúc làm bị thương ngươi, lọt vào vong hư đại nhân trách cứ." Khúc Sơn lạnh như băng nói, "Diệp Hồng lệ phần cổ tuyết trắng kia, có một vòng nhàn nhạt, nhạt huyết tuyến. Đó là vừa rồi vong hư đánh ra hư nguyệt đao, lưu lại vết đao. Vong hư không có giết nàng, chỉ là đang chấn nhiếp nàng." là tại nói cho diệp hồng lệ cho dù tại cùng cảnh giới hắn cũng có đầy đủ thực lực một đao chém xuống đầu lâu của nàng trong thiên hạ tại sao có thể có đáng sợ như vậy nhân vật diệp hồng lệ tâm chìm đến đáy cốc tay chân lạnh buốt hướng từng bước một đi tới vong hư nhìn chằm chằm một chút ý thức được có người này ở đây hôm nay sợ rằng là rất khó chạy thoát diệp hồng lệ giã tâm rất lớn không nguyện ý thần phục bất luận sinh linh gì đúng là như thế lúc trước nàng mới có thể liên hợp trương nhược trần cùng một chỗ giết chết đế nhất trở thành bên thắng lớn nhất Khúc thị huynh đệ nghe tại cười lạnh, cảm thấy Diệp Hồng Lệ tựa như là bị đàn sói vây quanh dây con, khẳng định sẽ thần phục với bọn hắn. Đúng lúc này, Diệp Hồng Lệ một đôi đồng tử, biến thành màu đỏ như máu, nhẹ giọng suy nghĩ, khủng cụ huyễn cảnh. Lấy nàng làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng xuất hiện từng cây màu đỏ dây nhỏ, xen lẫn thành một tòa huyễn thuật thế giới. Chỉ có tinh thần lực Thánh Vương Thiên Nhãn mới có thể nhìn thấy những dây nhỏ màu đỏ kia. Khúc thị huynh đệ phảng phất là nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ, nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại lộ ra thần sắc sợ hãi, quỳ một gối xuống tại Diệp Hồng Lệ trước người, thấp thỏm lo âu mà nói, bái kiến lão tổ. Lão tổ ngươi làm sao lại đi vào chân lý thiên vực? Nhìn thấy khúc thị huynh đệ đột nhiên quỳ xuống, thụy á giới tu sĩ, toàn bộ đều là giật mình. Vong hư đã tiến vào huyến cảnh, nhưng lại không bị ảnh hưởng, ngược lại lộ ra một đạo vui mừng, lại là một cái huyễn thuật thánh sư, thật đúng là nhặt được bảo. Huyễn thuật, rất khó tu luyện, một vị huyễn thuật thánh sư, tuyệt đối là tương đương hiếm thấy, một số thời khắc, có thể phát huy ra đại dụng. Diệp Hồng Lệ mặc dù chỉ là một bước thánh vương cảnh giới, thế nhưng là có huyễn thuật thánh sư cái thân phận này ra chỉ, bốn bước thánh vương, năm bước thánh vương đối đầu nàng đều được chú ý cẩn thận mới được. Vong hư bộc phát ra lưu quang cấp tốc, hướng Diệp Hồng Lệ vào tới, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đưa nàng chế trụ. Diệp Hồng Lệ phát hiện Vong hư không nhận khủng cụ huyễn cảnh ảnh hưởng, trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy ra một khối phong cách cổ xưa tinh thạch, nâng ở hai tay, đọc lên một câu, huyễn ảnh thập trọng thiên, đệ tứ trọng, xá nữ thiên huyễn. Khối tinh thạch phong cách cổ xưa kia không thể coi thường, tại côn lôn giới có to lớn lai lịch, truyền thuyết là trung cổ thời kỳ huyễn thần lưu lại trí bảo. Bỗng dưng, phong hư trước mắt, xuất hiện một nghìn đạo diệp hồng lệ thân ảnh, tại huyền truyền nhảy múa, lộng lẫy, căn bản là không có cách phân biệt ai mới là nàng chân thân. Phong hư cũng không có bối rối, chấn định tự nhiên, điều động trong khí hải món bảo vật kia thần thánh lực lượng, ngưng tụ hướng hai mắt. Khi hắn xem thấu ảo cảnh thời điểm, chỉ gặp Diệp Hồng Lệ đâm ra một kiếm đã đến nguy tâm của hắn. Bành Phong hư Song đồng phóng xuất ra hai đạo lôi điện oanh thích ở trên người Diệp Hồng Lệ đưa nàng đánh cho hướng về sau ném đi ra ngoài nặng nề rơi xuống trên mặt đất trong môi đỏ không ngừng chảy xuống thánh huyết lộ ra đặc biệt kiều diễm cùng thêm mỹ. Làm sao có thể người lại có thể xem thấu ta xá nữ thiên huyễn Diệp Hồng Lệ chưa bao giờ thấy qua địch nhân đáng sợ như vậy tại cùng cảnh giới cho dù là triều đình bồi dưỡng mấy vị giới tử nàng đều không sợ chút nào nhưng là, nam tử trước mắt này thực sự quá kinh khủng, đơn giản không cách nào chiến thắng, lòng tự tin của nàng đều nhận trầm trọng đả kích, lâm vào tuyệt vọng. vong hư cũng rất giật mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói, côn lôn giới thật đúng là chết cũng không hàng, tàng long ngỏa hổ, tùy tiện toát ra một người tu sĩ, đều kém chút làm bị thương ta. Hắn lấy ra một cây phượt thánh tỏa, nện bước bước chân, hướng diệp hồng lệ đi tới. Xoạt, đúng lúc này, thiên la đạo tràng trên không, vang lên trói tai âm thanh xé gió. Một đạo lưu tinh trùng sáng, từ chân trời bay tới, ầm vang một tiếng, rơi xuống vong hư cùng Diệp Hồng Lệ cách đó không xa, và chạm ra một cái hố cực lớn. Đại lượng bụi đất, từ trong hầm tràn ngập ra, lập tức trương Nhược trần thân ảnh xuất sắc kia, đi ra hố to, nhìn chăm chú về phía vong hư cùng Diệp Hồng Lệ hai người, thoáng có chút ngoài ý muốn, có chút y tứ A, rõ ràng đều là người quen biết cũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 1740, Cường Hoành Trương Nhược Trần, Diệp Hồng Lệ như là nhìn thấy cứu tinh, ngụy tiếu khuôn mặt, lộ ra thần sắc mừng rỡ, hóa thành một đạo hồng ảnh, bay lượn đến Trương Nhược Trần sau lưng. Nếu như đến đây chính là người khác, cho dù là vạn triệu ức cùng tuyết vô dạ, đoán chừng đều không cải biến được thế cục. Thế nhưng là Trương Nhược Trần, lại nói không nhất định thật có thể cùng nam tử cầm đao kinh khủng kia phân cao thấp, chỉ ít mang nàng đào tẩu, hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm. Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực đủ loại truyền kỳ, nàng đều có nghe thấy. Những tu sĩ này từng cái đều rất cường đại, đặc biệt là cầm đầu nam tử kia, tại cùng cảnh giới, đơn giản chính là không người năng lực. Chúng ta nhất định phải tiến đến không gian truyền tống trận mới có cơ hội đào tẩu. Diệp Hồng Lệ hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng không có trốn, trong mắt lộ ra nhuệ khí, cùng nam tử cầm đao kia, đúng là có chút cây kim so với cọng dâu hương vị. Diệp Hồng Lệ âm thầm gấp, lại nói Thiên La đạo tràng đã hủy, đây là không cải biến được sự thật, đối phương người đông thế mạnh, thực lực mạnh mẽ, không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Thế nhưng là tiếp đó, Diệp Hồng Lệ lại giật mình phát hiện, vị nam tử cầm đao thực lực mạnh mẽ không hiểu cùng mười mấy vị tu sĩ si áo đen kia, vậy mà đều là như lâm đại địch bộ dáng, tụ tập ở cùng nhau. Vong hư trong tay hư nguyệt đao, phóng xuất ra đại lượng đao khí, hình thành một tòa đao vực, đem thân thể chăm chú bao vây lại. Những tu sĩ si áo đen khác kia, có lấy ra thánh khí, có cầm trong tay thánh trưởng, có nắm vuốt phù lục. Bọn hắn tại e ngại cái gì? E ngại Trương Nhược Trần, có đao vực ngưng tụ thành tầng phòng ngự, vòng hư hơi chấn định mấy phần, nói Trương Nhược Trần, ngươi không phải đã bị côn lôn giới vị thần kia khu trục làm sao còn sẽ xuất hiện tại côn lôn giới đạo tràng trương nhược trần nói các ngươi lại là tại sao lại xuất hiện tại côn lôn giới đạo tràng chẳng lẽ không biết tại đại thế giới khác đạo tràng giết người dựa theo chân lý thần điện quy củ nhất định phải đền mạng ngươi dựa vào cái gì nói những người này đều là chúng ta giết phong hư nói trương nhược trần chỉ hướng diệp hồng lệ nói ở trước mặt ngươi liền có một vị người làm chứng thu thập chiến đấu vết tích làm chứng cứ càng không phải là một việc khó hủy hoại đại thế giới khác đạo tràng đã là trọng tội huống chi các ngươi còn xâm nhập tiến đến giết người diệp hồng lệ lấy ra một bức quyển trục đem hắn triển khai lập tức một bức kính tượng hình ảnh hình chiếu đến trên quyển trục phá toái thiên la đạo tràng lấy vong hư cầm đầu mười mấy vị thụy á giới cường giả đứng ở đối diện với của nàng trên mặt đất còn có mấy cỗ đẫm máu thánh thi bằng vào tấm kính tượng quyển trục này đã đủ để định tội của các ngươi dừng một chút diệp hồng lệ lại nói bất quá chúng ta cũng là có thể đàm phán chỉ cần các ngươi lập tức rời khỏi thiên la đạo tràng tấm quyền trục này cũng không phải không thể giao cho các ngươi nói cho cùng diệp hồng lệ vẫn là tương đối kiêng kỵ đám tu sĩ si áo đen kia lo lắng hôm nay trốn không thoát ghi chép lại kính tượng hình ảnh hoàn toàn chính là vì bảo mệnh vong hư chỉ coi diệp hồng lệ nói chính là một chuyện cười cười lạnh không nói trương nhược trần làm sao lại thả bọn họ đi thụy á giới tu sĩ trên thân phát ra thánh uy càng ngày càng cường đại đều đang ngưng tụ lực lượng trong màn đêm một cái miêu đầu ưng thánh thú bay tới nó hai cái móng vuốt nắm lấy một cái thân hình quái dị sinh linh bành móng vuốt buông lỏng sinh linh kia bị miêu đầu ưng thánh thú ném trên mặt đất phong hư hai mắt đột nhiên co rụt lại nói dư đồ gọi là dư đồ quái dị sinh linh hấp hối nằm dạp trên mặt đất nói công tử kia con cú mèo kia tương đương lời còn chưa nói hết sinh linh quái dị kia liền khí tuyệt bỏ mình thân thể biến thành trạng thái khí trên mặt đất chỉ để lại một đống thổ nhưỡng màu đen miêu đầu ưng thánh thú hai cánh vừa thu lại từ giữa không trung rơi xuống xuất hiện đến trương nhược trần bên cạnh ngạo nghễ nói chỉ là một cái địa tinh há có thể giấu giếm được bản hoàng hai mắt đến cùng chuyện gì xảy ra trương nhược trần hỏi tiểu hắc nói ra sinh linh kia chính là tương đương hiếm thấy địa tinh cái gọi là địa tinh chính là lòng đất một chút đặc thù bùn đất hoặc là khoáng thạch đã đản sinh ra linh trí tu luyện thành tinh địa tinh kia tu vi tương đương lợi hại đã đạt tới thánh vương cảnh giới nó có thể lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua tại núi non sông ngòi ở giữa có thể không nhìn lòng đất trận pháp minh văn. Mà lại, nó phát ra khí tức tương đương yếu ớt, trừ phi là cường độ tinh thần lực tiếp cận đại thánh tồn tại, mới có thể đưa nó phát hiện. Gặp phải bản hoàng, coi như nó không may, bản hoàng đôi mắt này là đại thánh chi nhãn, cho dù nó giấu ở mấy ngàn thước sâu trong lòng đất, cũng không chỗ che thân. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói côn lôn giới tu sĩ vừa mới thông qua truyền tống trận rời đi, thiên la đạo tràng liền lọt vào công kích, xem ra chính là địa tinh này giấu giếm tại trong đạo tràng, đem tin tức truyền cho vong hư. Không tốt, côn lôn giới tu sĩ, chỉ sợ là thật muốn bước vào thiên đường giới sớm bố trí bẫy dập. Ha ha, đêm nay côn lôn giới tu sĩ, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Vong hư hai tay cầm chuôi đao, trên lưỡi đao, hiện ra bốn tầng thánh lực sóng ánh sáng, hướng trương nhược trần vung chém đi qua. Đao khí không chỉ có dị thường hung mãnh mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Hồng Lệ bị áp bách đến không ngừng hướng về sau lùi lại, cho tới giờ khác này mới ý thức tới, nam tử kia lúc trước một mực không có dùng ra toàn lực, đây mới là hắn lực lượng chân chính. Đây là một bước thánh vương lực lượng sao, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, trên cánh tay phải hỏa thần hộ tí cùng hỏa thần quyền sáo, tản mát ra từng hạt hỏa hoa. Âm ầm một quyền đánh ra, xa xa nhìn lại, giống như một viên hỏa diễm tinh thần, tại Trương Nhược Trần trước người ngưng tụ ra. Phong hư toàn lực ứng phó bổ ra một đao, đúng là bị phá đến sạch sẽ, Ngược lại hắn còn tại cấp tốc hướng về sau lùi lại, tránh né đập vào mặt sóng lửa. Trương Nhược Trần làm sao đã cường đại đến trình độ như vậy? Vong hư hét lớn một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, đồng loạt ra tay. Thụy Á giới mười mấy vị tu sĩ áo đen, nhao nhao phát động công kích, có đánh ra thánh khí, có thi triển ra thánh thuật cùng thánh pháp, còn có một số trực tiếp ném ra phù chú. Uy thế cấp độ kia, đơn giản tựa như là thiên phạt đồng dạng. Toàn bộ Thiên La đạo tràng trên không, đều bị thánh thuật cùng thánh pháp phát ra quang mang bao trùm trương nhược trần không có tránh lui khe khẽ lắc đầu sử dụng ra không gian na di đảo ngược bọn hắn công sát đi qua trương nhược trần diệp hồng lệ kêu một tiếng chuẩn bị vận dụng huyễn thuật giúp hắn một tay dù sao trương nhược trần chiến tử nàng cũng trốn không thoát tiểu hắc ngân cản nàng cười cười không cần lo lắng cho hắn chỉ là một đám tiểu nhân vật mà thôi trương nhược trần một người đủ để ứng đối tiểu nhân vật diệp hồng lệ cảm thấy tiểu hắc quá khinh thường vẻn vẹn chỉ là nam tử cầm đao kia liền tuyệt đối không thể nào là tiểu nhân vật toàn bộ côn lôn giới đều rất khó tìm ra một nhân vật có thể tại cùng cảnh giới cùng hắn địch nổi. Thế nhưng là tiếp đó, Diệp Hồng Lệ nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần như là một tôn sát thần, xông đến mười mấy vị tu sĩ si áo đen phụ cận, một quyền đánh ra, trói mắt hỏa diếm quyền kình bạo phát đi ra, đem bọn hắn toàn bộ đều oanh kích đến bay ra ngoài. Trong đó không có đạt tới thánh vương cảnh giới tu sĩ, thánh khu bị quyền kình đánh cho giống như bùn cắt đồng dạng vỡ nát, hóa thành từng hạt hỏa tinh đạt tới thánh vương cảnh giới tu sĩ cũng không chịu nổi, cho dù sử dụng ra thủ đoạn phòng ngự, cũng bị đánh cho miệng phun máu tươi, tựa như 78 cỗ người rơm một dạng, ngổn ngang lộn xộn rơi xuống trên mặt đất. Chỉ có như vậy hai, ba người còn có thể đứng dậy. Đây là bởi vì bọn hắn tự thân tu vi cường đại, chỉ ít đều đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới, cho nên khiêng xuống tới. Trương Nhược Trần biết thời gian cấp bách, cho nên ra tay tương đương quả quyết, vận dụng ra không gian Nazi, xuất hiện đến một vị năm bước thánh vương trước người, một trưởng hướng hắn đánh ra vị năm bước thánh vương kia trong con mắt hỏa diễm trưởng ấn càng ngày càng to lớn bành trưởng ấn rơi xuống vị năm bước thánh vương kia còn đến không kịp lui trốn liền bị đập thành một đống thịt nát trương nhược trần công hướng một vị khác sáu bước thánh vương người kia trong lòng biết mình cùng trương nhược trần có tranh lệch thật lớn tại thời khắc nguy cơ đúng là xưa nay chưa thấy nói ra một câu trương nhược trần nơi này là côn lôn giới đạo tràng ngươi không thể giết bản vương trương nhược trần một quyền đánh nát vạn văn thánh khí cấp bậc áo giáp đem hắn thân thể đánh cho xuyên thấu. Trên thân thể thương tích còn không thể chí mạng, nhưng là, Trương Nhược Trần một quyền này lại làm vỡ nát hắn thánh hồn. Khi vị sáu bước thánh vương này thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, còn sót lại một vị năm bước thánh vương đúng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân không bị khống chế run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía vong hư. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng vong hư có thể ngăn chặn Trương Nhược Trần nhất thời nửa khắc, hắn mới có cơ hội đào tẩu. Diệp Hồng Lệ đã sớm chấn kinh đến không ngậm miệng nổi ba, lúc trước tựa như tử thần đồng dạng một đám áo đen cường giả, tại Trương Nhược Trần trước mặt, đơn giản so tiểu hài tử còn muốn yếu ớt. Đi vào chân lý thiên vực, nàng liền nghe đến rất nhiều liên quan tới Trương Nhược Trần truyền thuyết, chỉ biết là Trương Nhược Trần tương đương lợi hại, căn bản nghĩ không ra hắn đúng là mạnh đến tình trạng như thế. Diệp Hồng Lệ ban sơ gặp được Trương Nhược Trần thời điểm, chỉ là đem hắn trở thành một cái thiên tư cũng không tệ lắm thiếu niên anh tài, thậm chí đều không cảm thấy hắn so với chính mình ưu tú. Bây giờ, Diệp Hồng Lệ đã được như nguyện trở thành quát tháo phong vân tà đạo bá chủ, mà năm đó thiếu niên anh tài kia lại đạt tới nàng cần ngưỡng vọng độ cao. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao, Tiểu Hắc cười cười, nói thấy được chưa, tại cùng cảnh giới, đủ tư cách làm trương nhược trần đối thủ tu sĩ ít càng thêm ít, cũng chỉ có vong hư thế giới lãnh tụ như vậy, có thể đón hắn ba chiêu hai thức. Trương nhược trần đền bù ở trên chân lý chi đạo nhược điểm, tại cùng cảnh giới, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Vong hư tâm tình cực kỳ đắng chát, có một loại cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Bất quá, hắn không có đào tẩu, biểu hiện được có chút chấn định, một tay nắm vuốt hư nguyệt đao, một tay lòng bàn tay cất giấu một tấm bùa chú, cất giọng nói, Trương Nhược Trần, trước kia chúng ta giao thủ hai lần, đều là ta thảm bại ở trong tay ngươi. Lần này, ta sẽ không lại bại, Trương Nhược Trần đi tới, nói, lấy thực lực của ngươi, có thể ngăn trở ta năm chiêu, liền đã rất không tệ. Muốn đánh bại ta, trừ phi ngươi trong tay nắm giữ át chủ bài khác. Phong hư điều động ra lưu quang quy tắc, ra chỉ tại hai chân. Hoa, thân hình của hắn, biến thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền vào tới Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, đem dấu ở trong tay phù lục đánh ra ngoài. Vong hư bóp ra một đạo chỉ ấn, hướng phía dưới một chỉ, lập tức bay ra ngoài trong phù lục xông ra một thanh ma đao, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế, vỡ ra không khí, chém về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Tấm đao hoàng phù này, tuôn ra tới lực lượng, đủ để một đao chém giết bảy bước thánh vương. Đừng nói người bây giờ tu vi bị áp chế tại một bước thánh vương cảnh giới, coi như người tại thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ sẽ là một con đường chết. Phong hư trong ánh mắt lạnh như băng kia, lộ ra một đạo ý cười, cảm thấy mình đã khóa chặt thắng cục. Lần trước tại âm dương biệt, Phong hư bị trương nhược trần bách bộ vô sinh phù trọng thương, một mực canh cánh trong lòng. Bởi vậy, hắn tiêu hết gần một nửa tích xúc, mua tấm đao hoàng phù này, chính là chuyên môn dùng để đối phó trương nhược trần. Trương 1741, thần tỏa tinh cầu cùng thần sơn màu tím. Tiểu hắc sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, tranh thủ thời gian triệt hồi chúng sinh bình đẳng. Diệp Hồng Lệ hoa dung thất sắc, chỗ nào nghĩ đến, nam tử cầm đao lại có một chiêu đáng sợ như vậy át chủ bài. Thanh ma đao này, phát ra khí tức, đơn giản như là một tôn ma thần xuất thế, có thể gạt bỏ thế gian hết thảy sinh linh. Cho dù đứng tại ngoài trăm trượng, nàng cũng có một loại muốn bị đao khí xé rách cảm giác. Bất quá, Diệp Hồng Lệ dù sao cũng là một vị tà đạo bá chủ, không có bị dọa sợ, giật mình tỉnh lại, lập tức hướng giữa đạo tràng phương hướng không người cúi đầu, cùng côn lôn giới cổ thần tàn hồn câu thông, triệt hồi chúng sinh bình đẳng tiểu hắc cản đến diệp hồng lệ trước người hai cánh triển khai toàn thân tản mát ra hỏa diễm nóng rực từng cây lông vũ như đồng hóa là đao kim loại kiếm dày đặc đao khí kích ở trên thân tiểu hắc phát ra kim loại va chạm thanh âm bành bành vang lên diệp hồng lệ nhìn chăm chú về phía xa xa trương nhược trần mắt thấy to lớn mà đao liền muốn rơi xuống đỉnh đầu của hắn hoa trương nhược trần trên thân tách ra quang hoa màu vàng một thanh kim tán xuất hiện ở trong tay của hắn một bên xoay tròn một bên trở nên to lớn giống như là cây nấm màu vàng trống đứng lên, cùng ma đao đụng vào nhau. Ngao, trong dù, truyền ra đinh tai nhức óc long ngâm, liên tiếp tám đầu màu vàng cự long, từ trong dù bay ra, thân thể dài đến mấy trăm trượng, dẫn động ra khuấy động cuồng phong, khiến cho trong thiên la đạo tràng hòn đá, cây cối, cung điện cũng bay. Âm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, ma đao cùng bát long rằng co một lát, đồng thời vỡ nát. Trên bát long tán, phong hư bị một cỗ năng lượng màu vàng ống chấn động đến phát quan cùng túi áo vỡ vụn, thân thể như là diều bị đứt dây một dạng bay ra ngoài. Bát Long tán cấp tốc co vào, trở nên bình thường dù lớn nhỏ, xuất hiện tại Trương Nhược Trần tay trái. Trương Nhược Trần dưới chân đại địa, chìm xuống phía dưới mấy trượng, giống như là hóa thành một cái hố thiên thạch, mà thân thể của hắn lại là thẳng tắp chiến lực, giống như một vị bung dù đi tại trong hồng trần áo trắng đế hoàng. Vừa rồi đối kích, bạo phát đi ra hủy diệt năng lượng, đem những thủy á giới tu sĩ trọng thương ngã xuống đất kia, toàn bộ đều đè chết. Bảy bước thánh vương cấp bậc lực lượng đối xứng, khoảng cách gần như thế, bọn hắn căn bản gánh không được. Duy chỉ có, vị năm bước thánh vương kia sống tiếp được, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chạy ra thiên la đạo tràng, bay vào tại trùng điệp núi tuyết ở giữa, cấp tốc hướng chân trời bỏ chạy. Trương Nhược Trần đem bát long tán vừa thu lại, thiền nội thánh khí cấp tốc vận chuyển, rót vào trong dù. Lập tức, trên dù hiện ra lít nhà lít nhít màu vàng minh văn, tám đầu kim long lần nữa bay ra ngoài, quay chung quanh dù trụ phi hành. Soạt, bát long tán hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài, rất nhanh liền đuổi kịp vị năm bước thánh vương kia, đâm rách hắn hộ thể thánh khí, thấu thể mà qua. Tua dù triển khai, xoay tròn một vòng, đem năm bước thánh vương bền bỉ thánh khu xoắn nát thành huyết nhục, đại lượng thánh huyết chiếu xuống trắng noãn đỉnh tuyết sơn, giống như là nở rộ phồn hoa. Bát Long tán không có nhiễm huyết dịch, giữa không trung vạch ra một đạo độ cong mỹ lệ, bay trở về đến Trương Nhược Trần trong tay. Vong hư có thần văn hộ thể, bởi vậy, lúc trước Bát Long tán cùng Đao Hoàng phù đụng nhau tiêu tán đi ra lực lượng, chỉ là để hắn chịu một chút vết thương nhẹ, cũng không chí mạng. Xem ra tử cự nói không sai, ngươi là một tôn đại địch. Trước kia, đánh giá thấp ngươi, vong hư đắng chắt cười cười, từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo tự đắc, không đem bất luận cái gì cùng tuổi tu sĩ để vào mắt, tại Trương Nhược Trần nơi này lại nhận trầm trọng đả kích. Trương Nhược Trần đứng đối diện với hắn, nói, ngươi đây là nhận thua sao? Nhận thua, không, liền xem như Ngọc Thạch câu phần, ta vong hư cũng tuyệt không nhận thua. Vong hư hai tay giơ lên, mi tâm một đạo huyền bí thần võ ấn ký hiển hiện ra, phóng xuất ra một cây quang trụ, sông thẳng lên trời. Hẳn là, hắn là muốn tự bạo thánh nguyên, Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, cánh tay vung lên, một đạo cao vài trượng vết nứt không gian vung chém ra đi. Vết nứt không gian còn không có tới gần vong hư, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn động đến run rẩy, đúng là hướng mặt bên bay ra ngoài. Nguồn lực lượng này, Trương Nhược Trần khuôn mặt có chút động, có một cỗ có thể ảnh hưởng không gian kết cấu lực lượng, từ vong hư trong khí hải phát ra, quét sạch phạm vi càng lúc càng rộng. Rất nhanh, thiên la đạo tràng chỗ tòa núi tuyết này đúng là bị cỗ lực lượng kia chấn động đến nứt ra mười mấy vị vết rách ngọn núi khổng lồ giống như là muốn đổ sụp diệp hồng lệ sắc mặt trở nên tái nhợt nói muốn hay không lần nữa mở ra chúng sinh bình đẳng trước chờ một chút bản hoàng không tin tiểu tử bốn bước thánh vương này còn có thể nghiêng trời lệch đất tiểu hắc cẩn thận nhìn chằm chằm vong hư ngọn lửa trên người thiêu đốt đến càng ngày càng thịnh vượng tựa như hóa thành một ngọn núi lửa lấy diệp hồng lệ thánh vương cảnh giới tu vi cảm giác thân thể muốn bị tiểu hắc ngọn lửa trên người luyện đến hòa tan, một mực thối lui đến thiên la đạo tràng bên ngoài mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bây giờ thiên la đạo tràng đã biến thành một tòa sinh sát chi địa, ba bước thánh vương trở xuống tu sĩ nhích tới gần, cùng chịu chết không có khác nhau. ầm ầm theo một đạo âm thanh lớn vang lên, vong hư hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một viên đường kính mấy ngàn trượng viên cầu. Toàn bộ bầu trời, bị viên cầu che cản một nửa. Viên cầu kia, là từ vong hư trong khí hải bay ra, nhưng thật ra là một ngôi sao, chỉ là thể tích rút nhỏ trăm ngàn vạn lần. Tinh thần phát ra khí tức dị thường đáng sợ, khi nó xoay tròn, cố kình khí kia, chấn động đến Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều tại hướng về sau lùi lại, dưới chân bọn hắn đại địa không ngừng vỡ vụn cùng đổ sụp. Bất quá, lấy vong hư tu vi hiện tại, hiển nhiên là không cách nào khống chế tinh thần này. Tại tinh thần chuyển động thời điểm, toàn thân hắn đều đang run rẩy, trong lỗ chân lông tràn ra huyết châu, đây là thật muốn cùng Trương Nhược Trần Ngọc Thái Câu phần. Tiểu tử này, Vậy mà đem một viên thần tỏa tinh cầu luyện vào tiến khí hải, Trương Nhược Trần làm sao bây giờ? Tiểu Hắc bắt đầu gấp, muốn chạy trốn, còn muốn mở ra chúng sinh bình đẳng, hiển nhiên là đã muộn. Thần tỏa tinh cầu chính là sinh linh tu luyện thành thần, tinh thần trong tinh hồn thần tỏa tại trong vũ trụ hiển hóa ra ngoài, có thể chiếu rọi thiên địa. Chỉ giao thành thần thời điểm, trong vũ trụ liền có 33 hành tinh cùng một chỗ nở rộ quang mang, biến thành nàng thần tỏa. Đao mục giới giới tử phương ất, liền đem một vị cổ thần một viên thần tỏa tinh cầu luyện vào tiến thể nội bất quá hắn viên thần tọa tinh cầu kia thần tinh hồn đã sói mòn hầu như không còn có thể phát huy ra lực lượng có hạn thế nhưng là vong hư viên thần tọa tinh cầu này vẫn còn ẩn chứa có một sợi nhàn nhạt tinh hồn bằng vào sợi tinh hồn này vong hư liền có thể khống chế thần tọa tinh cầu bộc phát ra viễn siêu tự thân tu vi cảnh giới lực lượng thần tọa tinh cầu có được tinh hồn bạo phát đi ra một kích dưới đại thánh sinh linh cơ hồ là không cách nào ngăn cản trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói thiên tinh thiên nữ đạp trên một đám mây mù bay lên mà đến khẽ kêu một tiếng, dừng tay. Vong hư hướng thiên tinh thiên nữ phương hướng nhìn lại, lộ ra một đạo ngoài ý muốn. Thụy Á giới cùng thiên tinh văn minh đều là đỉnh tiêm cường giới, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là có rất nhiều hợp tác cùng vãng lai. Cho nên, vong hư là vì số không nhiều gặp qua thiên tinh thiên nữ chân dung tu sĩ một trong, chỉ là gặp qua một lần, chính là kinh động như gặp thiên nhân, để tâm cao khí ngạo vong hư, đều có một loại muốn quỷ nàng dưới gấu quần xúc động. Thậm chí vong hư đã từng còn theo đuổi qua nàng, đáng tiếc lại cuối cùng đều là thất bại thẳng đến khi đó vong hư mới phát hiện thiên tinh thiên nữ so với hắn càng thêm cao ngạo giống như một tòa không người nào có thể leo lên thánh khiết băng sơn thiên tinh thiên nữ nói vong hư ngươi là điên rồi sao lấy ngươi bây giờ tu vi vận dụng thần tọa tinh cầu coi như đánh bại trương nhược trần chính ngươi cũng phải chết thiên nữ điện hạ là tại quan tâm ta an nguy sao vong hư trong lòng trải qua một dòng nước ấm tiểu hắc trong mắt chuyển động một chút nói ngươi đang suy nghĩ gì thiên tinh thiên nữ làm sao có thể quan tâm sinh tử của ngươi nàng là đang lo lắng Trương Nhược Trần, dù sao nàng cùng Trương Nhược Trần đã tư định chung thân. Nói hưu nói vượn, vong hư ánh mắt trầm xuống, treo ở trên đỉnh đầu hắn thần tỏa tinh cầu, tại kịch liệt rung động, có thể thấy được dòng suy nghĩ của hắn ba động tương đương to lớn. Trương Nhược Trần đem hôn thư lấy ra, để hắn hết hy vọng. Tiểu Hắc nói ra, thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhược Trần, người thế nhưng là đã đáp ứng bản thiên nữ. Trương Nhược Trần cũng nhìn ra vong hư tựa hồ là tương đương quan tâm thiên tinh thiên nữ, thế là cười nói, yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ không đem hôn thư lấy ra giao cho người khác nhìn thấy. Vong hư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong đầu nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất liên quan tới thiên tinh thiên nữ lưu môn phỉ ngữ, nói Trương Nhược Trần, ta giết ngươi. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, ai sợ ai, chiến. Bần đạo tử kim bát quái kính, đủ để đối kháng thần tỏa tinh cầu. chân Diệu tiểu đạo nhân tưởng muốn giúp Trương Nhược Trần một chút sức lực. Không cần, Trương Nhược Trần lấy ra từ linh toàn thiếu quân nơi đó đoạt tới thần thạch màu tím, điều động thánh khí không ngừng rót đi vào, lập tức, thần thạch màu tím tách ra chói mắt hào quang màu tím, hóa thành một tòa cùng thần tòa tinh cầu một dạng lớn nhỏ thần sơn màu tím. Căn cứ Lăng Tu nói, viên thần thạch màu tím này rất có thể cùng địa ngục thượng tam tộc một trong thạch tộc có quan hệ. Mà lại, thần thạch màu tím đã từng cũng có một ngôi sao lớn như vậy, lơ lửng tại một tòa lỗ đen bên cạnh. Có thể nghĩ, nó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối sẽ không so một viên thần tỏa tinh cầu nhỏ yếu. Đương nhiên Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng vong hư liều mạng, còn muốn bảo tồn thực lực, ứng đối tiếp xuống đại chiến. Bởi vậy, hắn đem thực thánh hoa cùng dịch hoàng cốt trượng đều hoán đi ra, cùng một chỗ thôi động thần thạch màu tím, cùng vong hư đánh ra thần tỏa tinh cầu đụng nhau cùng một chỗ. Tranh thủ thời gian lui, tiểu hắc, chân diệu tiểu đạo nhân, diệp hồng lệ, thiên tinh thiên nữ đều hướng nơi xa bay đi, không dám tiếp tục lưu lại thiên la đạo tràng. Âm ầm, sau lưng bọn họ, hung mãnh lực lượng bạo phát đi ra, chấn động đến không khí kịch liệt rung chuyển, phảng phất là muốn trời đất sụp đổ thiên la đạo tràng chỗ toàn núi tuyết kia, triệt để vỡ vụn, hướng phía dưới sụp đổ. Vong hư toàn thân làn ra sụp đổ, máu me đầm đìa, trên người chiến ý vẫn như cũ tương đương nồng đậm, muốn khống chế thần tọa tinh cầu phát động kích thứ hai. Tuy nhiên lại lực bất tòng tâm, hai chân của hắn rung động kịch liệt, hai tay không cách nào lại chống lên thần tọa tinh cầu, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Mắt thấy viên thần tọa tinh cầu kia, liền muốn rơi xuống, đem hắn đập chết. Trương Nhược Trần sử dụng ra không gian cầm nã thủ đoạn, cách không bắt lấy vong hư thân thể, cấp tốc hướng nơi xa tránh lui. Ầm ầm, to lớn thần tòa tinh cầu rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên thật dày bụi đất. Lực lượng trùng kích kia khiến cho phương viên mấy ngàn dặm địa vực mãnh liệt run lên, giống như là bạo phát động đất. Ta, bại, xiết ta đi, vong hư nằm tại trương nhược trần dưới chân, hai mắt trống rỗng vô thần, tựa như mất đi linh hồn một dạng. Người tạm thời còn có chút tác dụng, trương nhược trần phong bế vong hư khí hải cùng kinh mạch, chính là hướng không gian truyền tống trận đi qua, kiểm tra một phen, Xác nhận truyền tống trận không có hủy hoại, nói mang lên hắn, cùng đi tu di đạo tràng. Tại khởi động không gian truyền tống trận trước, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực phân thân, đem thủy á giới những tu sĩ kia Thánh thi, còn có trên người bọn họ bảo vật, toàn bộ đều lấy đi. Những tu sĩ này, từng cái đều có lai lịch phi phàm, trên người một kiện trang sức cũng là giá trị liên thành, tùy tiện một kiện thánh khí, phẩm cấp đều là cực cao. Trương Nhược Trần tới lúc gấp rút cần thánh thạch, tự nhiên là muốn vơ vét sạch sẽ. Liên ngay cả vong hư viên thần tỏa tinh cầu kia đều bị hắn thu nhập vào thủy tinh hồ lô. Chương 1742, huyễn trận, trải qua năm lần truyền tống, Trương Nhược Trần một đoàn người vượt qua hơn một triệu dặm, đi vào khoảng cách tu di đạo tràng không xa địa vực. Hướng Tây phương nhìn ra xa, tại ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần trông thấy một tòa Phật quang trùng thiên đạo tràng, tọa lạc tại trung tâm một mảnh hồ nước sóng biếc nhộn nhạo. Trong đạo tràng có xây mấy chục tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ. Trung tâm nhất vị trí, tọa lạc lấy một tòa 72 tầng Phật tháp, giống như một ngọn núi, xuyên thẳng đám mây. Quỷ dị chính là, đạo tràng, yên tĩnh mà an tường, căn bản cũng không giống như là bạo phát ra đại chiến. Chẳng lẽ côn lôn giới tu sĩ vẫn không có động thủ? Trương Nhược Trần sinh ra một tia nghi hoặc, tiểu hắc có được một đôi đại thánh chi nhãn, phát giác được một tia không ổn, nói, không thích hợp, rất không thích hợp. Tòa đạo tràng này có rất lớn vấn đề, chúng ta hay là chớ nóng vội xông vào. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, nhìn ra một chút chỗ không đúng, nhưng lại nhìn không rõ ràng nói không ra đến cùng là lạ ở chỗ nào ngươi không phải có được bản nguyên thần mục giúp ta quan sát một chút tu di đạo tràng trương nhược trần nhìn chăm chú về phía thiên tinh thiên nữ bản thiên nữ là đến xem náo nhiệt không có nghĩa vụ giúp ngươi thiên tinh thiên nữ ngẩng lên cái cằm tuyết trắng vô cùng ngạo kiều dáng vẻ thiên tinh thiên nữ hận trương nhược trần đem hôn thư sự tình tuyên dương khắp trốn giận não chi khí chưa tiêu tự nhiên là muốn cùng hắn đối nghịch diệp hồng lệ giống như là phát hiện cái gì một bước bước vào hồ nước đứng tại mặt nước, sắc mặt thay đổi liên tục, nói, là huyễn thuật. Cái gì, Trương Nhược Trần nói, cái hồ này cùng tu di đạo tràng, cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là do một vị huyễn thuật tạo nghệ khá cao sâu thánh sư, bố trí ra huyễn trận, ngưng tụ ra huyễn tượng. Tu di đạo tràng hẳn là phụ cật, nhưng là, tuyệt không tại hiện tại vị trí này. Diệp Hồng Lệ nói, liền ngay cả thiên tinh thiên nữ đều có chút động dung, nếu là trước mắt hết thảy là huyễn thuật, như vậy, cho dù là nàng đều bị huyễn thuật cho lừa qua. Người kia huyễn thuật tạo nghệ, đến cao đến trình độ nào. Thiên tinh thiên nữ vội vàng kích phát bản nguyên thần mục, hướng tu di đạo tràng nhìn lại, lập tức ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Người thấy được cái gì? Trương Nhược Trần bắt lấy thiên tinh thiên nữ cổ tay, vội vàng hỏi. Thiên tinh thiên nữ không biết nên như thế nào nói cho hắn biết, dừng một lát, nói côn lôn giới tu sĩ. Chỉ sợ đến toàn quân bị diệt, trận chiến này, chúng ta hay là đừng dính vào, mau chóng rời đi. Trương Nhược Trần buông ra thiên tinh thiên nữ cổ tay, gọi ra trầm uyên cổ kiếm trực tiếp hướng nguyễn thuật ngưng tụ thành tu di đạo tràng phóng đi trương nhược trần người cho bản thiên nữ trở về nơi đó không phải tu di đạo tràng mở ra không được chúng sinh bình đẳng người đi không cải biến được đại cục sẽ chỉ chịu chết uổng thiên tinh thiên nữ quát lạnh một tiếng trương nhược trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực dò xét bốn phía để tránh bị huyễn thuật che đậy tinh thần lực cùng hai mắt làm ra phán đoán sai lầm bước chân nhưng không có dừng lại vừa mới xông vào hồ nước tại hắn phía trước truyền ra ba đạo thánh lực ba động Ba vị côn lôn giới tu sĩ, không biết sử dụng thủ đoạn gì, chạy trốn tới huyến trận biên giới, vọt ra, xuất hiện tại hồ nước trên không. Bọn hắn đều bị trọng thương, tại hoảng hốt đào mệnh. Sau lưng, một đám mọc ra cánh chim màu trắng thiên sứ tộc tu sĩ, đang đuổi giết bọn hắn. Trong đó một vị thiên sứ thánh vương cảnh mọc ra bốn cánh, sách cầm một thanh rộng lớn màu trắng thánh kiếm, đuổi tới ba vị côn lôn giới tu sĩ phía trên, tựa như cao cao tại thượng thẩm phán giả, nói côn lôn giới tinh anh hôm nay nhất định phải chết hết, ai cũng đừng hòng trốn thần ma thử kia còn có chút bản sự, lại có thể mang theo hai nhân loại, chạy ra huyến cơ đại nhân bố trí huyến trận. Chạy ra huyến trận, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Cầm đầu vị kia tứ dực thiên sứ, tu vi đã tới sáu bước thánh vương cảnh giới, màu trắng thánh kiếm tuột tay bay ra ngoài, thì triển ra một chiêu trung giai thánh thuật cấp bậc kiếm pháp, chảm tại trong đó một vị tu sĩ nhân loại trên thân. Bành, vị kia côn lôn giới nhân loại tu sĩ, kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém đứt thành sáu đoạn, rơi hướng phía dưới hồ nước. Đỏ bừng huyết phúc từ trên không phiêu tán rơi rụng xuống tới. Thần ma thử cùng chỉ vạn tuế thấy cảnh này, trái tim mãnh liệt rung động, ý thức được hôm nay sợ rằng là thật trốn không thoát, sẽ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ là thương thiên tại nhằm vào chúng ta, muốn tiêu diệt côn lôn giới sao? Ngực trì vạn tuế, có một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, đem xương sườn chặt đứt, làm bị thương tạng phủ bên trong. Có kiếm khí xâm nhập thân thể, khiến cho vết thương không cách nào khép lại, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Một vị thiên sứ tộc tóc bạc thánh vương, nắm lấy một cây pháp trượng, ngửa mặt lên trời cười dài, không sai, chính là thương thiên muốn các ngươi chết, chúng ta chính là thương thiên. Vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới tứ dược thiên sứ, nói, không phải thương thiên muốn nhằm vào các ngươi, là các ngươi côn lôn giới quá yếu. Tại thế giới nhược nhục cường thực này, yếu, chính là một loại sai. Chỉ vạn tuế lấy ra một viên truyền tin quang phù, đang muốn tại trên quang phù khắc lục văn tự. Phốc phốc, vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới tứ dực thiên sứ, một kiếm vung ra, cách một khoảng trời, đem chỉ vạn tuế một cánh tay còn sót lại kia chặt đứt. Ngươi là muốn khắc lục truyền tin quang phù, đem tin tức truyền đến chân lý thần điện. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Một vị thiên sứ tộc thánh vương cười to, loại cảm giác cầm chắc lấy tính mạng người khác này, thật sự là quá mỹ diệu. Sáu bước thánh vương cảnh giới tứ dực thiên sứ, lạnh lùng nói cái bẫy này là từ cử công tử tự tay thiết hạ, bố trí nghiêm mật, coi như người truyền ra truyền tin quang phù cũng không đến được chân lý thần điện. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, bản vương không có khả năng để cho ngươi đem truyền tin quang phù truyền đi. Chỉ vạn tuế trên mặt, mang theo bi thương chi sắc, không dám tưởng tượng tất cả tinh anh đều chiến tử ở đây, côn lôn giới sẽ suy bại đến trình độ nào. Thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí, liền muốn một lần nữa bị đánh nhập vạn kiếp bất phục đáy cốc. Thần ma thử trầm mặc không nói, cảm giác được rất bất lực. Tại côn lôn giới, gặp được chọc không được địch nhân, chỉ cần báo lên tên bái nguyệt ma giáo, đối phương chỉ ít sẽ kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là đi vào thiên đình giới, Căn bản không có bất luận cái gì dựa vào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần ma thử thở dài một tiếng, bỗng dưng, nhãn tình sáng lên, nhìn thấy trong hồ đứng đấy một bóng người, lập tức kích động lệ rơi đầy mặt, cấp tốc bay đi trần ra, người đã tới. Thiên đường giới thực sự quá khi dễ người, bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, người đến làm chủ cho chúng ta a. À. Làm cái gì chủ, chúng ta bây giờ là quảng hàn giới tu sĩ, tới đây chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Tiểu hắc lắc lắc tất cả đều là lông vũ mông lớn không nhanh không chậm đi trên mặt hồ. Nhìn thấy tiểu hắc, thần ma thử con mắt tỏa ánh sáng, sợ hãi trong lòng biến mất sạch sẽ, nhào tới, ôm lấy tiểu hắc một chân móng vuốt, nói, hắc ra, người tuyệt đối đừng nói lời như vậy, đã ngươi cùng trần ra tới nơi này, làm sao có thể chỉ là đến xem náo nhiệt. Các ngươi mới là côn lôn giới trụ cột, cao thủ chân chính không xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng côn lôn giới dễ ức hiếp. Riêng người biết ôm đùi, tiểu hắc cười cười, hắc ra đùi, ta phải ôm cả một đời, thần ma thử không cần mặt mũi nói. Tiểu Hắc rất là hưởng thụ, hít mắt nhẹ gật đầu, nói tốt a, à, liền xông lời này của ngươi, hôm nay việc này bản hoàng quản định. Hôm nay việc này, ai đến đều không quản được, vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, cánh tay vung lên, lập tức đứng sau lưng hắn những tu sĩ thiên sứ tộc kia, nhao nhao đánh ra thủ đoạn công kích, đánh về phía Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chống lên bát long tán, lập tức bát long cùng bay, kim quang vạn trượng, tất cả sức mạnh công kích toàn bộ bị cản lại. Vị kia sáu bước thánh vương âm thầm giật mình, Nhãn Thần trở nên ngưng trọng. Hẳn là, thật là côn lôn giới đỉnh tiêm cao thủ đuổi tới. Các ngươi những sâu kiến này, căn bản không xứng cùng bản hoàng giao thủ. Tiểu Hắc lấy ra một khối to bằng cái thất thần cốt, thần cốt mặt ngoài có rất nhiều lỗ thủng, giống như là một cái tổ ong. Xoẹt xoẹt, mấy trăm con Tam Túc thực thi trùng từ trong thần cốt bay ra, hóa thành một mảnh điểm nhỏ màu đen, hướng đám kia thiên sứ tộc tu sĩ bay đi. Chỉ là mấy con côn trùng, không tốt, đó là Tam Túc thực thi trùng, khi thiên sứ tộc tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã bị tam túc thực thi trùng vây quanh, đành phải chống lên hộ thể thánh giáp, đánh ra thánh khí, luống cuống tay chân công kích. Phải biết, tam túc thực thi trùng liền ngay cả đại thánh bất hủ thánh thân đều có thể gặm ăn, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên, nói tam túc thực thi trùng số lượng, tựa hồ nhiều hơn không ít. Hắn nhớ kỹ, đem tam túc thực thi trùng giao cho tiểu hắc thời điểm, chỉ có hơn 200 con. Hiện tại, lại có 700.800 con, nhiều gấp 2-3 lần. Tiểu Hắc đắc ý cười một tiếng, người tại thần điện bế quan tu luyện một năm này, bản hoàng đem quảng hàn giới đạo tràng đều đánh hạ, thuận tiện cũng vì tam túc thực thi trùng thu tập được không ít thánh giả huyết thực. Tam túc thực thi trùng không chỉ có trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn sinh trứng, sinh sôi ra một nhóm trùng mới. Vậy người cũng thu tập được không ít bảo vật cùng thánh thạch. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc lộ ra cảnh giác thần sắc, nói, không sai, một khối thánh thạch đều không có. Trong bầy trùng, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, một vị lại một vị thiên sứ tộc tu sĩ, bị tam túc thực thi trùng gặm ăn thành bạch cốt, cuối cùng, liền ngay cả xương cốt, cũng bị ăn đến sạch sẽ. Vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nếu là không thể giải quyết hết tam túc thực thi trùng, hắn mang ra những tu sĩ này, sợ rằng sẽ trước một bước toàn quân bị diệt. Muốn đối phó tam túc thực thi trùng, liền phải trước đối phó điều khiển bọn chúng sinh linh kia. Vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, ánh mắt khóa chặt ở trên thân tiểu hắc, lập tức, toàn lực ứng phó điều động thánh khí, rót vào áo giáp trên áo giáp tản mát ra một vòng trói mắt bạch quang đem vây quanh hắn tam túc thực thi trùng toàn bộ đều đánh bay ra ngoài tại tam túc thực thi trùng một lần nữa bay lên trước đó vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ vỗ bốn cánh hóa thành một cây cột sáng màu trắng hướng tiểu hắc công sát tới tại chân lý thiên vực tu vi có thể đạt tới sáu bước thánh vương cảnh giới cũng không phải nhân vật đơn giản bình thường bảy bước thánh vương ở tại trước mặt chỉ sợ không kiên trì được mấy chiêu liền muốn bại trốn Trương Nhược Trần nếu là không sử dụng lực lượng không gian cùng thời gian, đối đầu loại cường giả cấp bậc này, cũng sẽ có chút phiền phức. Ta Thành Tử, đi thôi, Trương Nhược Trần nói, mặc thật dày áo giáp Tà Thành Tử, từ Trương Nhược Trần sau lưng liền sông ra ngoài, toàn thân tản mát ra mực nước đồng dạng màu đen tà khí, cùng vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ đột nhiên đụng vào nhau. Phốc, chỉ là hiệp thứ nhất giao phong, vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, chính là hướng về sau bay rất ra ngoài, khóe miệng chảy ra máu tươi, đồng dạng là sáu bước thánh vương tu vi, làm thế giới lãnh tụ tà thành tử, hiển nhiên là so vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ mạnh hơn rất nhiều. Ngươi, ngươi là tà thành tử, vị kia sáu bước thánh vương, tại thiên đường giới địa vị rất cao, có thể tiếp xúc đến tà thành tử một bậc này nhân vật. Chính là nhận ra tà thành tử, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Trương Nhược Trần hạ lệnh, nói, giết hắn, vị kia sáu bước thánh vương lấy càng thêm ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Trương Nhược Trần, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để tà thành tử cúi đầu xưng thần. Có chút quen thuộc, là hắn, vị kia sáu bước thánh vương đã từng thấy qua trương nhược trần kính tượng hình ảnh, rốt cuộc đem hắn nhận ra, không kịp để ý tới bị tam túc thực thi trùng vây quanh những thiên sứ kia, triển khai trên lưng bốn cánh, hướng trong huyễn trận phóng đi. Nếu chủ nhân hạ lệnh muốn giết ngươi, người hôm nay liền đi không nổi. Tà thành tử lấy ra thị huyết hoàn, hướng vị kia sáu bước thánh vương đánh qua. Thị huyết hoàn xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra đại lượng huyết khí, đường kính trở nên chừng dài ba trượng, bay ở không trung phát ra ong ong chói tai thanh âm. Bành, thị huyết hoàn đem vị kia sáu bước thánh vương đánh ra tất cả thánh khí, toàn bộ đều đụng bay, cuối cùng, hung hăng đánh vào trên lưng hắn, gặp hắn thân thể đánh cho bạo liệt, biến thành một đám huyết vụ. Ngay sau đó, tất cả huyết vụ đều bị thị huyết hoàn hút đi. Chương 1743, máu cùng nước mắt. Đám kia thiên sứ tộc tu sĩ tại Tam Túc Thực Thi trùng truy đuổi xuống, chạy trốn tứ phía, nhưng là Tam Túc Thực Thi trùng lại như là như giỏi trong xương, chui vào tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, điên cuồng gặm ăn. Trên mặt hồ, quanh quẩn để cho người ta dùng mình kêu thảm. Chờ đến giữa không trung tiếng kêu thảm thiết biến mất, tất cả thiên sứ tộc tu sĩ, toàn bộ đều bị tam túc thực thi trùng nuốt. Hoa, trương nhược trần thể nội, bay ra mấy chục đạo tinh thần lực phân thân, đem những thiên sứ tộc tu sĩ kia để lại thánh khí cùng đồ chữ vật thu sạch. Đều là đồ tốt, có thể bán không ít thánh thạch. Thần ma thử cười ha hả, nói, hay là hát ra cùng trần ra lợi hại, không cần tốn nhiều sức liền chấn sát 16 vị thiên đường giới cường giả, loại thủ đoạn này, thực lực thế này, ta thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Trần gia, người đây là đang, một đạo tinh thần lực phân thân, đem rơi vào trong hồ sáu đoạn đoạn thi, mò đứng lên, đưa đến Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần ngón tay, phóng tới trên đầu lâu hoàn chỉnh kia, dò xét, khí hải không có hủy đi, thánh hồn bảo tồn lại, sinh cơ không có đoạn tuyệt, có lẽ còn có thể cứu. Sáu đoạn đoạn thi này, chính là cương mới bị vị thiên sứ sáu bước thánh vương cảnh giới kia chém giết côn lôn giới tu sĩ. Chỉ bất quá, ra hỏa này ngược lại là cao minh, tại một vị sáu bước thánh vương kiếm quyết trong công kích, đúng là tránh đi khí hải, bảo vệ trong khí hải thánh hồn. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có sống lại cơ hội. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đem sáu đoạn đoạn thi hợp lại cùng một chỗ, sau đó lấy ra hạt sen màu xanh. Hạt sen so phỉ thúy còn muốn xanh biếc, tách ra chói mắt thanh mang. Trong thanh mang, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh chi khí, bao trùm sáu đoạn đoạn thi. Một lát sau, đoạn thi núi liền thành một thể, thể nội sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh, huyết dịch bắt đầu lưu động, con mắt mở ra, từ trong thanh mang đi ra. Đây là một vị tu vi đã tới nửa bước thánh vương cảnh giới triều đình vực phương, mặc dù thân thể bị chém đứt, nhưng là thánh hồn lại một mực bảo trì thanh tình, vốn cho là mình chẳng mấy chốc sẽ sinh cơ hao hết mà chết, lại không nghĩ rằng trương nhược trần vậy mà cứu sống hắn. Tại thiên la đạo tràng, vị này triều đình vực vương từng xa lánh qua trương nhược trần, nói hắn là côn lôn giới phản đồ, không có tư cách tiến vào côn lôn giới đạo tràng. Giờ phút này, nội tâm của hắn không nói ra được xấu hổ. Côn lôn giới phản đồ, làm sao lại cứu hắn? Trương Nhược Trần độ lượng, để hắn cảm thấy mình người phần nhỏ bé. Đa tạ, hắn khom người hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, trong lòng lại không khinh bỉ cùng địch ý, ngược lại tương đương khâm phục. Sau này, ai nếu là còn dám nói Trương Nhược Trần là côn lôn giới phản đồ, hắn nhất định cái thứ nhất xông đi lên đánh tơi bời người kia một trận. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chăm chú hạt sen màu xanh, trong mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, kích phát hạt sen màu xanh lực lượng thời điểm, Trương Nhược Trần loáng thoáng cảm giác, đáy hồ truyền đến một cỗ vi diệu rung động. Cỗ rung động kia, trong nháy mắt lại biến mất, chẳng lẽ là ảo giác? Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, hướng đáy hồ dò xét, lại cái gì không có bất kỳ phát hiện nào. Hoa, âm thanh xé gió lên, nữ giả nam trang Thiên Tinh Thiên Nữ đuổi theo, xuất hiện đến Trương Nhược Trần phía trên nghiêm nghị nói, ta đã sử dụng bản nguyên thần mục quan sát qua, thiên đường giới tại chân lý thiên vực một phần tư thánh vương cảnh cường giả, đều tụ tập tại trong huyễn trận, coi như ngươi đi, cũng không có khả năng cứu được bọn hắn, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Việc này giống như không có quan hệ gì với ngươi, Trương Nhược Trần nói, thiên tinh thiên nữ cũng không biết tại sao mình lại đến ngăn cản cái này để nàng có chút đáng ghét ra hỏa, dù sao chính là cảm thấy, nếu như Trương Nhược Trần chết ở chỗ này, nàng sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ cảm thấy ít một chút thứ gì có lẽ là bởi vì trương nhược trần là cái thứ nhất để nàng gặp khó cùng cảnh giới tu sĩ coi như trương nhược trần muốn bại hoặc là muốn chết cũng nhất định phải là bại ở trong tay nàng chết tại dưới kiếm của nàng thiên tinh thiên nữ hất cầm lên nói cho dù là một con chó ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nó đi chịu chết huống chi ngươi hay là một người đương nhiên ngươi như khăng khăng muốn đi xin mời trước đem trên người ngươi món đồ kia giao cho ta miễn cho sau khi ngươi chết món đồ kia rơi vào đến thiên đường giới trong tay với ta mà nói ngược lại là một kiện chuyện phiền toái trương nhược trần cũng không biết thiên tinh thiên nữ chỉ là hôn thư hay là chân lý áo nghĩa nếu như là hôn thư trương nhược trần là thật thi đi ngang qua hiện tại liền giao cho nàng dù sao trận chiến này thật sự là hắn không có cái gì lòng tin nếu như là chân lý áo nghĩa trương nhược trần coi như đánh chết cũng không có khả năng chủ động giao cho nàng tiểu hắc chân diệu tiểu đạo nhân diệp hồng lệ đều nhìn chăm chú về phía trương nhược trần chờ đợi trương nhược trần làm quyết định chỉ vạn tuế hai tay đều phế đi có chút mờ mịt đứng trên mặt hồ, nhìn chằm chằm huyễn thuật ngưng tụ thành tu di đạo tràng. Hắn phảng phất có thể cách huyễn cảnh, nhìn thấy trong huyễn trận những côn lôn giới tu sĩ kia, nhất định lọt vào thiên đường giới tu sĩ vô tình trấn áp, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ vạn tuế khóe miệng không ngừng co rúm, nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai chân của hắn một khúc, quỳ gối trương nhược trần trước mặt, thanh âm trầm thấp nói, trương nhược trần, cứu côn lôn giới đi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ, bọn hắn nếu là toàn bộ đều chiến tử tại tu di đạo tràng, côn lôn giới liền thật. Xong, Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú vào chỉ vạn tuế trên khuôn mặt tái nhợt mà chán trường kia. Giống hắn loại hoàng tộc tử đệ sinh ra cao quý này, vậy mà lại hướng mình cừu nhân quỳ xuống, thật sự là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Có lẽ, trong lòng của hắn, côn lôn giới sinh tử vinh nhục, sớm đã siêu việt tôn nghiêm của mình cùng cừu hận. Thiên tinh thiên nữ lật ra một cái liếc mắt, cảm thấy chỉ vạn tuế rất ngây thơ, nói nơi đó căn bản không phải tu di đạo tràng, mà là do huyễn thuật hình thành một tòa bẫy dập. Chỉ bằng Trương Nhược Trần một người, có thể cùng thiên đường giới chống lại. chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, Trương Nhược Trần, vẫn là thôi đi. Thiên đường giới nói rõ là muốn tiêu diệt côn lôn giới, chúng ta không cần thiết hướng trong cạm bẫy nhảy. Chỉ vạn tuế trong đôi mắt tơ máu phảng phất là muốn nổ tung, liền muốn chảy ra huyết lệ, hét lớn một tiếng, thật xin lỗi, Trương Nhược Trần. Thật xin lỗi, giữa chúng ta thù hận, ta không nên. Không nên đi lợi dụng hai tiểu hài kia, nếu như người có oán, liền giết ta, nhưng là, người cũng không thể trơ mắt nhìn hai tiểu hài kia. Cũng chiến tử ở bên trong, Trương Nhược Trần đối với chỉ vạn tuế làm sao có thể không có hận. Chính là hắn, khuyên khích chỉ côn lôn cùng chỉ khổng nhạc đi giết Trương Nhược Trần, dụng tâm cỡ nào ác độc. Khi đó, Trương Nhược Trần nỗi khổ trong lòng, căn bản không có người có thể trải nghiệm. Thế nhưng là đổi một góc độ, chỉ vạn tuế cả nhà đều bị Trương Nhược Trần giết chết, tâm tình lại làm sao không thống khổ. Nếu là không có 800 năm trước ân ân oán oán, cũng sẽ không có lẫn nhau đối địch chỉ vạn tuế cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nội tâm vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng quát khẽ một tiếng, đứng lên. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, bắt lấy chỉ vạn tuế bả vai, nâng hắn lên. Ngay tại sách hắn lên trong chớp nhóm này, hạt sen màu xanh lực lượng, lần nữa bạo phát đi ra, rót vào chỉ vạn tuế thể nội. Xoẹt xoẹt, chỉ vạn tuế gãy mất hai đầu cánh tay, một lần nữa mọc ra, liền ngay cả trên thân thương, cũng đều nhanh chóng khỏi hẳn. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Hắn liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Bao quát chỉ vạn tuế ở bên trong, ở đây tất cả tu sĩ, toàn bộ đều giật mình không thôi. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì, làm sao nghịch thiên như vậy? Cánh tay, ta trả lại cho ngươi, ta chờ ngươi hướng ta báo thù, chỉ cần ngươi có bản sự kia, mệnh của ta liền là của ngươi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý thất thần chỉ vạn tuế, một tay cầm bát long tán, một tay nhấc lấy Trầm Uyên cổ kiếm, xông vào huyễn trận. Người trẻ tuổi chính là xúc động được rồi, bản hoàng liền bồi ngươi lại điên một lần. Tiểu Hắc triển khai hai cánh, cũng bay vào huyễn trận, hiển nhiên là muốn cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối. chân Diệu tiểu đạo nhân có chút bất đắc dĩ thở dài, nói coi như là tại trong hồng trần lịch luyện đi, bần đạo hôm nay cũng muốn chiến cái long trời lở đất. Ta thành tử, chỉ vạn tuế, thần ma thử lần lượt xông vào huyễn trận. Diệp Hồng Lệ cũng nghĩ đi theo vào, lại bị thiên tinh thiên nữ bắt lấy cổ tay, lưu lại. Đã ngươi là huyễn thuật thánh sư, cần gì phải đi làm chém chém giết giết sự tình cùng bản thiên nữ đến, chúng ta đi gặp một hồi vị thiên đường giới đại nhân vật bố trí huyễn trận kia, cũng mang người được thêm kiến thức. Thiên tinh thiên nữ cũng không biết là bởi vì muốn lịch luyện, vẫn cảm thấy việc này rất thú vị, cuối cùng vẫn quyết định tham gia đi vào. Trong huyễn trận, côn lôn giới tu sĩ, tuyệt đại đa số đều ngã trong vũng máu, có bị nắm lấy chiến phủ ải nhân tộc tu sĩ dẫm tại dưới chân, có hấp hồi ánh mắt đau buồn, có đã triệt để chết đi, biến thành tàn phá thi hài. Hòn đảo này, hóa thành đất khô cằn, giải đầy côn lôn giới tu sĩ máu cùng nước mắt. Bọn hắn vốn là chiến ý cuộn trào mà đến, thế muốn đoạt lại thuộc về côn lôn giới đạo tràng, nhưng là, xâm nhập vào giới đạo tràng phát hiện, nơi này đã sớm mai phục số lớn thiên đường giới cường giả, từng cái đều là thánh vương cảnh giới cường giả, lại số lượng là bọn hắn không chỉ gấp 10 lần. Bẫy dập, đây là thiên đường giới đã sớm bố trí tốt bẫy dập. Côn lôn giới tu sĩ, cũng không phải là không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vậy, ngay đầu tiên, chỉ côn lôn chính là muốn muốn câu thông tu di thánh tăng tàn hồn, mở ra chúng sinh bình đẳng chỉ cần mở ra chúng sinh bình đẳng, bọn hắn ít nhất là có sức liều mạng, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đều là có thể đào tẩu. Thế nhưng là, tu di thánh tăng thần lực chưa từng xuất hiện, chúng sinh bình đẳng cũng không có xuất hiện. Không có chúng sinh bình đẳng gia trì, thực lực của bọn hắn cùng thiên đường giới so ra, giống như đom đóm so tại hạo nguyệt, lọt vào nghiền ép đồng dạng công kích. Bại vong, đã trở thành tất nhiên, bộ thiên phàm bị ba vị tinh linh tộc thánh vương, chân áp tại dưới một tấm lôi điện lưới lớn, thân thể bị đánh đến cháy đen, quỳ một chân trên đất, không cam lòng gào thét, nếu như mở ra chúng sinh bình đẳng, tại cùng cảnh giới, ta Phương Thiên Hỏa kích nhất định có thể đem bọn ngươi tất cả đều là chém giết. Một vị dung mạo cực kỳ tuấn mỹ áo làm nữ tinh linh, cười một tiếng, không có nhiều như vậy nếu như tu vi cảnh giới chính là hết thảy, chỉ có kẻ yếu mới có thể gửi hy vọng sử dụng chúng sinh bình đẳng chiến thắng đối thủ. Chủ động đưa ngươi tu luyện công pháp cùng thánh thuật viết xuống tới, bản vương có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Cách đó không xa, cái thiên kiều bị một cây vạn văn thánh khí cấp bậc trường mâu, xuyên thấu ngực bụng, găm trên mặt đất, đại lượng máu tươi thuận vết thương chảy tràn tới trên mặt đất. Một vị thiên sứ tộc Thánh Vương cũng tại yêu cầu nàng tu luyện công pháp cùng thánh thuật, hỏi thăm nàng một chút liên quan tới côn lôn giới bí mật. Chương 1744, huyết chiến bộc phát. Vì cái gì? Vì cái gì không thể mở ra chúng sinh bình đẳng? Chẳng lẽ liền ngay cả tu di thánh tăng đều từ bỏ chúng ta? Cái thiên kiểu ánh mắt mê mang, nhìn chằm chằm mờ tối bầu trời, trong miệng ho ra máu tươi, tương đương không cam lòng. Tại cùng cảnh giới, nàng có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh bại những này thiên đường giới cường giả. Nhưng là, thời gian tu luyện kém xa tiết tắp đối phương, tu vi cảnh giới kém một mảng lớn, không cách nào mở ra chúng sinh bình đẳng, nàng liền không hề có lực hoàn thủ. Vị thiên sứ tộc thánh vương kia, muốn cái thiên kiều triệt để tuyệt vọng, cố ý nói ra, các người côn lôn giới tại 10 vạn năm trước liền đã bị vứt bỏ, cũng chỉ có các người những này ngu xuẩn, mới coi là côn lôn giới còn có lần nữa cơ hội vùng lên. Kỳ thật, các người tiên tổ cũng đều là ngu xuẩn hạng người, 10 vạn năm trước, vậy mà dốc hết toàn lực đi cùng địa ngục giới chinh chiến, muốn trọng thương địa ngục giới, thành lập vũ trụ trật tự mới. Người nói ai là ngu xuẩn hạng người, một đạo thanh âm lạnh như băng, trống rỗng nổ vang. Trương Nhược Trần bước vào tiến huyễn trận, thân hình thoát một cái, xuất hiện đến vị thiên sứ tộc Thánh Vương kia trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Vị thiên sứ tộc Thánh Vương kia, ngắm nhìn bốn phía, xác định Trương Nhược Trần không phải côn lôn giới tu sĩ, là từ bên ngoài xâm nhập tiến đến, mới là quát lớn một tiếng lớn mật, chẳng lẽ ngươi không biết thiên đường giới chư vương ở đây, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Hoa, Trương Nhược Trần lười nhác cùng nhiều lời, một kiếm nghiêng bổ đi ra, lôi ra một đạo cao vài trượng kiếm đạo huyền cương. Huyền cương, không phải kiếm khí, có xuyên thấu thiên địa uy lực. Vị thiên sứ tộc thánh vương kia sắc mặt thốt nhiên biến đổi, vội vàng rút ra đâm vào cái thiên kiều phần bụng trường mâu, lấy mâu làm côn, bổ ngang đi qua, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần một kiếm này. Phốc phốc, trầm uyên cổ kiếm chặt đứt cây trường mâu vạn văn thánh khí cấp bậc kia, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem vị thiên sứ tộc thánh vương kia đầu lâu, chém bay lên. Vị thiên sứ tộc thánh vương kia nhìn phía dưới thân thể, cách mình càng ngày càng xa, trong mắt vẻ sợ hãi chính là càng ngày càng đậm. Hắn điều động trong khí hải thánh khí, khống chế đầu lâu, hướng trung tâm hòn đảo phương hướng bay đi, hô lớn có cường địch sông. Vào, hoa, trương nhược trần trong hai con ngươi bay ra hai đạo tịnh diệt thần hỏa hỏa trụ, đánh vào trên cái đầu kia. Đầu lâu nổ tung, hóa thành từng hạt hỏa tinh, cách đó không xa, ngay tại chân áp bộ thiên phàm ba vị tinh linh tộc nữ thánh vương đều là giật nảy cả mình trong đôi mắt đẹp lộ ra hàn quang thiên đường giới chư vị vương giả trong này làm việc thế mà còn có người dám xen vào việc của người khác hai người các ngươi đi đem hắn chân áp trong đó hai vị cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 56 đỉnh phong tinh linh tộc nữ thánh vương không có tiếp tục trấn áp bộ thiên phàm dơ lên thánh ngọc pháp trược đọc lên một đạo chú ngữ sử dụng ra thánh pháp hướng trương nhược trần công kích đi qua các nàng bất kỳ một người nào chiến lực đều không kém gì bốn bước thánh vương. Một vị tinh linh tộc nữ thánh vương điều động sức gió, ngưng tụ ra một cái giải 20 trượng phong tước thú, mang theo đầy trời lưỡi đao, hướng Trương Nhược Trần nhảy đè đi qua. Một vị khác tinh linh tộc nữ thánh vương điều động ra hỏa diễm lực lượng, chừng hơn ngàn đoàn hỏa cầu, lơ lửng tại thân thể nàng bốn phía, hóa thành một mảnh mưa lửa bay ra ngoài. Vô luận là hỏa cầu hay là phong nhận, đều trải qua trăm ngàn lần rèn luyện cùng điệp ra, cực kỳ ngưng tụ, có xé rách thánh vương thánh khu lực lượng. Nếu là ở phàm giới, một viên hỏa cầu có thể hủy một tòa thành một đạo phong nhận có thể tiêu diệt một ngọn núi trương nhược trần gặp không sợ hãi đem bát long tán triển khai trên mặt dù xông ra tám đầu màu vàng cự long đưa các nàng đánh ra thánh pháp trùng kích đến vỡ nát ngao ngao tám đầu long ảnh đụng vào hai vị tinh linh tộc nữ thánh vương trên thân chấn động đến các nàng thân thể mềm mại mỹ lệ kia bạo liệt mà ra ngoại trừ hai đoàn huyết phụ chỉ còn hai cố bạch cốt ném đi ra ngoài vị tinh linh tộc nữ thánh vương còn tại trấn áp bộ thiên phàm kia tên là Nhan Ni, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 57, thấy cảnh này, trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, thu hồi trấn áp bộ thiên phàm lực lược, nhìn hầm hầm Trương Nhược Trần. Hai vị nữ thánh vương cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 56 kia, đều có phi phàm thiên tư, có cơ hội trở thành tinh thần lực đại thánh. Các nàng vẫn lạc, đối với tinh linh tộc tới nói, là tổn thất thật lớn. Nhan Ni trên lưng, triển khai một đôi cánh mỏng như cánh ve, cánh tản mát ra chói lọi lam sắc quang hoa. Lập tức, vùng thiên địa này thánh khí, đều hướng trong tay nàng thánh trượng hội tụ tới thánh trượng phát ra quang mang vô cùng trói mắt đồng thời còn có một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt khiến cho nước hồ mãnh liệt quay cuồng trên bầu trời càng là có từng đạo bén nhọn băng chùy như mưa rơi xuống dưới trương nhược trần không để ý đến nhan ni, chống đỡ bát long tán đi đến cái thiên kiều trước người bén nhọn băng chùy rơi xuống trên dù phát ra bành bành thanh âm đại sư tỷ trương nhược trần nói cái thiên kiều nhìn thấy trương nhược trần đạo thân hình lỗi lạc mà có chút vĩ ngạn kia, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, khấp hối mà nói ta liền. Ta liền biết, ngươi nhất định, sẽ đến, đáng tiếc ta đã không cách nào. Tái chiến, đừng nói loại lời nói ủ rũ kia, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trương Nhược Trần lấy ra hạt sen màu xanh, dẫn động hào quang màu xanh, đánh vào tiến cái thiên kiều thể nội. Nhan Ni vô cùng tức giận, đường đường cấp 57 tinh thần lực thánh vương, lại bị không nhìn. Thế là, nàng toàn thân tinh thần lực đều dâng lên mà ra, đem thánh trượng chỉ hướng Trương Nhược Trần. Âm ầm, một đạo cỡ thùng nước điện long từ trong thánh trượng bay ra. Trương Nhược Trần nghiêng liếc một chút, nói, đừng giết chết nàng, ta muốn sống. Ta thành tử bay xuống Trương Nhược Trần trước người, song trưởng hướng về phía trước nhấn một cái, thì triển ra một loại thánh thuật, lập tức lòng bàn tay tuôn ra hai mảnh tà khí đám mây. Trong tà vân, duỗi ra một cái vài trăm mét dáng dấp móng vuốt màu đen, đánh nát điện long, đánh ra ở trên thân nhan ni. Bành, Nhan Ni không hổ là cấp 57 tinh thần lực thánh vương, thân thể mềm mại huyền chuyển mặt ngoài, hiện ra 54 tầng lồng ánh sáng, đúng là đem tà thành tử một kích này cản lại. Chỉ là hướng về sau lùi lại mấy chục trượng, Nhan Ni chính là ổn định thân hình. Tà thành tử đuổi sát theo, đánh ra thị huyết hoàn. Xoạt, thị huyết hoàn nhanh chóng xoay tròn, bay đến Nhan Ni trên không, đưa nàng cùng 54 tầng lồng ánh sáng nhốt. Theo thị huyết hoàn không ngừng co vào, bảo hộ Nhan Ni 54 tầng lồng ánh sáng, phát ra bành bành thanh âm không ngừng sụp đổ cuối cùng tất cả lồng ánh sáng toàn bộ đều vỡ vụn hóa thành điểm sáng